chư vị, nguyên hai vị cốc chủ Bách Thú Cốc, còn có khí vương Úc Khánh mới gia nhập Phi Linh Môn thời gian gần đây, chư vị giới thiệu lẫn nhau đi. Lục Lâm Thiên nói, Mãn Lâu đại ca, Ngọc Muội, ta cũng sẽ không giới thiệu chi tiết, ở trong Phi Linh Môn ta tạm thời đảm nhiệm chức đường chủ ám đường. Tiểu Muội tạm đảm nhiệm chức phó đường chủ ám đường. Diệp Mỹ nói, phụ trách thu thập toàn bộ tin tức cho Phi Linh Môn, còn có thẩm thấu các thế lực lớn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, tạm giữ chức đường chủ vũ đường. Âu Dương Lãnh Tật, tạm giữ chức đường chủ hình đường. Ngay trong lúc mọi người giới thiệu, ba người Úc Khánh càng hiểu biết về Phi Linh Môn, thực lực Phi Linh Môn vượt xa ba người tưởng tượng, chỉ nói với thực lực bây giờ cũng đã vượt xa thế lực nhị lưu bình thường. Mọi người giới thiệu xong, Lục Lâm Thiên nhìn lướt qua, nói. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đường chủ đều chính thức đảm nhiệm chức đường chủ, địa vị ngang hàng trưởng lão, việc của các đường các trưởng lão Phi Linh Môn không tham dự. Đa tạ trưởng môn. Mọi người cùng hành lễ nói. Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Phi Linh Môn tổng cộng có 6 đường, theo thứ tự là Ám Đường, Vũ Đường, Hình Đường, Linh Đường, Kim Đường, còn có Vũ Đường. Từ hôm nay trở đi, Hoa Mãn Lâu tiếp nhận chức vụ đường chủ ngoại đường, Hoa Mãn Ngọc tiếp nhận chức vụ phó đường chủ ngoại đường, phụ trách thủ tục ngoại đường của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ trưởng môn. Hoa gia huynh muội hành lễ, cả hai không có dị nghị. Khí vương Úc Khánh, người tiếp nhận chức phó đường chủ linh đường, ngày sau nếu lập công, ta sẽ giải độc đan trên người ngươi, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, trong này có không ít tư liệu luyện khí, đối với ngươi sẽ có chỗ tốt không ít. Lục Lâm Thiên nói xong, cầm một khối ngọc giản ném cho Úc Khánh, bên trong đều là một ít tư liệu luyện khí mà Lục Lâm Thiên sao chép từ linh lục, ở phương diện luyện khí, so sánh với tư liệu cấp cho Khang Tử Vân còn mạnh hơn không ít, nếu mang ra ngoài đấu giá, quả quyết là vật báu vô giá. Đa tạ trưởng môn. Mặc dù Úc Khánh bị ép gia nhập Phi Linh Môn, nhưng có thể trở thành phó đường chủ linh đường trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, hiện tại hắn cũng chưa xem xét ngọc giản, sau khi xem mới cực kỳ hoảng sợ. Sau trăm tuổi, khi Úc Khánh trở thành khí vương của toàn đại lục, luôn dạy đệ tử môn hạ, thành tựu của mình đều nhờ có trưởng môn, nếu không có trưởng môn dẫn dắt, hắn tuyệt đối không thể thành công. Lục Tiểu Bạch, gần đây kim đường phát triển thế nào? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua Lục Tiểu Bạch hỏi. Công tử, hết thảy đã đi vào chính quy, chi nhánh của Phi Linh Thương Hành đã đặt chân trên địa bàn Nguyên Thiên Nhất Môn, Cửu Hoa Sơn, Thiên Sơn Môn, kế hoạch kiến thành tại Hoa Môn Trấn cũng đang phát triển, theo trước mắt mà xem, kim đường đủ chống đỡ việc phát triển của Phi Linh Môn hiện tại. Lục Tiểu Bạch nói, bộ dáng ngây ngô lúc rời khỏi Lục gia được tôi luyện cho tới bây giờ, nhìn hắn đã biến hóa không ít. Chư vị! Lục Tiểu Bạch đảm nhiệm chức đường chủ kim đường, còn có người phản đối không? Lục Lâm Thiên nhìn mọi người hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bởi quan hệ giữa Lục Tiểu Bạch cùng trưởng môn, mọi người đều cũng biết, hơn nữa dù thực lực Lục Tiểu Bạch không ra gì, nhưng vẫn đủ kỹ năng ngồi lên vị trí đường chủ kim đường. Trong khoảng thời gian này kim đường phát triển cực nhanh, tự nhiên không thiếu công lao của Lục Tiểu Bạch. Trưởng môn, thuộc hạ không có bất cứ ý kiến gì, sau này thuộc hạ sẽ hỗ trợ Lục Tiểu Bạch huynh đệ. Đem kim đường phát triển ngày càng tốt hơn. Lưu Nhất Thủ nói, cũng không có gì bất mãn, ngoài quan hệ giữa trưởng môn cùng Lục Tiểu Bạch, hắn cũng không có gì để phản đối, huống chi thực lực Lục Tiểu Bạch cao hơn hắn, lúc ban đầu hắn cũng đã dự liệu Lục Tiểu Bạch sẽ ngồi trên vị trí đường chủ, ngày trước hắn chỉ là một tên lưu manh ở Trấn Thiên Tinh, lúc này có thể trở thành phó đường chủ kim đường của Phi Linh Môn, đã cực kỳ hài lòng rồi. Trưởng môn, chúng tôi cũng không ý kiến gì. Mọi người nhìn thấy Lưu Nhất Thủ không ý kiến, cũng không phản đối, huống chi không lý do gì phản đối. Vậy thì tốt rồi. Lục Lâm Thiên khẽ cười, lập tức nhìn Lục Tiểu Bạch với vẻ nghiêm túc. Lục Tiểu Bạch, sau này ngươi chính là đường chủ kim đường, giao cho ngươi cùng Lưu Nhất Thủ, tầm quan trọng của kim đường đối với Phi Linh Môn ta cũng không nói nhiều, xảy ra vấn đề ta sẽ hỏi hai người các ngươi. Dạ, công tử. Lục Tiểu Bạch cũng không lộ vẻ cao hứng. Ngược lại cảm giác áp lực càng lớn, hắn cũng không quá xem trọng vị trí đường chủ, ngược lại nếu có thể mãi đi theo bên người công tử, địa vị sẽ càng cao hơn, nhưng lúc này nếu có thể trợ giúp công tử phân ưu, tự nhiên không thể chối từ, vì vậy đáp ứng. Nhìn chăm chú vào mọi người, Lục Lâm Thiên đảo qua ánh mắt, xem như đã an định xong 6 đường của Phi Linh Môn. Trưởng môn, tin tức ám đường báo lại, Hắc Sát Giáo, Cương Môn, Hợp Hoan Tông,
Côn Sơn môn ước chừng tụ họp trên vạn người đang đi tới bổn môn, phỏng chừng đã tiến vào phạm vi của Hóa Vũ Tông, nếu thật là thế, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ tới Phi Linh môn. Diệp Phi nói, Hóa Vũ Tông, Lục Lâm Thiên nhướng mày, theo đạo lý mà nói Hắc Sát giáo muốn đối phó Phi Linh môn, cửa thứ nhất phải qua thế lực của Hóa Vũ Tông, mà Phi Linh môn thuộc thế lực địa bàn của Quỷ Vũ Tông, mà Quỷ Vũ Tông luôn nghe lời của Hóa Vũ Tông, nếu Hóa Vũ Tông không đồng ý, Hắc Sát giáo sẽ không dám tiến vào bên trong. Trưởng môn, chỉ sợ Hóa Vũ Tông sẽ không ngăn cản Hắc Sát giáo, vì Phi Linh môn, Hóa Vũ Tông còn chưa tới mức đắc tội Hắc Sát giáo. Đông Vô Mệnh nói, không chỉ như thế, chỉ sợ Hóa Vũ Tông sẽ lại bỏ đá xuống giếng. Lục Lâm Thiên cười nhạt, hiện tại Hoa Gia huynh muội đang ở trong Phi Linh môn, chỉ sợ lời đồn đãi trong Bách Thú Cốc có bảo vật vẫn sẽ làm không ít người thèm nhỏ dãi. Chuyện này nhất định phải sớm an bài, nếu không là đại phiền toái. Đông Vô Mệnh nói, Lý Phó Đường Chủ, người phái người cưỡi phi hành yêu thú thông chi toàn bộ dòng binh đoàn trong Sơn Mạch Vũ Đô, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại Phi Linh môn, nếu không thể quay về, người có tu vi vượt qua vũ phách cũng phải dùng phi hành yêu thú về trước, đồng thời làm cho Thạch Viên thông chi toàn bộ yêu thú Sơn Mạch Vũ Đô tụ tập bên ngoài Sơn Mạch, tùy thời xuất phát vây quanh người của Hắc Sát giáo cùng ba sơn môn kia. Lục Lâm Thiên nhìn Lý Chỉ Chính nói. Dạ, trưởng môn. Lý Chỉ Chính đáp. Hoàng Phủ Đường Chủ, đệ tử Vũ Đường tụ tập đợi lệnh, không được chậm trễ. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, đệ tử Vũ Đường đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần ra lệnh là xuất phát, tuyệt đối có thể làm Hắc Sát giáo bị thương nặng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Diệp Đường Chủ, người phái người dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Quỷ Vũ Tông. Cần toàn lực ngăn cản người của Hắc Sát giáo ngoài địa bàn Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, 10 ngày trước ta đã thông chi Đới Cương Tử, căn cứ Trinh Tám Ám Đường hồi báo, Đới Cương Tử có chút bằng mặt không bằng lòng, tựa hồ sẽ không đem hết toàn lực. Diệp Phi nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên nhất thời trầm xuống, hiện lên cỗ hàn ý. Trưởng môn, có vẻ Đới Cương Tử tựa hồ đã quên thân phận của mình. Âu Dương Lãnh Tật trầm giọng nói. Nếu Đới Cương Tử đã quên thân phận của mình, sau chuyện này hãy nhắc nhở hắn đừng quên nữa. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý, lúc ở Sơn Mạch Vụ Hải, Đới Cương Tử thái độ mập mờ, lập trường bất định, lần này Phi Linh môn gặp nạn, Quỷ Vũ Tông lại làm như thế. Lục Lâm Thiên vốn định lưu Quỷ Vũ Tông thêm một thời gian, đợi Phi Linh môn phát triển tốt hơn một ít, nhưng giờ này xem ra không cần lưu lại nữa. Diệp Đường Chủ, báo cho Đới Cương Tử lần nữa, dùng ngữ khí nặng một chút. Bất kể thế nào cũng phải phái người ngăn lại, dù sao vẫn có chút ưu đãi cho Phi Linh môn chúng ta. Lục Lâm Thiên nói, ta biết nên làm thế nào. Diệp Phi liền đáp, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, hai người phụ trách ngoại đường, từ mai trở đi ta sẽ an bài người cho các ngươi nhanh chóng quen thuộc hết thảy, các đường toàn diện đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Lục Lâm Thiên nói, dạ, trưởng môn. Mọi người đứng dậy đáp, thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi ám đường, mọi người chuẩn bị rời đi. Sáng hôm sau, không trung còn lưu vài ngôi sao muộn màng, mặt đất mông lung, như bao phủ một tầng lụa mỏng màu xám bạc. Ngoài cửa sổ phòng Lục Lâm Thiên, tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng sáng sớm tràn vào qua cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại, bên trong sơn mạch Phi Linh giống như biển xanh bình tĩnh vô bờ, cơn gió thổi qua lá cây khô vàng lả tả rơi xuống đất. Cấp cho Phi Linh sơn mạch như bao phủ thêm một tầng nhan sắc. Ánh mặt trời dâng lên, nháy mắt ánh sáng chói ngời lan tràn, ban mai tươi sáng. Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, thở ra một hơi chọc khí, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, từ rất xa cảm giác được mùa thu tới, lá rụng khắp núi đồi, triền miên lạc tịch. Hiện tại Phi Linh môn tựa hồ có phiền toái lớn, người vẫn còn tâm tư để tu luyện sao? Một bạch ảnh tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, vẻ mặt lãnh đạm. Dung nhan tuyệt đại, làm nam nhân nào cũng vì nàng khuynh đảo. Vậy còn có thể thế nào, phiền toái đã tới, chỉ có thể liều mạng một phen. Lục Lâm Thiên lộ tia cười khổ bất đắc dĩ, lập tức nói. Bạch Linh, lần này chỉ sợ cần ngươi ra tay giúp đỡ. Ta ra tay không thành vấn đề, chỉ sợ cường giả quá nhiều, không thể giải quyết. Bạch Linh nói. Tới lúc đó lại xem sao đi. Lục Lâm Thiên cười khổ. Nếu thật sự không được cũng chỉ có thể kinh động Nam Thúc, nhưng nếu chưa tới lúc cuối cùng, hắn không muốn đi quấy rầy Nam Thúc chữa thương. Ánh mắt nhìn chăm chú về phương hướng mật thất sau núi,
Trong mắt Lục Lâm Thiên có chút chờ mong, quỷ tiên tử Bạch Oánh đã bế quan mấy tháng, vẫn chưa có động tĩnh, nếu nàng có thể đột phá tới cảnh giới Vũ Vương, như vậy phiền phức của Phi Linh Môn sẽ giải quyết một nửa, có cường giả Vũ Vương chân chính trấn thủ, cho dù là Hắc Sát giáo cũng không dễ dàng xâm nhập, ba sơn môn còn lại càng không dám. Oánh tỷ, đột phá nhanh lên đi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Hống. Ở sau núi, Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay tới, nhất thời xoay quanh không trung. Tuyết Sư, chúng ta tới Trấn Thiên Tinh một chuyến. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh nhảy lên lưng Tuyết Sư, nhanh chóng rời khỏi sơn môn. Huyết Tích Dịch, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Ngọc Yêu Hổ đâu? Lục Lâm Thiên nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng cùng song đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, hỏi. Chủ nhân, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Tích Dịch đột phá đêm qua, Huyết Ngọc Yêu Hổ đang hộ pháp. Nghịch Lân Yêu Bằng nói. Lần này Thái Âm Yêu Thỏ đột phá, cũng tới lục giai rồi chứ. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, khóe môi mỉm cười, tâm cảnh vài đầu yêu thú này cực cao, từ sau khi đi ra khỏi mật địa Vân Dương Tông, tốc độ tu luyện cực nhanh, Thái Âm Yêu Thỏ đột phá lục giai, tới lúc đó tu vi tương đương vũ xuất. Ngay sau khi Lục Lâm Thiên rời khỏi không bao lâu, bên trong một mật thất, một cỗ chân khí vô hình chậm rãi lưu động hội tụ, khí tức quá mức mỏng manh thong thả, người thường căn bản không thể cảm giác. Bên ngoài Trấn Thiên Tinh, hai thân ảnh chậm rãi đi vào, trên vai một người xoay quanh một đầu tiểu hoàng xà, bên cạnh hắn đi theo một thân ảnh tuyệt mỹ, đẹp tới cực điểm. Hai người này chính là Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh, giờ phút này Bạch Linh bảo trì bộ dáng vài giờ cũng không thành vấn đề, vì vậy nàng hóa thành hình người đi lại trong trấn. Diện tích Trấn Thiên Tinh không nhỏ, phi thường náo nhiệt, nhưng hoàn cảnh loạn hơn, nơi này là địa phương người tam giáo cửu lưu tụ tập, hạng người gì cũng có. Lúc Lục Lâm Thiên vào Trấn Thiên Tinh đã là giữa trưa, trên đường người tới người đi, thanh âm tiếng giao hàng không ngừng, có vẻ cực kỳ náo nhiệt, nhưng Lục Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được người trong trấn không ít, nhưng vẻ náo nhiệt kém hơn lúc trước. Lâm Thiên, ta muốn ăn chút gì đó. Bạch Linh nói, lần đầu tiên nàng lấy hình người xuất hiện giữa công chúng, trên khuôn mặt lãnh đạm băng xương lộ nụ cười, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Được. Lục Lâm Thiên mang theo Bạch Linh đi vào một tửu quán, bên trong có hơn trăm người khách, nhìn thấy Bạch Linh trong tửu quán lập tức yên tĩnh, không ít người nhét cả thực vật vào mũi, nữ tử tuyệt mỹ như vậy khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, gọi không ít món ăn. Thật lâu sau trong tửu quán mới khôi phục náo nhiệt, nhưng không ít ánh mắt trộm rơi trên người Bạch Linh, nữ tử như vậy thật sự là hiếm thấy. Trấn Thiên Tinh càng ngày càng kém. Ta xem hay là chúng ta đi Trấn Hoa Môn phát triển đi. Thì đó, toàn bộ dòng binh đoàn đều đã đi Trấn Hoa Môn, nơi này ở không được nữa. Nghe nói dược liệu trong Trấn Hoa Môn tăng vọt, nhưng muốn đi vào sơn mạch vụ đô thật không dễ dàng. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lục Lâm Thiên nghe được không ít chuyện về Phi Linh Môn, thanh danh thật không nhỏ. Tiểu nhị bưng thực vật lên bàn, ánh mắt không ngừng nhìn vào Bạch Linh lạnh lùng nhìn qua khiến hắn lạnh run. Nhất thời toàn thân mềm nhũn lui xuống. Ăn thực vật chỉ vì nếm thử mới mẻ, Bạch Linh nói. Thực vật nhân loại mùi vị không tệ, nhưng không thích hợp với ta. Đó là đương nhiên. Lục Lâm Thiên đáp, tu vi của Bạch Linh đã không cần ăn cơm, ăn chỉ lãng phí, huống chi thực vật của yêu thú hơn phân nửa là yêu thú khác cùng dược vật là chủ yếu. Nếu cắn nuốt yêu thú, mặc dù không giống như âm dương linh vũ quyết có thể luyện hóa năng lượng, nhưng ở trong máu yêu thú khác đạt tới không ít ưu đãi. Mà yêu thú trực tiếp dùng dược liệu, mặc dù hiệu quả kém hơn đan dược, nhưng vẫn có ưu đãi không ít. Bây giờ chúng ta đi đâu? Bạch Linh đã mất đi hứng thú ăn uống, hỏi. Đi tìm một chỗ. Lục Lâm Thiên đáp. Lâm Thiên, những nữ nhân kia làm gì vậy? Bạch Linh nhìn ra cửa sổ hỏi. Lục Lâm Thiên nhìn theo nàng. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có không ít nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quần áo bại lộ đang lôi kéo sinh ý với khách qua đường. Mặc dù Bạch Linh sống mấy ngàn năm, nhưng đối với chức nghiệp đặc thù trong nhân loại hoàn toàn không biết. Đây, là một loại chức nghiệp vốn tồn tại trong nhân loại xưa nay. Lục Lâm Thiên không tiện nói rõ, cũng không biết nói như thế nào. Ta đã biết. Bạch Linh liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức hỏi. Vậy ngươi có đi qua loại địa phương đó chưa? Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức toát ra mồ hôi lạnh, lúng túng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử xinh đẹp như vậy, thật sự là hiếm thấy a. Nữ nhân,
cười với đại gia một cái, tiền bạc trên người đại gia hôm nay đều là của nàng. Nhưng vào lúc này trong tử quán, vài hán tử uống rượu say khướt đi tới cạnh bàn của Lục Lâm Thiên, tổng cộng 6 người, mắt lộ dâm quang nhìn chằm chằm Bạch Linh, theo chân khí nhìn lại đều có tu vi vũ phách. Lập tức cút ngay. Lục Lâm Thiên sầm mặt, mắt hiện lạnh ý. Tiểu tử chưa ráo máu đầu, bậc mỹ nhân thế này làm sao tiện nghi cho ngươi. Một hán tử say hoàn toàn không đem Lục Lâm Thiên nhìn vào trong mắt, khi hắn còn chưa dứt lời, nhất thời vài thanh âm xé gió vang lên. Hiu hiu. Vài cỗ khí tức nóng bỏng khuếch tán, nhiệt độ lên cao, không ít người còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã thấy trên ấn đường 6 hán tử say đều hiện lên lỗ máu, 6 người hoàn toàn chết ngay tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, hắn đã sớm có dự liệu, cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, Bạch Linh chính là vậy, nếu không gây ra phiền toái mới là lạ. Đi thôi. Bạch Linh cực kỳ bình tĩnh, hai người lập tức đi ra tử quán, cả tử quán nhất thời yên tĩnh không tiếng động, 6 vũ phách không hề có lực đánh trả đã bị đánh chết, loại thực lực này ở trong mắt họ tuyệt đối là cường giả. Mang theo Bạch Linh, Lục Lâm Thiên đi xuyên qua vài ngã tư, ngay lập tức đi vào một thông đạo dưới lòng đất, đây chính là thị trường ngầm trong trấn Thiên Tinh, cũng là địa phương náo nhiệt nhất, nhưng hôm nay khi Lục Lâm Thiên đi tới mặc dù nhân số vẫn không ít, so với trước kia lại ít hơn rất nhiều. Bên dưới thị trường này bán yêu thú, đan dược, vũ khí, dược liệu đủ loại. Vân Linh Thương Hành. Lục Lâm Thiên tìm tới Vân Linh Thương Hành, diện tích nơi này khá lớn, bên trong vật gì cần có đều có, thậm chí có cả yêu đan tứ giai. Hai vị khách quan, cần mua vật gì? Một thanh niên tiến lên hỏi, ánh mắt dừng trên người Bạch Linh, hơi thở chợt cứng lại. Ta tìm quản sự của các ngươi. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn quanh, đưa ra một khối ngọc bài, mặt trên điêu khắc một ít bí văn phức tạp. Thanh niên nhìn thấy ngọc bài, nhất thời biến sắc, lập tức nói. Đại nhân chờ một chút. Thanh niên vội vàng đi vào nội đường, Lục Lâm Thiên đánh giá Vân Linh Thương Hành. Một trung niên dáng người hơi mập đi ra, nhìn thấy Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Mời vào bên trong, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Người đi đi, ta ở bên ngoài nhìn xem một chút. Bạch Linh nói. Được. Lục Lâm Thiên đáp, hắn biết Bạch Linh không hứng thú đối với việc này. Lão đại, ta bồi Bạch Linh tỷ. Thanh âm Tiểu Long truyền vào trong đầu Lục Lâm Thiên, ngay lập tức thân hình rơi lên người Bạch Linh. Bên trong một phòng nhỏ bí mật trong nội đường, Lục Lâm Thiên theo trung niên nhân đi tới nơi này, mà trung niên thu liễm chân khí, mặc dù Lục Lâm Thiên quan sát hai lần nhưng không cách nào biết thực lực của hắn. Điều này làm Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng có thể phán định, trung niên có tu vi ít nhất vũ xuất, cỗ khí tức vô hình trên người đã lên tới trình tự vũ xuất. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi Vân Dương Tông, nhạc phụ Vân Thiếu Thiên có nói cho hắn nơi liên hệ với Vân Dương Tông, chính là Vân Linh Thương Hành trong trấn Thiên Tinh. Mà bao lâu nay vốn không có việc gì nên hắn chưa có dịp đi qua Vân Linh Thương Hành. Nói vậy tiểu huynh đệ chính là Lục trưởng môn đi, luôn nghe nói sự tích của Lục trưởng môn, hiện tại rốt cục gặp mặt, thật sự tuổi trẻ tài cao a. Trung niên hướng Lục Lâm Thiên chắp tay cười nói. Quá khen. Lục Lâm Thiên cười đáp. Đây không phải quá khen, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục trưởng môn là vũ giả toàn hệ, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Thử hỏi trong hàng đệ tử trẻ tuổi lại có ai so sánh được, hiện tại Lục trưởng môn đã đính hôn với đại tiểu thư Vân Dương Tông chúng ta, xem như là người một nhà, nếu không phải Lục trưởng môn rời khỏi Vân Dương Tông, chỉ sợ sớm muộn chức tông chủ đều thuộc về trưởng môn. Trung niên cười nói, ánh mắt luôn đánh giá Lục Lâm Thiên. Không dám. Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn khiêm tốn, một tháng trước phỏng chừng là Lục trưởng môn sử dụng thổ sát huyền lôi của Vân Dương Tông. Làm ngũ quần phàm trọng thương, giết chết La Chí Cương, Đỗ Nguyệt Nga, Tần Minh Ba, đây là điều mà người bình thường không dám làm a. Trung niên mỉm cười, lại nói. Bỉ nhân tự giới thiệu, họ Lôi, nhậm chức trưởng lão trong Vân Dương Tông, rất có giao tình với sư phụ Lục trưởng môn là Vũ trưởng lão, mà ta thích hiên tính, cho nên vẫn luôn lưu lại cổ vực đã mười mấy năm. Nguyên lai là Lôi trưởng lão, tại hạ hữu lễ. Lục Lâm Thiên mỉm cười hành lễ. Trong lòng thầm nghĩ, vị Lôi trưởng lão này đã ở cổ vực mười mấy năm, đủ chứng minh Vân Dương Tông vẫn luôn đánh chủ ý với cổ vực, một vị trưởng lão tự mình trấn thủ, Vân Dương Tông tuyệt đối xem trọng cổ vực. Lục trưởng môn, lần này tới đây chẳng lẽ là vì chuyện của Hắc Sát giáo? Hai người ngồi xuống, Lôi trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên hỏi.
Không sai, tin tức của Vân Dương Tông thật linh thông. Lục Lâm Thiên cười nói, nhưng trong lòng thầm than vị lôi trưởng lão này tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Người bình thường sao, Vân Dương Tông cũng sẽ không phái tới trấn thủ nơi này mười mấy năm. Vậy ý tứ của lục trưởng môn tới đây lần này là? Ánh mắt lôi trưởng lão thoáng thu lại, hỏi. Lão Hồ Ly, muốn chiếm thượng phong đây mà. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm mắng, ý đồ của mình lôi trưởng lão tuyệt đối hiểu rõ, nhưng người này muốn bức mình nói ra, như vậy sẽ khác hẳn, đây chính là mình có việc cầu người, khí thế của mình phải yếu hơn ba phần. Phi Linh Môn đã sớm kết minh với Vân Dương Tông, lần này Phi Linh Môn gặp chút phiền toái, cho nên muốn thỉnh Vân Dương Tông xuất thủ tương trợ mới được. Lục Lâm Thiên nói, chính mình có việc cầu người, khí thế đã yếu ba phần. Chỉ sợ kế tiếp vị lôi trưởng lão này hoặc nhiều hoặc ít đưa ra điều kiện trao đổi mà thôi. Phi Linh Môn sớm kết minh với Vân Dương Tông, việc này Vân Dương Tông đương nhiên cần hỗ trợ, hơn nữa với quan hệ của lục trưởng môn với Vân Dương Tông, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, nhưng vừa rồi ta lấy được tin tức, Hóa Vũ Tông đã chấp nhận cho Hắc Sát Giáo tiến vào địa bàn. Hiện tại Hắc Sát Giáo, Cương Môn, Côn Sơn Môn, Hợp Hoan Tông phỏng chừng có gần 2 vạn đệ tử đang đi tới Phi Linh Môn. Chỉ sợ không đầy 10 ngày sẽ đuổi tới Phi Linh Môn, mà Vân Dương Tông dù phái người tới, theo thời gian chỉ sợ là không kịp. Ánh mắt lôi trưởng lão híp lại, nói. Hóa Vũ Tông. Đồng tử Lục Lâm Thiên co rụt lại, Hóa Vũ Tông đúng là có ý định ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Như vậy thì phiền toái. Lục Lâm Thiên nhủ thầm, trước khi tới hắn cũng nghĩ dù muốn Vân Dương Tông giúp đỡ, nhưng theo thời gian cũng đã không còn kịp nữa. Lục trưởng môn không cần quá lo lắng, theo ta được tới tin tức, trong Hắc Sát Giáo cùng các sơn môn kia, tuy rằng cường giả tới không ít, nhưng tựa hồ cũng không có cường giả quá mạnh mẽ đi theo. 20 mấy ngày trước ta đã dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Vân Dương Tông, tin tức lục trưởng môn đánh chết đám người La Chí Cương truyền về, phỏng chừng trong tông sẽ biết Phi Linh Môn sắp gặp phiền phức, vì vậy đồng thời thông chi cường giả trong tông chạy tới, như vậy có thể kịp thời tới đây. Hy vọng tới lúc đó. Đám người Hắc Sát Giáo cùng Cương Môn còn chưa đuổi tới Phi Linh Môn. Lôi trưởng lão nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút biến hóa, không nghĩ tới lôi trưởng lão cũng đoán được Hắc Sát Giáo cùng ba sơn môn kia sẽ đối phó Phi Linh Môn. Điều này đủ chứng minh hai việc. Thứ nhất, tâm trí của lôi trưởng lão tuyệt đối cao minh, trí giả ngàn dặm, phòng ngừa chu đáo. Thứ hai đã đủ chứng minh, Vân Dương Tông sớm muốn cũng tiến quân vào cổ vực, chỉ sợ chính Vân Dương Tông cũng đang chờ cơ hội. Lôi trưởng lão phản ứng nhanh như vậy cũng là vì như thế. Lôi trưởng lão, nếu Vân Dương Tông phái cường giả tới, trong vòng 10 ngày có kịp hay không? Lục Lâm Thiên gạt qua ý nghĩ trong lòng, lập tức hỏi, đối với vị lôi trưởng lão này, hắn phải nhìn với ánh mắt khác, có lẽ sau này giao tiếp, bản thân hắn phải cẩn thận hơn mới được, nếu không thật dễ dàng nếm thiệt thòi. Trong vòng 10 ngày nếu cường giả đỉnh cấp trong tông chạy tới, tự nhiên không là vấn đề gì. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, phỏng chừng sẽ phái cường giả khác đi tới, hết thảy phải xem vận khí. Lôi trưởng lão nói, cường giả đỉnh cấp. Lục Lâm Thiên nhíu mày, vị lôi trưởng lão này nhắc tới cường giả đỉnh cấp, phỏng chừng chính là cường giả Vũ Tôn Linh Tôn, mà muốn Vân Dương Tông phái cường giả Linh Tôn Vũ Tôn chạy tới, đây tuyệt đối không thể nào. Mà thực lực Hắc Sát Giáo không kém hơn Vân Dương Tông bao nhiêu, phỏng chừng cũng có cường giả Vũ Tôn chấn thủ. Như vậy không ngoài ý muốn, nhưng còn chưa tới mức có Vũ Tôn đi ra diệt Phi Linh Môn, Vũ Tôn đều luôn dốc lòng chuẩn bị đột phá tầng cấp cao hơn, đối với việc phân tranh bình thường phỏng chừng không có hứng thú, cũng sẽ không nhàm chán tới mức đích thân đi tiêu diệt môn phái nhỏ như Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên phỏng chừng, nếu cường giả Vân Dương Tông có thể đuổi tới, tới lúc đó phiền phức của Phi Linh Môn sẽ được giải quyết. Lục trưởng môn, Phi Linh Môn kết minh cùng Vân Dương Tông, lấy quan hệ của trưởng môn cùng bổn môn. Mọi người đều là người một nhà, nhưng thân huynh đệ cũng phải tính sổ, chúng ta cũng nên nói rõ trước, nếu lần này cường giả Vân Dương Tông xuất thủ tương trợ Phi Linh Môn, tới lúc đó Vân Dương Tông cần dùng phạm vi trăm dặm trấn thiên tinh làm phân đà ngầm của Vân Dương Tông, lục trưởng môn không có ý kiến đi. Lôi trưởng lão nói, thật đúng là lão hồ ly. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, phạm vi trăm dặm trấn thiên tinh, đây cũng không bình thường, trấn thiên tinh vốn là đại trấn của Quỷ Vũ Tông. Đừng nói tới sản nghiệp, chủ yếu là vị trí địa lý, trấn thiên tinh cách sơn mạch Vũ Đô quá gần, đồng thời có năng lực ngăn chặn Phi Linh Môn, nếu Phi Linh Môn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải thu trấn thiên tinh vào trong tay. Lôi trưởng lão,
Trấn Thiên Tinh cũng không phải địa bàn Phi Linh Môn, chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi. Lục Lâm Thiên nói, Lục trưởng môn, đới đường quỷ Vũ Tông đã chết, phỏng chừng đới lão quỷ cũng giữ nhiều lành ít, hết thảy chuyện này đều có bóng dáng Phi Linh Môn bên trong, ta xem không bao lâu nữa quỷ Vũ Tông sẽ đổi chủ, tới lúc đó Lục trưởng môn cho chúng ta Trấn Thiên Tinh là tốt rồi. Lôi trưởng lão cười nói, Lục Lâm Thiên nhướng mày, thầm than trên đời này không có vách tường nào mà không lọt gió, tin tức của Vân Dương Tông cực kỳ linh thông, chỉ sợ có trinh thám trong quỷ Vũ Tông. Hắn xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười nói. Nếu thật có một ngày như thế, đương nhiên không thành vấn đề. Ha ha, vậy ta đợi tới ngày nào đó. Lôi trưởng lão mỉm cười nói. Lôi trưởng lão, vậy ta cáo lui. Lục Lâm Thiên đứng dậy nói. Ta cũng không lưu Lục trưởng môn, phỏng chừng trong thời gian này trưởng môn cũng bề bộn nhiều việc, ngày khác sẽ tới Phi Linh Môn bái phỏng. Lôi trưởng lão đứng dậy nói. Lão Hồ Ly, trước tiên không cùng ngươi cò kè mặc cả. Lục Lâm Thiên rời khỏi nơi đó, trong lòng thầm mắng một câu, có việc cầu người nên rơi thế yếu, nhưng mình làm sao cam tâm có hại, sau này nhất định phải tìm trở về, huống chi Trấn Thiên Tinh có thể phát huy tác dụng gì thì phải xem chính mình an bài, chỉ riêng một vùng đất thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại hộ pháp nói Lục Lâm Thiên Tinh danh như tặc, hiện tại xem ra chỉ bình thường, chẳng lẽ là đại hộ pháp nhìn nhầm, hay tiểu tử kia có ý định khác, người mà tông chủ chọn lựa hẳn không tới mức sai lầm. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Lâm Thiên, trong mắt Lôi trưởng lão hiện lên tinh quang. Chúng ta trở về đi. Bên ngoài Vân Linh Thương Hành, Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh cùng Tiểu Long nói, lập tức rời khỏi thị trường ngầm đi ra ngoài trấn. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên không, chưa đầy hai canh giờ Lục Lâm Thiên đã về tới Phi Linh Môn. Quay về Phi Linh Môn cũng đã xế chiều, vừa trở lại đình viện, Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ vội vàng chạy tới. Công tử! Linh đường khang đường chủ để cho ta đem túi không gian này giao cho công tử, nói là có vật trọng yếu. Lục Tiểu Bạch cầm một túi không gian đưa cho Lục Lâm Thiên. Túi không gian cũng không có cấm chế, Lục Lâm Thiên mở ra, bên trong có hai bình ngọc cỡ lòng bàn tay, một cỗ hương dược nồng đậm tràn ra. Trong bình ngọc có hơn 10 viên đan dược cỡ ngón cái, Lục Lâm Thiên cầm lên một viên quan sát, đan dược màu đỏ, mặt trên có lưu quang quanh quẩn. Yêu linh đan tam phẩm. Lục Lâm Thiên lộ vẻ vui mừng, đây không phải vật gì khác mà chính là yêu linh đan được ghi chép trong thiên linh lục, rốt cục linh đường đã luyện chế ra yêu linh đan. Lục Lâm Thiên kiểm tra hai bình ngọc một phen, tổng cộng có trên 100 viên yêu linh đan, có hơn 50 viên nhị phẩm, hơn 40 viên là tam phẩm. Yêu linh đan, chính là một loại đan dược đặc thù được ghi chép trong thiên linh lục, cấp bậc dược liệu sử dụng khác nhau thì luyện chế ra cấp bậc đan dược sẽ khác nhau. Yêu linh đan bất đồng đối với yêu thú bất đồng giai vị mới có hiệu quả, nếu là yêu thú tứ giai, dùng nhị phẩm đan dược cùng tam phẩm đan dược tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Yêu linh đan được luyện chế hoàn toàn dựa theo yêu thú, luyện chế cực kỳ phiền toái, mà chuyện phiền phức này Lục Lâm Thiên không có thời gian đi làm, cho nên hắn giao cho linh đường, giờ phút này linh đường có thể luyện chế một số lớn yêu linh đan, như vậy Lục Lâm Thiên đã cực kỳ hài lòng. Phỏng chừng kế tiếp linh đường còn có thể luyện chế ra yêu linh đan cấp bậc cao hơn, như vậy mục tiêu thành lập đại quân yêu thú của hắn càng gần thêm một bước. Nói cho khang đường chủ, công lao này ta nhớ kỹ. Lục Lâm Thiên hài lòng mỉm cười, luyện chế ra yêu linh đan, đây tuyệt đối là công lao lớn. Sau một lát, bên trong đại điện Phi Linh Môn, các trưởng lão cùng hộ pháp đều có mặt, Lục Lâm Thiên đi vào đại điện, mọi người hành lễ mới ngồi xuống. Lục Lâm Thiên tuyên bố việc hai huynh muội Hoa Gia gia nhập Phi Linh Môn, làm cho toàn bộ trưởng lão kinh ngạc, nghe nói hai vị này chính là cốc chủ Bách Thú Cốc, đều là cao thủ vũ xuất cùng linh xuất. Giờ phút này gia nhập Phi Linh Môn, đồng thời làm các trưởng lão hộ pháp đều cực kỳ hưng phấn, thực lực Phi Linh Môn càng mạnh, địa vị của họ tự nhiên càng cao. Ở trước mặt các trưởng lão cùng hộ pháp, Lục Lâm Thiên thông báo tin tức giao cho Hoa Gia huynh muội trưởng quản ngoại đường Phi Linh Môn, nhóm người Trương Minh Đào, Hoàng Bác phụ trợ, không ai có bất luận ý kiến gì. Sau đó Lục Lâm Thiên thông báo mọi người, bốn môn phái Hắc Sát Giáo, Cương Môn, Côn Sơn Môn cùng Hợp Hoan Tông tụ tập 2 vạn đệ tử tấn công Phi Linh Môn, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Hồ Nam Sinh, Trương Tiếu cùng Lưu Á Lôi đều ngây người, đối với chuyện xảy ra tại Sơn Mạch Vụ Hải mãi tới bây giờ họ vẫn chưa hề hay biết. Lục Lâm Thiên phân phó đoạn thời gian này các đệ tử phải cố gắng tu luyện, hết thảy chờ mệnh lệnh là được.
dựa vào thực lực của Phi Linh Môn muốn đối phó Hắc Sát giáo đương nhiên không khả năng, hết thảy chỉ có thể chờ mệnh lệnh. An bài xong hết thảy, Lục Lâm Thiên cùng Hoa Gia huynh muội đi tới đỉnh viện tại cung điện Hậu Sơn. Hai vị đường chủ, có biết bách thú lệnh là người phương nào truyền lại hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, hắn còn chưa có dịp hỏi thăm chuyện này, vẫn luôn có chút tò mò, dù sao có quan hệ tới sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Trưởng môn, bách thú lệnh là lệnh bài cốc chủ bách thú cốc, từ đời cốc chủ thứ nhất truyền tới bây giờ, tổng cộng có 9 cốc chủ, nhưng là ai truyền cho cốc chủ thì chúng ta không biết, chỉ biết bách thú cốc là chi nhánh của thánh linh giáo, ai có thánh linh sắc lệnh chính là thánh linh giáo chủ, bách thú cốc nhất định phải nghe hiệu lệnh. Hoa Mãn Ngọc đáp, chi nhánh thánh linh giáo. Lục Lâm Thiên híp mắt, bách thú cốc là chi nhánh thánh linh giáo, nếu theo ý này tính ra thánh linh giáo còn những chi nhánh khác. Ít nhất thánh linh giáo vẫn còn tồn tại, nhưng hắn lại không biết ở nơi nào. Các ngươi có biết gì về thánh linh giáo không? Lục Lâm Thiên hỏi. Hoa Gia huynh muội lắc đầu, Hoa Mãn Lâu nói. Trưởng môn, chúng ta vốn luôn cho rằng thánh linh giáo không còn tồn tại, cũng từng tìm hiểu qua không ít địa phương, nhưng không ai nghe nói qua. Lục Lâm Thiên cúi đầu không nói gì, ra vẻ nếu hắn muốn biết chuyện về thánh linh giáo, cũng sẽ không dễ dàng. Việc này chỉ đành lưu lại sau này tìm kiếm. Hai vị, bách thú lệnh của các ngươi hẳn là bí mật của bách thú cốc có thể khống chế yêu thú, nhưng lần trước ta nhìn thấy Hoa phó đường chủ thúc giục bách thú lệnh, huyết hồn ấn tựa hồ có chút yếu nhược, đây là có chuyện gì? Lục Lâm Thiên hỏi, từ lần trước nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc thúc giục bách thú lệnh, hắn đã cảm giác huyết hồn ấn khác với của mình. Trưởng môn, ta thúc giục bách thú lệnh một lần tiêu hao quá lớn, gần như cạn kiệt. Mà thường xuyên dùng bách thú lệnh sẽ ảnh hưởng tu vi. Thực lực của ta là linh xuất nhị trọng, thúc giục huyết hồn ấn, thi triển khống thú thuật nhiều nhất chỉ có thể khống chế yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Nếu muốn khống chế yêu thú lục giai sơ kỳ, cần phải có người phụ trợ, lần trước trong sơn mạch vụ hải ta có thương tích trong người, thúc giục huyết hồn ấn có chút yếu ớt, mặc dù có bách thú lệnh nhưng uy lực tự nhiên không thể so sánh với trưởng môn. Hoa Mãn Ngọc nói, Lục Lâm Thiên hiểu ra, bách thú lệnh thần dị. Nhưng so sánh với huyết hồn ấn mình tu luyện cửu tử nhất sinh uy lực phải kém hơn một chút, đồng thời bách thú lệnh cũng không dễ thúc giục, sẽ ảnh hưởng không ít tới căn cơ, ở điểm này kém hơn huyết hồn ấn của hắn không ít. Nhưng có thể dùng bách thú lệnh khống chế yêu thú, tuyệt đối là một bảo vật phi phàm, linh giả bình thường muốn khống chế yêu thú tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trong sơn mạch vụ đô có không ít yêu thú, sau này giao cho các ngươi phụ trách, không ít phi hành yêu thú hiện tại ở trong vũ đường. Các ngươi có thể thương lượng với Vũ Đường để Thạch Viên phối hợp. Lục Lâm Thiên nói, Hoa Gia huynh muội thường xuyên giao tiếp với yêu thú, giao cho hai người quản lý vẫn tốt hơn đặt tại Vũ Đường. Vâng, trưởng môn. Hai người đáp, các ngươi cầm đi. Lục Lâm Thiên giao cho Hoa Mãn Ngọc một túi không gian, chính là yêu linh đan mà hắn mới nhận được giữa trưa. Trưởng môn, đây chính là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc mở ra không gian đại. Nhìn thấy đan dược trong hai bình ngọc liền cẩn thận đánh giá, lập tức kinh ngạc nói. Không sai, đúng là yêu linh đan, sau này các ngươi phụ trách yêu thú trong sơn mạch vũ đô, có thể đi linh đường lấy yêu linh đan, việc bồi dưỡng yêu thú cũng giao cho các ngươi. Lục Lâm Thiên nói, thật sự là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc kinh ngạc, lập tức than thở. Bách thú cốc từng có thanh danh hiển hách tại cổ vực, trong bách thú cốc vốn có phương thuốc luyện yêu linh đan. Nhưng tới đời cốc chủ thứ tư phối phương yêu linh đan đã mất tích, không có yêu linh đan, thực lực bách thú cốc luôn suy tàn, tới đời của ta chỉ miễn cưỡng đưa thân vào thế lực nhị lưu, mà bây giờ bách thú cốc còn bị hắc bạch vô thường tiêu diệt. Nghe lời nói của Hoa Mãn Ngọc, Lục Lâm Thiên mới hiểu được có bách thú lệnh lẽ ra thực lực bách thú cốc không thể yếu mới đúng, nguyên lai trong bách thú cốc không có yêu linh đan. Mối thù với hắc bạch vô thường, sau này nhất định sẽ giải quyết. Lục Lâm Thiên nói. Hắc Bạch Vô Thường là người của Linh Vũ Giới, mà giữa hắn cùng Linh Vũ Giới luôn có dây dưa, Nam Thúc, Lục Gia còn có Bách Thú Cốc hiện tại, chỉ sợ sớm muộn gì hắn cũng đối địch với Linh Vũ Giới. Trưởng môn, yêu linh đan có thể giúp yêu thú đột phá cực nhanh, có yêu linh đan phỏng chừng không cần bao lâu là có thể thành lập một chi đại quân yêu thú, tới lúc đó thực lực Phi Linh Môn sẽ tăng mạnh. Hoa Mãn Ngọc kích động mỉm cười, khuôn mặt hiện lên vẻ ngỗ ngược mỹ lệ. Mỗi lần nhìn thấy thân hình khổng lồ của Hoa Mãn Lâu, Lục Lâm Thiên thật khó nghĩ ra hai huynh muội sao có thể khác xa nhau như thế. Đợi hai huynh muội rời đi, Lục Lâm Thiên lưu lại trong phòng trầm tư, hiện tại Phi Linh Môn đang gặp xu thế mưa gió nổi lên,
chỉ mong lần này thuận lợi vượt qua. Sau một lát, trên một đỉnh núi thuộc sơn mạch Phi Linh, Lục Lâm Thiên trầm ổn tâm thần, kết xuất thủ ấn, một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, một cỗ chân khí cường hãn tùy theo khuếch tán. Ngao! Huyết quang thu liếm, trong tay Lục Lâm Thiên hiện lên một thanh huyết đao, một thanh âm như long ngâm vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, nhất thời chim bay cá nhảy trong sơn mạch hoảng loạn bỏ chạy. Huyết đao dài chừng một thước hai ba, chuôi đao giống như có một đầu tiểu long xoay quanh, linh động chẳng khác gì vật sống. Trên thân đao tràn ngập hào quang màu đỏ, lộ ra khí tức tịch mịch, huyết sắc quang mang lóe ra, mơ hồ có cỗ sát khí tràn ngập. Đây chính là huyết lục mà Lục Lâm Thiên luôn đặt trong đan điền khí hải tẩm bổ. Huyết lục trải qua tẩm bổ, giờ phút này Lục Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được giữa mình cùng huyết lục đã có một tia tâm linh tương thông, phảng phất huyết lục đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn, mơ hồ kéo theo chân khí của hắn lưu động, tựa như thông linh, loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo. Đứng thẳng bất động, Lục Lâm Thiên nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tràn ra thổ hoàng sắc quang mang, một cỗ chân khí quỷ dị dần dần lan tràn, ở xa xa Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Lân Yêu Bằng đều cảm giác được cỗ khí tức kia, đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm, khí tức xen lẫn cỗ sát khí làm cho bọn chúng cảm thấy áp lực. Hiu hiu, Lục Lâm Thiên chợt động, đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, đao mang tăng vọt vẽ ra một dấu vết xuyên phá hư không. Hiu, hiu, hiu. Lục Lâm Thiên chém ra từng đạo đao mang, vẽ ra quỹ tích xuyên dáng, đao mang mang theo tiếng rít gió xuyên thấu không gian thoáng lắc lư rồi trực tiếp bị cắt vỡ, tiếng rít gió như long ngâm hổ gầm. Oanh oanh oanh, tận sâu trong sơn mạch vang lên từng tiếng nổ tung, ứng với từng tiếng nổ là từng gốc đại thụ che trời cùng tảng đá nứt vỡ và nổ tung, mãi tới hoàng hôn mới an tĩnh lại. Vào đêm, sau khi trở về phòng Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Từng đạo hào quang bắt đầu hội tụ, sau một lát hắn đã tiến nhập cảnh giới huyền ảo. Sáng sớm hôm sau, khi Lục Lâm Thiên dừng việc lĩnh ngộ, chợt phát hiện quanh người Tiểu Long hiện lên một mảnh hoàng sắc quang mang, chân khí đã có chút khác thường. Lão đại, đệ cần đột phá. Tiểu Long nói xong, trực tiếp đi vào sau núi, thân hình nho nhỏ lắc mình vài lần đã không còn nhìn thấy. Trên mặt Lục Lâm Thiên lộ ý cười, lập tức đi vào sâu trong sơn mạch Phi Linh. Không bao lâu sau trận tiếng nổ lại truyền tới. Đại địch sắp tới, gặp phải đại chiến, lúc này Lục Lâm Thiên phải cố gắng đề cao thực lực của mình, bất kể thế nào một trận đại chiến sẽ không tránh khỏi, chỉ có đủ thực lực mới có thể giải quyết vấn đề. Trên tu vi, Lục Lâm Thiên biết mình nhất thời không cách nào tiếp tục đột phá, đẳng cấp vũ giả đã tới vũ tướng cửu trọng, tiếp tục đột phá là lên vũ xuất, mà đẳng cấp linh giả hắn vẫn chỉ là linh tướng lục trọng. Nếu không đột phá cùng nhau tới lúc đó phiền toái sẽ lớn, đây là tác dụng phụ của âm dương linh vũ quyết. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ có thể nghĩ biện pháp trong vũ kỹ, tu luyện tới mức thành thạo cũng sẽ làm thực lực gia tăng. Ngày thứ tư, trên đỉnh viện sau núi, một đầu yêu thú phi hành xoay quanh bay xuống, Đông Vô Mệnh cầm một khối ngọc giản, một tin tức tiến vào trong đầu hắn. Đại đội nhân mã của bốn môn phái đã tới trước Quỷ Vũ Tông. Chỉ sợ không qua vài ngày là có thể tới Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh nói với Lục Lâm Thiên. Chỉ còn mấy ngày. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lạnh ý. Người tới ý không tốt, chủ yếu lần này ngươi gây ra phiền toái quá lớn, đánh chết đám người La Chí Cương, đánh trọng thương ngũ quần phàm, nếu không tấn công Phi Linh Môn, đừng nói Ba Sơn Môn Địa Cương Môn không có mặt mũi, thậm chí cả Hắc Sát Giáo cũng không thể ngẩng đầu. Ánh mắt Đông Vô Mệnh mang theo tia ngưng trọng nói. Nếu bọn hắn tới đây, ta sẽ cho bọn hắn biết Phi Linh Môn không phải dễ trêu chọc. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, sát ý hiện lên, bất kể thế nào trong Phi Linh Môn còn có Nam Thúc trấn thủ. Ngươi có chủ ý? Đông Vô Mệnh hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu, nói. Không có, nhưng cường giả Vân Dương Tông đang trên đường chạy tới, không biết có tới kịp hay không. Người của Vân Dương Tông? Đông Vô Mệnh cau mày, lập tức nói. Nếu người của Vân Dương Tông kịp thời đuổi tới, cũng đủ rồi, vấn đề là ta lo lắng họ sẽ chậm một bước. Nếu có thể ngăn cản bốn sơn môn kia vài ngày, tạo cơ hội cho người Vân Dương Tông chạy tới thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên nói, ngăn cản một hai ngày thì không vấn đề, lão già khòm như ta đã lâu không hoạt động, có lẽ trong cổ vực đã có người bắt đầu quên ta. Ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống, trên mặt lộ vẻ âm lãnh. Đông lão! Ngươi có biện pháp sao?
Lục Lâm Thiên hỏi. Nếu không có Vũ Vương cùng Linh Vương, độc trận của ta muốn vây khốn bọn hắn vài ngày không có vấn đề lớn, cũng cho bọn hắn biết Phi Linh Môn không dễ chọc. Đông Vô Mệnh trầm giọng nói. Đông lão có thể vây khốn người của Hắc Sát giáo bọn hắn, như vậy cơ hội cường giả Vân Dương Tông kịp thời chạy tới sẽ càng lớn, vậy phiền toái Đông lão rồi. Lục Lâm Thiên vui mừng, độc trận của lão độc vật đích xác không dễ trêu vào. Nhưng trước khi bố trí độc trận, còn cần ngươi hỗ trợ, trong sơn mạch Vũ Đô có chút yêu thú trên người mang kịch độc, trong vòng 4 ngày ngươi có thể thu thập được bao nhiêu kịch độc cho ta, ta có thể đem uy lực độc trận đề cao bấy nhiêu, tới lúc đó cũng đủ cho Hắc Sát giáo nếm khổ. Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Ta lập tức đi an bài. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nói. Đông lão, nếu đem độc trận của ngươi phối hợp với trận pháp của oánh tỷ, uy lực hẳn sẽ tăng hơn nhiều đi. Kiệt kiệt, đó là đương nhiên, Hắc Sát giáo muốn đi vào Phi Linh Môn, vậy dùng mạng để đổi. Đông Vô Mệnh âm lệ cười một tiếng, sát khí bao phủ, đây mới là bản sắc của một đời độc soái. Sự tình đã tới bây giờ. Phi Linh Môn không muốn nổi danh cũng khó khăn, vậy hãy để Phi Linh Môn quật khởi đi, khiến cho mọi người đều biết cho dù là Hắc Sát giáo thì sao, Phi Linh Môn cũng không phải mặc người chém giết, muốn động Phi Linh Môn, vậy phải trả giá thật nhiều. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện hàn quang, nguyên bản hắn tính toán âm thầm quật khởi, hiện tại sự việc vượt ngoài ý muốn, đã tới bước này cũng chỉ có công khai, hiện tại Phi Linh Môn đã có thực lực như thế. Ha ha! Một già một trẻ cười lạnh lẽo. Sau đó đều tự rời đi. Sau một lát Lục Lâm Thiên tìm Hoa Mãn Ngọc dặn dò, ngồi lên Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức bay tới ám đường. Đại bản doanh ám đường nằm trong một rừng trúc rậm rạp, Lục Lâm Thiên đi vào bên trong, đối với trận pháp do Quỷ Tiên Tử bố trí, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc lắm. Nhưng hắn có tri thức trận pháp trong Thiên Linh Lục, còn có Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh giảng giải, sang ngày hôm sau một cỗ khí tức quỷ dị hóa thành quang mang biến mất không thấy. Hơn 10 đạo lưu quang bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay, mảnh rừng trúc lại thiếu hơn phân nửa. Hắc Sát giáo, Địa Cương môn, ta sẽ cho các ngươi nhớ kỹ Phi Linh môn. Lục Lâm Thiên cười lạnh, lập tức rời khỏi nơi đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên cạnh sơn mạch Vũ Đô từng mảng lớn yêu thú tụ tập, thanh âm tiếng thú minh gầm lên không dứt. Bên trong sơn mạch Vũ Đô, không ít dòng binh đoàn rầm rĩ đi ra. Thỉnh thoảng còn có yêu thú phi hành mang theo người bay ra khỏi dãy núi non xa xa. Bên cạnh sơn mạch Vũ Đô, trong vô tình một cỗ áp lực như mưa gió sắp tới bao phủ, không ít người mẫn tuệ tựa hồ cảm nhận được điều gì, đang âm thầm quan sát động tĩnh của Phi Linh Môn, bây giờ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có Phi Linh Môn. Không ít người suy đoán Phi Linh Môn sắp có đại động tác. Trong Phi Linh Môn, toàn bộ đệ tử gần đây đều ngưng trọng khẩn trương, tùy thời chờ đợi ngăn địch. Có người khẩn trương nhưng cũng có người chờ mong. Trong lúc vô hình khí tức áp lực bao phủ cả Phi Linh Môn, làm cho những người có thực lực thấp thậm chí không thở được. Không biết bắt đầu từ khi nào, ở sau núi Phi Linh Môn một cỗ khí tức bắt đầu kéo lên, khi Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc đi tới sau núi, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Thái Âm Yêu Thỏ đang phủ phục dưới đất. Cả không gian truyền ra năng lượng bạo động. Thân thể Thái Âm Yêu Thỏ màu xanh lam, đôi tai dài mỏng, thậm chí thấy rõ cả tơ máu, hai mắt đang nhắm chặt, thân thể phủ phục dưới đất như ngọn núi nhỏ. Nhưng khí thế quanh thân thật sự làm mọi người kinh ngạc. Ca ca, Thái Âm Yêu Thỏ đột phá tới đẳng cấp lục giai. Lục Tâm Đồng hỏi. Phải. Lục Lâm Thiên gật đầu. Phi Thiên Ngô Công của muội hình như cũng đột phá lục giai. Lục Tâm Đồng hưng phấn nói, nàng cực kỳ yêu thích tọa kỵ của mình. Lục Lâm Thiên cũng không kỳ quái, nguyên bản Phi Thiên Ngô Công đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, mấy ngày trước Lục Lâm Thiên bài trừ huyết hồn ấn trong đầu nó, dưới sự trợ giúp của lão độc vật, đã giúp Lục Tâm Đồng bố trí linh hồn ấn ký trong đầu Phi Thiên Ngô Công, vạn nhất gặp phải nguy hiểm đôi bên phối hợp sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Hô! Sau một lát, năng lượng chung quanh biến thành hung hãn. Từng luồng năng lượng thiên địa mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ tới. Năng lượng thiên địa hội tụ tới người Thái Âm Yêu Thỏ hình thành lốc xoáy, cuối cùng đều xâm nhập vào trong cơ thể của Thái Âm Yêu Thỏ. Trên bầu trời cảm giác như phong vân biến sắc, không ít đệ tử Phi Linh Môn đều nhìn thấy một màn này ở sau núi, ánh mắt kinh hãi, động tĩnh kia làm nhịp tim của họ không ngừng gia tốc. Chân khí Thái Âm Yêu Thỏ nháy mắt kéo lên, không gian ba động xung quanh chớp lóe,
nhìn qua giống như bị vặn vẹo. Không bao lâu sau, đạo năng lượng cuối cùng tràn vào thân thể Thái Âm yêu thỏ, nó đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đỏ bừng như hai viên trân châu màu đỏ, một cỗ hào quang cường hãn bắn ra, nương theo sau chân khí yêu thú áp xuống. Hô hô! Sau núi giống như gió dục mây vần, chân khí cường hãn từ trong người Thái Âm yêu thỏ tràn ra, một cỗ khí tức hóa thành quang trụ màu lam phóng lên cao, phá vỡ không gian ba động mãi tới khi tiêu tán giữa không trung. Nhìn xem, đó là cái gì? Bên trong Phi Linh Môn, 2000 đệ tử nhìn chăm chú vào lam sắc quang trụ bay thẳng chân trời, khí thế cường hãn làm họ bật ra tiếng kinh hô. Cô cô! Thái Âm yêu thỏ kêu lên một tiếng, thân thể cao lớn tăng vọt, cơ hồ giống như bóng bay được thổi hơi vậy, năng lượng quanh quẩn, thân hình đã chướng lớn tới 600 thước, một cỗ khí tức áp xuống đồng thời mang theo uy áp tuyệt đối, cả vùng núi lắc lư chao đảo, tận sâu trong núi non chim bay cá nhảy đều phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Giờ phút này Thái Âm yêu thỏ lăng không đứng thẳng, yêu thú lục giai tương đương vũ xuất nhân loại, đã có thể lăng không bay lên, đẳng cấp tu vi đã biến hóa như thực chất. Bộ lông màu lam của nó dựng đứng lên, tràn ngập kình phong như xuyên thấu không gian, làm không gian không ngừng run lên, một cỗ uy thế chấn động lòng người lan tràn, giờ phút này khí tức của nó lên tới lục giai sơ kỳ. Sau một lát khí tức mới thu liếm, thân thể Thái Âm yêu thỏ thu nhỏ lại chừng nửa thước, vỗ cánh bay tới bên người Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long. Tham kiến yêu vương, tham kiến chủ nhân. Thái Âm yêu thỏ đi tới bên người Bạch Linh cùng Lục Lâm Thiên. Mặc dù đã thu liếm chân khí nhưng trong vô hình vẫn cho người ta cảm giác không giống như lúc trước, khí tức yêu thú lục giai cùng ngũ giai hậu kỳ hơn kém thật lớn. Lúc này Thái Âm yêu thỏ hành lễ với Lục Lâm Thiên, huynh muội hoa gia không thấy kỳ quái, nhưng khi nó hành lễ với Bạch Linh thu nhỏ thân hình đứng trên vai Lục Lâm Thiên, nhất thời đều nghi hoặc. Về phần Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ cũng không ngoài ý muốn, hai người họ biết thân phận của Bạch Linh, căn bản không dám trêu chọc tới nàng. Lại thêm một đầu yêu thú lục giai. Nhìn thấy Thái Âm yêu thỏ đột phá, nhóm người Lộc Sơn lão nhân vô cùng cảm khái, một đầu yêu thú lục giai dù mới đột phá nhưng vẫn mạnh hơn vũ xuất nhất trọng, xem như Phi Linh Môn có thêm một cường giả vũ xuất, tác dụng của tu vi vũ xuất vẫn mạnh hơn vũ tướng rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối mùa thu đã tới, nơi nơi một mảnh khô vàng, gió thu đảo qua mang theo lá rụng rải đầy bốn phía. Ở một nơi trong núi, một hoàng sắc cự mãng thân hình khổng lồ đang xoay tròn, quanh thân tràn ngập quang mang màu vàng, trên quang mang tỏa ra nhiệt khí nóng cháy, làm cho cỏ dại xung quanh đã sớm khô héo thành tro tàn. Một cỗ năng lượng bàng bạc quanh quẩn trên quang mang màu vàng cự mãng, quang mang chớp động, một cỗ chân khí cường hãn khuếch tán, khí tức thật mạnh mẽ, đặc biệt làm cho dã thú cùng yêu thú hoảng sợ chạy trốn, không ai dám tới gần, chỉ có huyết ngọc yêu hổ cùng nghịch lân yêu bằng vẫn ở gần bên chờ đợi. Giữa không trung, năng lượng thiên địa dao động, xâm nhập về hướng cự mãng hấp thu năng lượng, chân khí bắt đầu chậm rãi kéo lên. Cách đó không xa chính là thác nước sau núi Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, quanh thân bao trùm năng lượng đỏ đậm, sắc mặt hắn không chút thay đổi, tựa hồ đã tiến vào cảnh giới huyền ảo. Thời gian lại trôi qua, không ai dám đi vào sau núi, chỉ có vài đầu yêu thú như nghịch lân yêu bằng còn chờ gần bên. Chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua, trong hai ngày Lục Lâm Thiên không hề di chuyển, thỉnh thoảng lại kết ra thủ ấn. Cát! Trên không trung, yêu thú phi hành xoay quanh rồi bay xuống, bên trong một mật thất trong núi một hắc ảnh nháy mắt lao ra, cầm lấy ngọc giản trên người yêu thú phi hành thả xuống. Hô! Lục Lâm Thiên dừng lĩnh ngộ, thở ra một hơi chọc khí, thuộc tính hỏa nóng cháy thu liếm, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bốn môn phái kia nhiều nhất thêm 3 ngày là có thể tới Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh đọc xong ngọc giản liền báo tin cho Lục Lâm Thiên. 3 ngày. Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức hỏi. Đông lão, độc trận chuẩn bị thế nào? Vừa luyện thành, đủ cho hắc sát giáo nếm khổ, ta sẽ lập tức bày trận ngay bây giờ. Thần sắc Đông Vô Mệnh trầm xuống, lãnh ý lan tràn. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu. Gọi thiên sĩ tuyết sư lập tức rời khỏi Phi Linh Môn. Bày trận ngoài ngàn dặm Phi Linh Môn đi, ta nhớ được nơi đó có một dãy núi non, chính là con đường nhất định phải đi qua, đủ chúng ta bày trận, sau độc trận phỏng chừng trong vòng trăm dặm toàn bộ sinh cơ biến mất, không nên cách Phi Linh Môn quá gần. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Đông Vô Mệnh nói. Lục Lâm Thiên hiểu được một khi bày độc trận, đoán chừng xung quanh tiêu tan sinh cơ, cũng không thể bố trí quá gần Phi Linh Môn.
Ngoài ngàn dặm cách Phi Linh Môn, ngọn núi xuất hiện trước mắt hai người, vùng núi này không cao, địa thế tương đối bằng phẳng, trên núi cũng không có bao nhiêu cây cối, chỉ là một mảnh núi đá liên miên, ngẫu nhiên có vài gốc đại thụ sừng sững, gió thu thổi qua lá vàng rơi đầy, mang theo cảm giác điều hưu. Bên ngoài một khe sâu thật lớn, thân ảnh Đông Vô Mệnh bay xuống, nói. Đây là con đường phải đi qua nếu muốn tiến vào Phi Linh Môn, bày trận ở chỗ này đi. Lục Lâm Thiên quan sát xung quanh, khóe môi lộ nụ cười, ba mặt khe sâu này có núi vòng quanh, chỉ cần đám người hắc sát giáo tiến vào cũng đủ nếm thiệt thòi. Đông lão, ta bố trí mê lâm trận trước đã, sau đó thêm vào độc trận của ngươi, phỏng chừng uy lực càng lớn, tới lúc đó hắc sát giáo thoát được bao nhiêu người phải xem vận khí của bọn hắn. Lục Lâm Thiên cười lạnh, mê lâm trận của quỷ tiên tử đang nằm trong tay hắn, uy lực của mê lâm trận dù là vũ xuất bình thường cũng bị vây khốn, nếu không hiểu trận pháp cũng sẽ bị nhốt chết, hơn nữa độc trận của lão độc vật uy lực thế nào có thể nghĩ. Kiệt kiệt, mấy ngày sau Phi Linh Môn sẽ vang vọng cổ vực. Đông Vô Mệnh âm chắc chắc cười, sát khí ngập trời không ngừng khuếch tán. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuyên toa trong khe sâu, từng đạo thủ ấn huyền ảo không ngừng kết xuất, từng đạo lưu quang đánh ra khắp khe núi, ngẫu nhiên gây nên từng luồng năng lượng thiên địa vô cùng quỷ dị. Tiểu tử, mê lâm trận của quỷ tiên tử vô cùng bất phàm, ngươi làm được không? Nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên không ngừng bay qua bay lại, Đông Vô Mệnh nhíu mày hỏi, Lục Lâm Thiên có thể học được mê lâm trận của quỷ tiên tử thật sự làm hắn kinh ngạc. Hắn là linh giả, nhưng chỉ lành nghề với độc trận mà thôi, đối với pháp trận hắn không hiểu rõ, thậm chí còn chưa đạt tới giai đoạn nhập môn, không nghĩ tới pháp trận của Lục Lâm Thiên đã tới trình độ rất cao, có thể bày được một bước này người bình thường không thể làm được. Hẳn không thành vấn đề, để ta nghĩ kỹ một chút. Thu mê lâm trận của quỷ tiên tử là một chuyện, mà lúc này Lục Lâm Thiên tự mình bày trận lại là chuyện khác, lần đầu tiên bố trí mê lâm trận cũng có cảm giác mới lạ, chuyện bày trận đối với hắn mà nói đây là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ gặp một ít trắc trở. Tốt lắm! Hồi lâu sau, thân ảnh Lục Lâm Thiên bay lên, đạo lưu quang quỷ dị cuối cùng đánh thẳng vào khe sâu biến mất. Hô hô! Chỉ trong khoảnh khắc từ trong khe sâu mọc lên rừng trúc xanh biếc liên miên lan tràn, một cỗ khí thức quỷ dị cũng hóa thành sương mù bao phủ trên bầu trời, chân khí vô hình khuếch tán, không gian ba động chung quanh liên tục cuộn lên, một lát sau mới tiêu tán. Nguyên bản khe sâu mang theo vẻ điều hưu, tính cả núi non chung quanh cũng như thế, giờ phút này lại biến thành một mảnh rừng trúc xanh biếc, hiện ra vẻ sinh cơ giạt rào, mà sát khí ẩn chứa bên trong không mấy người có thể phát hiện ra. Đông lão, tới lượt ngươi. Lục Lâm Thiên rơi xuống bên người Đông Vô Mệnh nói. Hảo tiểu tử, thật đúng là số một. Trong mắt Đông Vô Mệnh mang theo vẻ tán thưởng nhìn Lục Lâm Thiên, quanh thân tản ra hắc mang, một mùi vị gai mũi khó ngửi tràn ngập, nhất thời xuyên qua bên trong rừng trúc, từng đạo hắc sắc lưu quang đánh ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi một già một trẻ nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đã là ngày hôm sau, khe sâu hôm qua đã biến mất, lúc này gió nhẹ đảo qua, một mảnh rừng trúc đong đưa xào xạc. Rừng trúc giống như không có biên duyên, bao phủ khắp mấy đỉnh núi, nếu có thể quan sát kỹ càng sẽ nhìn ra, trong rừng trúc lan tràn một cỗ chân khí quỷ dị. Khi khởi động mê lâm trận cùng độc trận, chính là lúc Phi Linh Môn dương oai. Nhìn chăm chú xuống bên dưới, ánh mắt Đông Vô Mệnh lộ ra ý cười. Hai canh giờ sau Lục Lâm Thiên ngồi bên trong đại điện Phi Linh Môn, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, nói. Trịnh trưởng lão, Chu trưởng lão, các ngươi xuất lĩnh toàn bộ đệ tử có thể điều động trong bổn môn chạy tới ngoài ngàn dặm Phi Linh Môn đợi lệnh. Hai vị Hoa trưởng lão, các ngươi an bài toàn bộ yêu thú sơn mạch vụ đô hộ tống đệ tử Phi Linh Môn tới ngoài ngàn dặm đợi lệnh. Các vị hộ pháp, an bài toàn bộ dòng binh đoàn sơn mạch vụ đô đi theo đệ tử Phi Linh Môn ở ngoài ngàn dặm đợi lệnh, vây quanh giết không tha. Từng mệnh lệnh phát ra, bên trong đại điện tất cả mọi người có thể cảm giác được cỗ sát khí tán phát trên người trưởng môn, lần này Phi Linh Môn phải đối mặt phút cuối cùng trước cuộc đại chiến. Sau núi, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, khẽ thở dài lẩm bẩm nói. Chỉ mong mê lâm trận cùng độc trận có thể chống đỡ thêm một lát, đợi được cường giả Vân Dương Tông chạy tới, hết thảy sẽ dễ làm. Không nghĩ tới ngươi cũng biết lo lắng. Bạch Linh đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn vẻ diễm lệ của nàng, trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Nếu chỉ có địa cương môn, hợp hoan tông cùng côn sơn môn thì ta không lo lắng, nhưng hắc sát giáo thì khác, hiện giờ Phi Linh Môn còn chưa thể trêu chọc được họ.
Lục Lâm Thiên nói. Chuyện của nhân loại các ngươi quá phức tạp, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Bạch Linh nói. Khẽ thở dài, Lục Lâm Thiên cười khổ, lần này đúng là phiền toái lớn nhất của hắn, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, cần an bài mình cũng đã an bài, còn lại đi một bước xem một bước. Sau một lát Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ, dạo thời gian gần đây hắn cũng cảm thấy mình đã có tiến bộ hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác lại thêm một ngày, mà suốt cả ngày Lục Lâm Thiên chưa hề mở mắt, vẫn luôn đắm chìm trong việc tu luyện. Xa xa, Tiểu Long vẫn nằm yên trên mặt đất, quang mang màu vàng rốt cục có biến hóa, không ngừng nhảy lên, trong vô hình không gian ba động bắt đầu lan tràn. Lục Lâm Thiên mở mắt, nhìn Tiểu Long, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cục cũng đã đột phá sao? Sau một lát Lục Lâm Thiên đứng dưới thác nước, hai tay kết ấn, từng luồng quang mang nóng cháy bắt đầu lan tràn. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Lục Lâm Thiên đã bắt đầu tái nhợt, tựa hồ tiêu hao không nhỏ, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mãi một ngày sau hắn mới dừng lại, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn lộ ra ý cười, bởi vì tiến bộ lần này tuyệt đối kinh người. Đám người Hắc Sát giáo hẳn đã tới rồi. Lục Lâm Thiên thu hồi chân khí, rũ tụ bào, lẩm bẩm tự nhủ, ánh mắt đột nhiên lóe lên, đúng lúc đó phía trước truyền tới một trận lắc lư kịch liệt, cả không gian run lên dữ dội giống như quả bom nổ tung bên dưới mặt nước. Cảm giác được biến hóa bất thình lình, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua chỗ Tiểu Long, chỉ thấy thân hình Tiểu Long tràn ra quang mang màu vàng chói mắt, không gian ba động đang run rẩy kịch liệt. Hào quang quanh thân Tiểu Long càng lúc càng đậm, tới cuối cùng không gian ba động vang lên tiếng răng rắc, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc lặng yên hội tụ tới. Không gian dao động cuồn cuộn kịch liệt, kéo theo thiên địa năng lượng dũng mãnh tràn vào thân thể Tiểu Long, không bao lâu sau Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu thẳng lên, thân thể dựng đứng, tựa như trụ trời màu vàng sừng sững giữa thiên không. Trong con mắt thứ ba ngay mi tâm Tiểu Long, một đạo cột sáng quỷ dị bắn ra, thẳng hướng bầu trời, khí tức mạnh mẽ gào thét mang theo uy áp thật khủng bố. Trên không trung, năng lượng thiên địa bàng bạc cuồn cuộn kịch liệt, vảy của Tiểu Long hoàn toàn dựng đứng, ngọn lửa quấn quanh, trong con mắt thứ ba giờ phút này giống như có lực cắn nuốt thật lớn, trực tiếp đem năng lượng giữa không trung hút vào trong mắt. Yêu vương đang đột phá. Song đầu thủy hỏa yêu giao, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, nghịch lân yêu bằng đều xuất hiện sau núi, kể cả Bạch Linh cũng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Yêu hoàng khí thật mạnh. Nhóm yêu thú không ngừng run rẩy. Giờ phút này chân khí trên người Tiểu Long phát tán làm chúng cảm nhận được một cỗ uy áp từ tận sâu trong linh hồn cùng huyết mạch. Bạch Linh, thân phận của Tiểu Long ngươi đã biết. Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Trên người Tiểu Long có yêu hoàng khí rất nồng, nhưng khí tức cực kỳ quỷ dị. Hiện tại ta cũng không biết thân phận thật sự của nó, nhưng có thể khẳng định nó hẳn tới từ yêu hoàng nhất mạch. Bạch Linh thoáng do dự mới nói ra. Yêu hoàng nhất mạch. Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Hắn chưa nghe nói qua về yêu hoàng nhất mạch. Nói tới thì dài dòng, trong yêu thú cùng linh thú, có một ít đặc biệt tồn tại, bởi vì huyết mạch cực cao, cao tới nông nỗi cực kỳ khủng bố, cho nên được tôn sùng là yêu hoàng. Đời sau của yêu hoàng nhất mạch bẩm sinh đã có yêu hoàng khí, đều có thiên phú dị bẩm, thiên phú cũng cực cao. Bạch Linh nói, Lục Lâm Thiên còn định hỏi thêm, trên không trung lại dao động thật lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy con mắt thứ ba của Tiểu Long càng phát ra ánh sáng, bắn thẳng tới chân trời, cuối cùng va chạm cùng thiên địa năng lượng bàng bạc bộc phát ra từng trận xung kích. Ngao! Đôi mắt còn lại của Tiểu Long đột nhiên mở ra, ba đôi mắt cùng bắn ra tinh quang, một tiếng rít gào như long ngâm truyền tới, thanh âm hóa thành sóng âm nhất thời khuếch tán. Chân khí thật lâu không tiêu tan, mãi tới cuối cùng mới tan biến trong trời đất. Giờ phút này Tiểu Long vẫn đứng yên ở đó. Đôi mắt nhắm chặt tựa hồ như đang rơi vào trầm tư. Lão đại, đệ đã đột phá. Thanh âm Tiểu Long giống như nhi đồng truyền tới, nhanh như chớp vọt tới trên vai Lục Lâm Thiên, có vẻ cực kỳ thân mật. Tham kiến yêu vương, chúc mừng yêu vương đột phá. Nhóm yêu thú vội vàng hành lễ với Tiểu Long. Tiểu Long, người đột phá ngũ giai rồi hả? Lục Lâm Thiên vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Long, giờ phút này khí tức trên thân Tiểu Long gia tăng không ít. Lớp vảy bên ngoài luôn lóe sáng quang mang màu vàng. Phải. Tiểu Long gật đầu, đôi mắt xoay chuyển, vẻ mặt ngưng trọng nói. Lão đại, vừa rồi đệ chiếm được một ít phương pháp tu luyện truyền trong đầu, còn nghe được một câu, hẳn do mẫu thân để lại cho đệ. Mẫu thân đệ lưu lại cho đệ.
Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Đệ nghe thanh âm có thể cảm giác được thanh âm lưu trong đầu là mẫu thân của đệ. Mẫu thân dặn đệ vĩnh viễn không nên đi Linh Hoàng Nhai, nói sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đệ nhớ mẫu thân. Ánh mắt Tiểu Long lộ vẻ tưởng niệm lẫn mất mát. Lục Lâm Thiên nhướng mày, không biết là chuyện gì xảy ra, Linh Hoàng Nhai nằm ở trên Bắc Đảo, do linh thú chiếm cứ, nhân loại căn bản không dám tiến vào. Tiểu Long, chờ sau này ta sẽ cùng đệ đi Linh Hoàng Nhai, có lẽ tìm ra được thân thế của đệ, nhìn thấy mẫu thân đệ. Lục Lâm Thiên nói. Ân. Tiểu Long gật đầu. Tiểu Long, vừa rồi là ngươi đột phá sao? Hai thân ảnh xuất hiện sau núi, chính là Đông Vô Mệnh cùng Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng mở to mắt nhìn Tiểu Long hỏi, động tĩnh vừa rồi nàng cũng cảm thấy. Đương nhiên, ta lại đột phá. Quan hệ giữa Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng không tệ, giờ phút này đắc ý ngẩng đầu nói. Đông Vô Mệnh cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Long, động tĩnh vừa rồi không tầm thường, hắn sớm biết Tiểu Long bất phàm, nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Tâm Đồng, muội lại đột phá. Lục Lâm Thiên cảm nhận được khí tức trên người Lục Tâm Đồng, lộ vẻ kinh ngạc, khí tức của nàng đã đạt tới linh tướng ngũ trọng, tu vi lại đột phá nhất trọng. Dạ, nhưng còn kém ca ca. Lục Tâm Đồng không chút cao hứng, nàng luôn muốn so sánh với ca ca, với đẳng cấp thực lực của mình hiện tại nàng vẫn không hài lòng. Đông Vô Mệnh nói, tiểu tử, chúng ta nên xuất phát, mới vừa nhận được tin tức, người của Hắc Sát Giáo đã tới. Rốt cục đã tới rồi sao? Lục Lâm Thiên lạnh lùng hỏi. Ta đã thông chi Vũ Đường, Ám Đường, Hình Đường, Linh Đường còn có Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ đều tới. Hơn vạn đệ tử của Vũ Đường cũng đã khởi hành. Nghe Ám Đường truyền tới tin tức, Quỷ Vũ Tông Đới Cương Tử đã bế quan, căn bản không có ý định ngăn cản bọn hắn. Đông Vô Mệnh nói. Đới Cương Tử. Lục Lâm Thiên tức giận nói. Đông Lão, chúng ta lên đường đi. Lục Lâm Thiên lập tức đi lên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ca ca, muội cũng phải đi. Lục Tâm Đồng nói. Được rồi, nhưng phải chiếu cố cho mình, hết thảy không được khinh thường. Lục Lâm Thiên nói, có Phi Thiên Ngô Công đi cùng, hắn cũng yên tâm hơn, lúc này với thực lực của Lục Tâm Đồng, đưa nàng đi cùng xem như tôi luyện một phen. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, Lục Lâm Thiên cùng Đông Vô Mệnh khoanh tay đứng thẳng, còn có một nhóm yêu thú đi theo, nhất thời bay nhanh về phía trước. Hô hô! Vừa rồi khi Tiểu Long đột phá năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lúc này thiên địa năng lượng đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hội tụ tiến vào mật thất trong sơn động sau núi, mà trong mật thất kia, quỷ tiên tử Bạch Oánh đã bế quan suốt mấy tháng. Một canh giờ sau, lướt qua núi non trùng điệp, khe sâu bố trí mê lâm trận hiện ra trước mắt. Khe sâu lẫn núi non chung quanh giờ phút này đã bị một mảnh trúc xanh liên miên như biển trúc bao phủ. Cả một biển trúc xanh biếc nhìn vào tràn đầy sinh cơ, mà sát khí ẩn chứa bên trong chắc rằng không mấy người có thể phát giác. Ba mặt vòng quanh khe sâu chỉ có một lối đi ở giữa, lúc này trên sơn cốc chung quanh đã có hơn 5.000 đệ tử phi linh môn tập trung, nhân số không ít, nhưng thực lực cao thấp không đều, bình thường đều là vũ đồ cùng vũ sĩ, thậm chí người có tu vi vũ sĩ bát trọng cũng ít, về phần vũ sư còn chưa đủ 500 người, người có tu vi đẳng cấp vũ phách còn chưa tới 50. Về phần vũ tướng chỉ có vài hộ pháp mà thôi, còn có ba đệ tử của Lộc Sơn Lão Nhân, một là vũ tướng lục trọng, một tứ trọng cùng một vũ phách cửu trọng. Thực lực đệ tử phi linh môn vốn không cao, mà đệ tử mới gia nhập sau này cũng không có bao nhiêu cao thủ, mặc dù cho tới bây giờ phi linh môn bồi dưỡng đệ tử đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí trong việc bồi dưỡng đệ tử mới cũng không kém hơn thế lực nhị lưu bình thường, nhưng dù sao thời gian quá ngắn ngủi, nhất thời muốn thành tài đương nhiên là không khả năng. Quan sát thực lực đệ tử phi linh môn, Lục Lâm Thiên nhướng mày, trong việc bồi dưỡng đệ tử, có lẽ muốn tăng nhanh thực lực tốt nhất là phải cho họ trải qua chiến đấu tôi luyện, đây chưa chắc là việc xấu, về phần nếu có người chết, kẻ yếu vốn nên bị đào thải, phi linh môn cũng không chấp nhận kẻ yếu. Tham kiến trưởng môn. Các đệ tử phi linh môn hành lễ, giờ phút này Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Hoa Gia Huynh muội cùng một nhóm trưởng lão hộ pháp đều đang đứng phía trước. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, những người này đều biết cần phải đối mặt chuyện gì, nói không chừng ngay sau đó là một trận đại chiến sinh tử. Để cho các đệ tử điều tức tu luyện trước đi. Lục Lâm Thiên nói, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau sơn cốc, lúc này cũng có 3.000 người tụ họp, vô luận là đẳng cấp thực lực hay là chân khí mà xem, trình độ chỉnh thể đều mạnh hơn đệ tử phi linh môn. Chúng ta là dòng binh đoàn, cũng không phải đệ tử phi linh môn.
tại sao phải nghe Phi Linh Môn điều khiển? Đúng vậy, chúng ta cũng không phải đệ tử Phi Linh Môn cũng quá ỷ thế hiếp người đi. Các ngươi im miệng, muốn tiếp tục lưu lại Sơn Mạch Vũ Đô đừng có nhiều lời vô nghĩa, hiện tại chúng ta tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô không bị yêu thú nào tập kích, cũng không có quá nhiều nguy hiểm, đừng quên là nhờ có Phi Linh Môn, chúng ta cũng xem như là nửa người của Phi Linh Môn. Một đại hán vũ tướng lên tiếng nói, hẳn là đoàn trưởng Dòng Minh Đoàn. Đoàn trưởng, người đừng quên Sơn Mạch Vũ Đô là nơi vô chủ, hiện tại chúng ta đi một chuyến vào Sơn Mạch Vũ Đô, kiếm còn chưa đủ một phần, mà Phi Linh Môn đã kiếm mấy phần, điều này thật không công bình chút nào, dựa vào cái gì chúng ta còn phải nghe theo lời Phi Linh Môn, lần này còn phải nghe theo họ điều khiển. Không sai, ít nhất chúng ta không cần nghe theo Phi Linh Môn điều khiển, chúng ta cũng không phải người của họ. Hừ, nghe theo lệnh của Phi Linh Môn còn ủy khuất các ngươi hay sao? Nếu các ngươi cảm thấy ủy khuất, vậy hãy để cho các ngươi không còn cảm thấy được nữa đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, hòa lẫn tiếng xé gió hỗn loạn vang lên trên bầu trời. Hiu hiu. Ngay lập tức mấy dòng binh đang phản đối hăng say nhất còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt trên trán hiện ra lỗ máu, nhất thời còn chưa kịp phản kháng đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Mấy vũ phách nháy mắt bỏ mình, một thanh y thân ảnh đã hạ xuống, ánh mắt âm trầm, quanh thân tản ra sát khí. Làm không ít người chợt dùng mình. Tham kiến lục trưởng môn. 20 mấy dòng binh vũ tướng, linh tướng còn có linh phách cùng hành lễ, những người này tự nhiên nhận biết Lục Lâm Thiên, bởi vì họ đều dùng vệ huyết hóa cốt đan. Hừ, ta nói cho các người biết, Sơn Mạch Vũ Đô thuộc về Phi Linh Môn, các người đi vào phải xem sắc mặt của Phi Linh Môn, nghe theo điều khiển của bổn môn, ai dám không phục, chết. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người. Cả nhóm dòng binh đều run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta cũng không phải người không nói lý lẽ, các ngươi là dòng binh cũng không dễ dàng, sau sự tình lần này các ngươi đều có thể gia nhập Phi Linh Môn, cũng như đệ tử Phi Linh Môn, có được đan dược cùng vũ khí, nếu không muốn ta cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu ai dám phản bội Phi Linh Môn, ta sẽ cho hắn sống còn khổ hơn là chết. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt rơi lên người phụ trách dòng binh, lạnh lùng nói. Nếu còn có ai dám tiếp tục mê hoặc lòng người, trực tiếp giết không tha, có người phản bội Phi Linh Môn, ta sẽ giết các ngươi. Dạ. 20 mấy người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung hăng chừng một ít dòng binh khác. Siêu. Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, ở thời kỳ phi thường hắn phải dùng loại thủ đoạn này, mặc dù không khả năng làm người khẩu phục tâm phục, nhưng trước mắt vẫn có tác dụng, dòng binh đoàn chính là một cỗ thế lực đông đảo, mà Phi Linh Môn hiện tại vẫn cần dùng tới họ. Khi Lục Lâm Thiên quay trở lại sơn cốc, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phương xa. Tới rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh híp lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Oanh long long. Nơi phương xa hơn vạn con ngựa chạy trồm, chấn rung cả mặt đất, giữa không trung vài đầu yêu thú phi hành đang bay tới, phía sau còn đi theo hơn 2 vạn người đang thúc ngựa lao nhanh. Yêu thú phi hành đều có đẳng cấp tứ giai hậu kỳ cùng ngũ giai sơ kỳ, xem như không kém. Trên lưng mỗi yêu thú đều có mười mấy thân ảnh đang khoanh tay mà đứng, nhìn từ chân khí tuyệt đại bộ phận đều là vũ tướng linh tướng, cũng có cả vũ xuất linh xuất bên trong. Mau lên, nhanh hơn một chút, nếu không san bằng Phi Linh Môn, sao có thể chút được ác khí của ta? Trên lưng một yêu thú, một thanh âm già nua cả giận nói. Phương Ngọc Quý, người gấp cái gì, chỉ là một Phi Linh Môn nho nhỏ, chúng ta lao sư động chúng như vậy, đã có thể dễ dàng san thành bình địa. Trên lưng một đầu yêu thú ưng hình thứ ba, một lão giả hoàng bào âm trầm nói. Diệt Phi Linh Môn không khó, chỉ là Phi Linh Môn nho nhỏ cũng dám đụng tới người của Hợp Hoan Tông chúng ta, không làm cho cả cổ vực biết sau này người khác sẽ cho rằng chúng ta dễ khi dễ đâu, lần này ta nhất định phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Trên lưng một yêu thú điều hình màu trắng thứ tư, một đại hán lạnh nhạt nói, người này mặc áo bào trắng, trong mắt hiện vẻ âm tà, sau lưng đi theo vài nữ tử thanh xuân mỹ mạo. Đều lộ ra vẻ uyển chuyển dễ thương. Mã Cư Huyền, lão dâm trùng ngươi cũng chịu đi ra rồi, nghe nói Đỗ Nhi Đỗ Nguyệt Nga của ngươi có quan hệ sâu với ngươi, xem ra đây là sự thật. Trang Đại Quân, ngươi đừng nhiều lời, ta thấy Côn Sơn Môn của ngươi có vài mặt hàng không tệ, bằng không đưa cho ta Thái Âm Bổ Dương đi, ta tặng ngươi vài viên đan dược hoặc là vũ khí thế nào. Đại Hán Dâm đáng cười nói. Mã dâm trùng ngươi dám đụng tới đệ tử Côn Sơn Môn. Ta bay tới Hợp Hoan Tông dạo một vòng cho biết.
Trên lưng đầu yêu thú phi hành thứ hai, một lão giả khoảng 60 tuổi quát một tiếng. Chư vị, lần này chúng ta cùng nhau đi phi linh môn, hẳn dư sức tiêu diệt bọn hắn, bất quá cũng không thể khinh thường, phi linh môn dám Upsilon 4 sơn môn chúng ta, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trên lưng yêu thú phi hành ngũ giai sơ kỳ, một lão giả hơn 50 tuổi ánh mắt âm trầm nói, nhóm người đứng sau lưng hắn có 3 người tu vi vũ xuất, những người khác đều tu vi vũ tướng. Tưởng trưởng lão nói rất đúng, bất quá chỉ là một phi linh môn không có danh tiếng gì, lại có thủ đoạn gì chứ, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn sạch sẽ. Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đi một bên, một thanh âm trầm thấp vang lên. Oanh long! Mặt đất chấn động, thanh âm vạn mã chạy trồm vang vọng không gian, trước mắt xuất hiện một mảnh âm ảnh rậm rạp, trên sơn cốc, sắc mặt nhóm người thanh hỏa lão quỷ càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về phía trước. Vạn mã chạy trồm tới, chân khí phóng lên cao, khí thế khuếch tán ập tới, điều này làm đệ tử phi linh môn tu vi thấp cảm giác vô cùng áp lực. Trưởng môn, Đông Cung Phụng, chúng ta làm sao bây giờ? Lộc Sơn lão nhân nhìn chằm chằm phía trước, hỏi. Trước không nên gấp gáp, bọn hắn có bản lĩnh tới đây rồi nói sau. Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, hắc mang lượn lờ quanh thân, một cỗ lãnh ý tràn ngập, sát khí tràn đầy trong mắt, hắc bào không gió tung bay phần phật. Vẻ lạnh lùng càng gia tăng. Tới rồi, người của Hắc Sát giáo đã tới. Trên sơn cốc, không ít đệ tử phi linh môn đã có chút kinh hoàng, đối với một ít đệ tử mới mà nói chưa từng tham kiến loại trường hợp này. Toàn bộ đệ tử phi linh môn nghe lệnh, không được ồn ào bối rối, chờ đợi mệnh lệnh, người dám gây hỗn loạn giết không tha. Sát mặt Hoa Mãn Ngọc trầm xuống, mặc dù dung mạo nàng tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt lạnh lùng mang theo cỗ uy nghiêm. Mà đầu hổ mãng thú cùng uy phong lẫm lẫm đứng bên cạnh. Nhìn Hoa Mãn Ngọc, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, nàng không hổ là cốc chủ của Bách Thú Cốc, gặp nguy không loạn, trấn thủ ngoại đường phi linh môn, ánh mắt của hắn xem như không nhìn lầm, muốn nắm giữ ngoại đường trong tay chẳng những cần thực lực, những phương diện khác cũng cực kỳ trọng yếu. Tới đây đi, muốn đối phó phi linh môn của ta, phải cho các ngươi trả giá đắt. Đôi mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lãnh ý lóe ra. Lạnh lùng nhìn vạn người đang chạy trồm lao tới. Oanh long! Chỉ một lát đội ngũ rậm rạp như nước lũ đã chạy tới, thanh thế thật lớn, ít nhất hơn 2 vạn người, nhìn qua vô cùng quy mô, khóe môi Lục Lâm Thiên hiện lên một tia cười lạnh, bốn sơn môn kia thật sự xem trọng phi linh môn A. Khi những thân ảnh rậm rạp kia như nước lũ lao vào khe sâu, cả khe sâu đều chao đảo. Chẳng biết từ lúc nào khắp núi non xung quanh lại có không ít thân ảnh xuất hiện, ánh mắt kinh hãi nhìn vào trước mặt. Những người này là trinh thám của các thế lực lớn, cũng có một ít vũ giả cùng linh giả nhận được tin tức chạy tới. Nhưng vào lúc này họ cũng không dám tới gần mà ở xa xem chừng, chuyện xảy ra trong sơn mạch Vụ Hải trải qua thời gian dài như vậy đã truyền ra khắp nơi. Bốn sơn môn tấn công phi linh môn, đây là một trong những chuyện đại sự của cổ vực sẽ được bàn tán thời gian rất dài sắp tới. Loại chuyện này mọi người sẽ không bỏ qua, vì vậy các thế lực lớn đều phái ra trinh thám đi tìm hiểu tin tức. Cũng có không ít người vô cùng tò mò, Hắc Sát giáo dẫn đầu hạ thủ với phi linh môn, không biết phi linh môn sẽ bị tiêu diệt như thế nào, chỉ sợ dù phi linh môn có cường thịnh bao nhiêu vẫn chưa phải là đối thủ của Hắc Sát giáo đi. Ngừng! Dưới khe sâu, trên lưng yêu thú phi hành vang lên tiếng quát. Làm sao vậy? Bởi vì đột ngột ngừng lại lập tức gây nên hỗn loạn không nhỏ, những người đứng trên lưng vài đầu yêu thú phi hành đều đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tưởng trưởng lão! Vì sao dừng lại? Đầu yêu thú phi hành thứ 3 xoay quanh giữa không trung, hai cánh chấn động tạo ra cỗ sóng gợn thổi tung mảnh rừng trúc phía trước, người lên tiếng chính là đại hán áo bào trắng. Mảnh rừng trúc này tựa hồ có quỷ dị. Ánh mắt lão giả hơn 50 híp lại, nhìn chăm chú vào mảnh rừng trúc xung quanh, trong mắt có chút nghi hoặc. Không tốt, đây hình như là pháp trận, mau lui lại. Một lão giả vũ xuất tứ trọng nhất thời biến sắc, lớn tiếng quát. Ha 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 ha, hiện tại muốn lui, các ngươi không thấy là muộn rồi sao? Một thanh âm tiếng cười lạnh truyền ra, trên sơn cốc, thân thể Lục Lâm Thiên trôi nổi giữa không trung, sau hai vai phong rực vỗ mạnh tạo ra một mảnh sóng gợn, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hắn chính là trưởng môn phi linh môn, chính là người này đánh chết trưởng môn. Là hắn chính là trưởng môn phi linh môn. Trong khe sâu, không ít tiếng kinh hô truyền ra. Vô số ánh mắt nhất thời nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên trên không trung. Nếu đã tới đây, vậy nghỉ tạm một lúc đi.
Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, thủ ấn kết xuất, trên mặt hiện lên chân khí quỷ dị, tựa hồ xen lẫn chân khí mộc hệ, đồng thời vô số lưu quang khuếch tán rơi xuống dưới. Hô hô! Trong tích tắc, cả mảnh rừng trúc vô bờ trong khe sâu bắn ra lục mang dựng lên, lập tức như bao phủ cả trời đất che kín cả khe sâu, bên trong khe sâu một đạo quang hồ vô hình áp xuống. Chỉ một thoáng trên bầu trời khe sâu giống như thiên địa biến sắc, lục mang quang trụ phóng lên cao, trong khe sâu hoàn toàn tối đen, thậm chí cả yêu thú phi hành cũng bị bao trùm, căn bản không cách nào thoát thân. Là pháp trận, mau lui lại, mau! Ô ô! Rát! Tiếng ngựa hí vang, tiếng người hỗn tạp, tiếng yêu thú rít gào, lục mang bao vây tận trời, hết thảy trong khe sâu cực kỳ hỗn loạn. Bên trong khe núi, cảnh tượng xung quanh rơi vào trong mắt mọi người chính là rừng trúc. Nơi nơi đều là rừng trúc giống nhau như đúc, mỗi cây trúc đều độc nhất vô nhị. Bày trận, thân ảnh Đông Vô Mệnh xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, hai tay kết xuất, vài đạo lưu quang tối đen quỷ dị đánh ra, nhất thời trong cả khe núi hội tụ một mảnh hắc mang vô cùng quỷ dị. Chỉ nháy mắt bên trong tràn ngập khói độc màu đen đậm đặc, tựa như không gian bị vặn vẹo, khói độc màu đen nháy mắt tụ tập, hình thành một tầng khói bao trùm cả khe núi. Tầng khói xen lẫn mùi vị thật gay mũi khó ngửi, nương theo một mảnh lục quang trong khe núi, hai bên đan xen càng lộ vẻ quỷ dị vô cùng. Cẩn thận, trong trận có độc. Tiền trưởng lão, mau phá trận. Một tiếng hét lớn truyền tới, giờ phút này trong khe núi đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Cạc cạc. Tiếng yêu thú kêu vang, yêu thú phi hành xoay quanh tầng trời thấp, vô hình chung đã bị áp chế, không cách nào tiếp tục bay đi nữa, vừa rồi bên trong tràn ngập một mảnh lục mang, nháy mắt lại biến thành tối đen âm u, còn có mùi vị khó ngửi, rõ ràng là có kịch độc. Những người có thực lực thấp trong bốn sơn môn giờ phút này càng thêm khủng hoảng, hơi thở của họ đã bắt đầu khó khăn. Đây là độc trận, mọi người đừng bối rối. Từng tiếng hét lớn truyền ra. Đây là trận pháp. Trưởng môn bố trí trận pháp từ khi nào? Giờ phút này bên trên sơn cốc, Hoa Gia huynh muội có tri thức, không nghĩ tới trưởng môn còn có loại thủ đoạn này, nhất thời vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, bố trí pháp trận, đây là việc mà người bình thường không thể làm được. Không ít đệ tử phi linh môn vô cùng kích động, lúc này nhìn thấy trưởng môn cùng cung phụng đều có thủ đoạn như thế, mọi người đều hưng phấn vui mừng. Không nghĩ tới phi linh môn còn có pháp trận, tựa hồ còn không phải pháp trận bình thường. Xa xa bốn phía không ít người vẻ mặt kinh ngạc. Lục Lâm Thiên thi triển phong dực lăng không đứng thẳng, nhìn xuống bên dưới, tự nhiên cảm giác được trong trận biến hóa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đông lão, trước khoan hãy hạ sát thủ, mục đích của chúng ta là tận lực vây khốn bọn hắn, đừng buộc bọn hắn chó cùng rứt dậu, nếu làm cho họ toàn lực vồ tới, mạnh mẽ phá trận, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lục Lâm Thiên nhìn bên dưới nói. Ta hiểu được. Chỉ có chất độc cũng không thể vây khốn bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn ra khỏi không dễ dàng. Thần sắc Đông Vô Mệnh trầm xuống, nói. Chỉ là chúng ta phải chuẩn bị chuyện xấu nhất, mấy lão gia hỏa của Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn đều đã tới, mà Hắc Sát Giáo cũng có Tưởng Lượng Nguyệt, thực lực không kém hơn ta bao nhiêu, nếu mạnh mẽ phá trận chỉ sợ chúng ta không ngăn được thời gian quá dài. Tận lực chống đỡ đi. Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra nhóm cường giả của bốn sơn môn. Chân khí không thua kém lão độc vật, loại thực lực này dù là sáu đường của phi linh môn cũng không thể so sánh. Phanh phanh, trong khe núi vang ra thanh âm tiếng nổ bạo, chấn động cả khe núi chao đảo lắc lư. Có người muốn mạnh mẽ phá trận. Suy suy, Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn, từng đạo lưu quang bay vào trong quầng lục mang biến mất, sắc mặt hắn cũng có biến hóa, muốn điều khiển mê lâm trận vây khốn hai vạn người, tiêu hao thật không nhỏ. Muốn mạnh mẽ phá trận. Chỉ cần mấy lão quỷ kia không liên thủ thì không khả năng. Đông Vô Mệnh biến hóa kết ấn, bên trong khe núi khói độc lan tràn, dâng lên bầu trời phong vân biến sắc, hương vị gay mũi khó ngửi tràn ngập thiên không, phạm vi hơn 10 dặm hoàn toàn bị bao phủ, trong sơn mạch xa xa nơi khói độc bao phủ sinh cơ hoàn toàn biến mất, cây cối cỏ dại nháy mắt khô héo, mặt đất biến thành nâu đen. Trong mê lâm trận, bọn hắn muốn liên thủ thật không dễ dàng. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Thủ ấn biến hóa, bên trong khe núi lục mang đại thịnh. Ô ô, vạn ngựa hí vang, yêu thú rít gào, cũng không thiếu người có tu vi thấp gào thét hỗn loạn, trong mê lâm trận đã hoàn toàn rối loạn, mọi người rơi vào trận chẳng khác gì vào mê cung. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, là lão quỷ ngươi. Trong khe núi,
một tiếng quát già nua mang theo vẻ kinh ngạc vang lên, thanh âm truyền ra giữa không trung. Kiệt kiệt, Mã Cư Huyền, lão dâm trùng còn nhận ra ta à? Đông Vô Mệnh âm lệ cười nói. Đông Vô Mệnh, thật là ngươi, tại sao ngươi ở Phi Linh Môn? Giữa không trung lại vang lên một thanh âm già nua, trong thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên. Ta là người Phi Linh Môn, tự nhiên phải ở Phi Linh Môn, mấy lão quỷ các ngươi lại muốn tấn công Phi Linh Môn, vậy hãy để cho ta chiêu đãi các ngươi trước đi. Đông Vô Mệnh cười lạnh, hàn ý tản mát quanh thân. Đông Vô Mệnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ độc trận thì có thể vây khốn chúng ta sao? Ta khuyên ngươi đừng nên trêu chọc Hắc Sát giáo thì hơn. Lại một tiếng quát trầm thấp truyền tới. Tưởng Lượng Nguyệt, đừng lấy Hắc Sát giáo áp bổn soái, có bản lĩnh ngươi đi ra nói sau. Đông Vô Mệnh nói. Phanh phanh. Trong khe sâu, từng thanh âm nổ mạnh truyền ra, từng trận khí kình thật lớn quanh quẩn trong núi, khói độc bị đánh sơ xác, nhưng lập tức quỷ dị hội tụ lại cùng một chỗ như trước. Thủ ấn của Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa, có thể thấy được lục mang lóe ra, mê lâm trận không ngừng thay đổi, mọi người bị hãm sâu bên trong, muốn thoát ra ngoài không phải chuyện dễ. Xa xa, không ít người trợn mắt cứng lưỡi, tất cả chuyện này thật sự vượt ngoài ý liệu của họ. Không nghĩ tới Phi Linh Môn còn có pháp trận. Người không nghe được sao, trong Phi Linh Môn còn có thôi hồn độc suốt Đông Vô Mệnh, nghe nói hắn rất ít lộ mặt, tu vi linh suốt cửu trọng, một thân độc công không ai dám trêu. Người đang bày trận trên không trung chính là trưởng môn Phi Linh Môn, tuổi tựa hồ không lớn, nghe nói không biết thi triển thủ đoạn gì trực tiếp đánh chết trưởng môn Địa Cương Môn, Côn Sơn Môn cùng Hợp Hoan Tông, đánh trọng thương ngũ quần phàm trưởng lão của Hắc Sát giáo, vì vậy mới đưa tới Hắc Sát giáo cầm đầu công kích. Bây giờ nhìn bộ dáng của hắn, cũng không phải loại người mặc cho người chém giết, chỉ sợ có chút thủ đoạn, ít nhất thôi hồn độc suốt Đông Vô Mệnh cũng không dễ chọc. Trước kia thực lực Phi Linh Môn còn chưa có danh tiếng gì, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Xem đi, lần này thật sự có náo nhiệt. Từng tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên, không ít ánh mắt rơi vào trong khe núi, lặng yên không một tiếng động, cũng không khiến cho dao động gì quá lớn, mà nhân số vây xem còn đang gia tăng. Trong Phi Linh Môn, mọi người nhìn chằm chằm vào khe sâu, sắc mặt liên tục biến hóa. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh lăng không trôi nổi. Ngẫu nhiên kết xuất thủ ấn, ngay lập tức trong trận lại có biến hóa. Phanh! Trong khe núi, thanh âm nổ vang không ngừng, đã có vô số người mạnh mẽ phá trận. Độc này chỗ nào cũng có chút đệ tử không thể hô hấp được. Rừng trúc này rất quỷ dị, giống như vĩnh viễn chém không hết vậy. Mọi người không nên hoảng hốt, cùng nhau phá trận. Từng thanh âm tiếng quát truyền tới, thần kinh mọi người buộc chặt, gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Chân khí khẩn trương vô hình khuếch tán. Giữa không trung, một già một trẻ nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, hai người bày trận cho nên biết hết thảy diễn biến bên trong, lúc này đã tiêu hao thật lớn, nhưng chỉ có thể tận lực vây khốn đám người kia, tranh thủ cường giả Vân Dương Tông chạy tới, kéo dài càng lâu cơ hội càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trời đã tối, trong khe núi lục mang tận trời, ngẫu nhiên lực công kích mang theo hào quang nứt toác chiếu rọi khe sâu sáng rực như giữa ban ngày. Một đêm thời gian, trong vùng núi non xa xa người vây xem ngày càng nhiều, khi sắc trời dần sáng, tia nắng ban mai bị từng thanh âm nổ bạo đánh sơ xác. Phanh phanh, bên trong khe núi, lục mang tràn ngập khói độc màu đen, từng lực công kích cường hãn từ trong chém ra, chấn động khói đen không ngừng trao đảo. Thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn trên không, mỗi công kích đánh ra đều vặn vẹo không gian, khiến không gian phá vỡ, tần suất phá trận trong khe núi ngày càng mạnh hơn không ít. Trên không trung, sắc mặt Lục Lâm Thiên cùng Đông Vô Mệnh ngày càng ngưng trọng. Đông Vô Mệnh, ta xem độc trận của ngươi còn duy trì được bao lâu. Trong khe núi truyền ra tiếng hét lớn, chân khí tràn ra, tựa hồ có một đạo trưởng ấn phóng lên cao, một trưởng oanh ra, một cỗ năng lượng vô hình nhất thời dao động kịch liệt. Tiếp theo sau, trưởng ấn trực tiếp nứt toác, năng lượng tràn ngập, trực tiếp làm cả phiến không gian trong khe núi vặn vẹo, thanh thế kia thật làm người sợ hãi. Làm không ít người sinh ra hàn ý. Oanh! Năng lượng cuồng bạo thổi quét, bầu trời khe núi giống như nứt vụn. Tiểu tử, có chút không chống đỡ được nữa rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống nói. Lục Lâm Thiên ngưng trọng nhìn xuống, trong mê lâm trận dường như có một ít linh suất linh tướng có nghiên cứu đối với trận pháp, hơn nữa mấy cường giả một mực phá trận, bản thân hắn chống đỡ ngày càng cố hết sức, chỉ sợ không còn gượng được bao lâu. Đông lão!
vậy hạ sát thủ đi, trước khi phá trận cũng phải cho bọn hắn trả giá đắt. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, tràn đầy sát ý. Kiệt Kiệt, muốn phá trận sao, tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Đông Vô Mệnh cười âm lệ, thủ ấn biến hóa, quanh thân trào ra hắc vụ. Trong hắc vụ tản ra cỗ hương vị khó ngửi dần dần khuếch tán, mà Đông Vô Mệnh đứng trên bầu trời khe núi, linh lực cuồn cuộn quanh thân, từng đạo thủ ấn không ngừng biến hóa, chỉ thấy hắc vụ nồng đậm nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn hắc ti, mỗi hắc ti nhỏ như sợi tóc, xuyên thấu không gian nháy mắt bay thẳng vào trong khe núi. Hô hô! Giờ khắc này trong khe núi khí độc ngập trời, khí độc gay mũi khó ngửi tràn ngập cả không gian, một cỗ sát khí lan tràn, ánh sáng cũng bị che phủ. A! Tiếp theo sau trong khe sâu nhất thời truyền tới tiếng hét thê thảm, khí độc tràn vào, người có thực lực thấp đã không còn cách nào đối kháng với kịch độc. Mê Lâm sát khí. Lục Lâm Thiên chuyển biến kết ấn, thủ ấn kết xuất, từng đạo lưu quang rơi xuống khe núi. Hiu hiu. Bên trong rừng trúc khổng lồ âm thanh xé gió vang lên, rừng trúc bình tĩnh đột nhiên sát khí lan tràn, mỗi cây trúc nháy mắt đều biến thành vũ khí sắc bén giết người. Hiu hiu. Trong Mê Lâm trận, không ít đệ tử bốn sơn môn nghe được tiếng xé gió vang lên, còn chưa kịp phản ứng rừng trúc chung quanh như sống lại, cành trúc dương nanh múa vuốt xuyên thấu không gian hung hăng chui vào trong cơ thể bọn hắn. Bên dưới mặt đất, những cây măng non nằm im đột nhiên như biết thành rùi sắt, trực tiếp dựng lên xuyên thấu qua người. Những thân trúc biến hóa không ngừng, gào thét áp xuống, người có thực lực tu vi thấp trực tiếp liền bị đánh chết. Mà đem ra so sánh, khủng bố nhất không ngờ chính là kịch độc giống như những sợi tóc rậm rạp bao phủ trong không gian, chui vào cơ thể mỗi người, sau đó xâm nhập vào trong huyết mạch. Mau bố trí hộ thân cương khí. Tiếng hét lớn truyền tới, các đệ tử bố trí lên hộ thân cương khí, thực lực mạnh một chút còn có thể đối kháng, nhưng thực lực yếu căn bản không thể nào, khói đen tràn ngập không gian quấn quanh xuyên thấu hộ thân cương khí xâm nhập vào người của bọn hắn. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kịch độc nhập vào cơ thể, nhất thời toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trên người biến thành màu đen, thi thể nháy mắt bị thối rữa, lưu lại một bộ xương trắng. Trên xương trắng còn bao trùm độc tim màu đen, nhìn thấy một màn này làm lòng người rét lạnh. Thi thể thối rữa lại hóa thành khói độc tán loạn lan tràn, độc khí cơ hồ càng gia tăng. A, à, cứu ta! Trưởng lão cứu đệ tử! Từng thanh âm tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền ra, Lục Lâm Thiên cùng Đông Vô Mệnh ban đầu chỉ vây khốn bọn hắn mà thôi, không sử dụng sát chiêu, giờ phút này ra tay lập tức thay đổi hoàn toàn cảnh tượng bên trong Mê Lâm trận. Chết tiệt, Đông Vô Mệnh! Hợp Hoan Tông sẽ không để yên cho ngươi. Một tiếng hét lớn truyền ra, một thân ảnh phóng lên cao, thủ ấn kết xuất, một đạo quyền ấn nóng cháy hung hăng bay ra, trên quyền ấn còn quanh quẩn ngọn lửa, ầm ầm áp xuống. Phanh! Một quyền oanh kích, tựa như sét đánh, toàn Mê Lâm trận kể cả khí độc nhất thời cuồn cuộn kịch liệt, cả mảnh rừng trúc lớn hơn ngàn thước bị san thành bình địa, đủ thấy thực lực người này cường hãn như thế nào. Đáng chết! Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng. Thực lực người này quá mạnh mẽ, nếu quỷ tiên tử ở đây, hẳn còn chống đỡ Mê Lâm trận được thêm một lát, mà bản thân hắn lại không còn chống đỡ được nữa. Sắc mặt đám người của Phi Linh Môn trong sơn cốc đã ngưng trọng, nhóm người Lộc Sơn lão nhân ánh mắt lóe ra, người trong khe núi khủng bố thế nào họ đều biết, nếu không có trận pháp vây khốn, chỉ sợ không làm gì được những cường giả kia. A, à, trong khe núi, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, vô số đệ tử bốn sơn môn bị giết chết. Huyết tinh sát khí phóng lên cao, mặc dù không nhìn thấy rõ hết thảy trong khe sâu, nhưng người chung quanh đều cảm nhận được sát khí ngất trời, cũng không khó suy đoán người bị đánh chết nhất định không ít. Mã Cư Huyền, Trần Cường Bang, Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân, chúng ta cùng nhau liên thủ phá trận. Trong khe núi vang lên tiếng hét lớn. Cùng nhau phá trận, ta muốn đem Phi Linh Môn san thành bình địa. Đông Vô Mệnh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từng thanh âm hét lớn vang lên. Vài luồng năng lượng bàng bạc nhất thời tụ tập lại trong khe sâu, cả khe sâu cấp tốc run rẩy lên. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, bên trong hắc mang độc khí, vài đạo quang mang chói mắt nháy mắt ngưng tụ, năng lượng tràn đầy làm cả không gian như bị đè nén, vài người đồng thời ra tay, khí thế thế nào có thể biết. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cùng Đông Vô Mệnh cực kỳ ngưng trọng. Phá trận cho ta! Phá! Trong khe sâu, từng tiếng quát vang lên, vài đạo năng lượng ngập trời bắn ra. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp vặn vẹo không gian, tiếng gào thét khởi động, cả không gian run rẩy,
năng lượng khủng bố khuếch tán làm người ta cảm giác kinh hồn táng đảm. Lục Lâm Thiên cùng Đông Vô Mệnh cấp tốc đánh ra thủ ấn, linh lực bắn ra ngoài, lục mang cùng độc khí bám chặt trên bầu trời khe sâu, chân khí khó ngửi phóng lên cao, năng lượng ba động kịch liệt cuộn sóng cũng làm lòng người sợ hãi không thôi. Trong khe sâu, vài đạo cự lực bàng bạc phóng lên cao, hung hăng đánh lên tầng độc khí bên trên, nhất thời độc khí hỗn loạn cùng lục mang giống như sóng lớn gào thét tản ra, cả không gian biến dạng, bắt đầu bành trướng. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang vọng chân trời, vài luồng năng lượng đụng chạm trên không trung, hung hăng va đập vào nhau, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời cuồng quét, cả khe sâu chao đảo như động đất. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ bạo liên tục truyền ra, không gian hoàn toàn nổ tung, năng lượng cuồng bạo tràn ngập khắp nơi, trên khe sâu đá tảng nứt vụn, hoàn toàn như sơn băng địa liệt. Ba mặt khe sâu núi vòng quanh, lúc này kình khí nổ lớn như dẫn bom, hóa thành bão táp thổi quét, xen lẫn theo ngọn lửa, hơi nước, long quyển phong bạo kích tán, chỉ một thoáng sau cả bốn phía khe núi đã bị san thành bình địa. Chạy mau! Đệ tử Phi Linh Môn đứng trên sơn cốc cấp tốc bỏ chạy, sơn cốc sụp đổ, dưới kình khí cuồng bạo thực lực đẳng cấp thấp căn bản không thể đối kháng. Cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, không ít đệ tử Phi Linh Môn đẳng cấp khá thấp không kịp chạy thoát, bị đá lớn nện chúng chôn vùi trong tầng đất đá vụn. Chỉ đảo mắt đã có hơn trăm người uổng mạng. Đi! Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân trầm xuống, kết xuất thủ ấn, chân khí tràn ra nháy mắt hóa thành hoàng sắc quang cháo bao phủ, lúc này mới ngăn cản kình khí bàng bạc va đập, các đệ tử bình thường của Phi Linh Môn hiểm hiểm thối lui. Khắp bốn phía núi non, toàn bộ người vây xem trợn mắt há hốc mồm, cả khe sâu bị san thành bình địa, loại thực lực khủng bố này đủ làm người sợ hãi. Đặng đặng! Khi toàn bộ kình khí tiêu tán, Lục Lâm Thiên bị cự lực va chạm nhất thời thân hình bật lui, một mảnh hắc vụ lập tức xuất hiện trước người hắn, Đông Vô Mệnh đã kịp thời bố trí hộ thân cương khí cản trở tuyệt đại bộ phận kình khí tàn sát bừa bãi. Trong cổ họng Lục Lâm Thiên muốn trào ra máu tươi, ngay lập tức hắn liền mạnh mẽ nuốt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy bên trong khe núi đã biến thành một mảnh hoang tàn, giữa không trung có năm thân ảnh lăng không đứng thẳng, chân khí ba động, sau lưng họ còn có một nhóm cao thủ. Ngoài ra còn hơn một vạn người của bốn sơn môn. Lúc này toàn bộ cao thủ Phi Linh Môn nhìn chằm chằm về phía trước, thần sắc ngưng trọng. Tưởng Lượng Nguyệt, lão bất tử kia cũng tới. Hợp Hoan Tông Mã Cư Huyền lão dâm trùng cũng tới. Lộc Sơn lão nhân nhìn vài thân ảnh phía trước, nhất thời vẻ mặt thêm nghiêm túc, những người này chính hắn cũng không dám trêu chọc. Còn có Côn Sơn Môn Phương Ngọc Quý, Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân. Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ cũng khó xem, thần sắc không ngừng biến đổi. Hắc Sát giáo Hoàng Kính Lương, Tiền Trường Vận, Địa Cương môn Trần Cường Bang, đám người kia đều tới đây. Ánh mắt Hoa Mãn Lâu lo lắng. Hắc Sát giáo, Địa Cương môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn môn, thật đúng là xem trọng Phi Linh môn a. Đôi mắt Hoa Mãn Ngọc lạnh lùng, trong lòng thở ra một hơi. Thật nhiều cường giả. Một nhóm hộ pháp trưởng lão Phi Linh môn có chút kinh hãi nói. Thực lực của hộ pháp trưởng lão cũng không thể nhìn thấu được thực lực của người Hắc Sát giáo, càng không biết tên những cường giả kia, nhưng nhìn theo chân khí cũng phỏng chừng được thực lực của đối phương. Kích động cái gì, cùng lắm thì liều mạng. Hoa Mãn Ngọc trầm xuống, quay đầu nhìn qua nhóm trưởng lão hộ pháp nói. Đúng vậy, chẳng qua là liều mạng thôi, chúng ta thể sống chết bảo vệ Phi Linh Môn. Sắc mặt các trưởng lão hộ pháp trầm xuống, đồng thời hô to. Đã tới giờ này mọi người đều biết ngoại trừ liều mạng cũng không còn con đường nào khác. Cường giả nhiều lắm, chỉ sợ khó thể đối kháng a. Đông Vô Mệnh truyền âm cho Lục Lâm Thiên. Người thứ nhất chính là Hắc Sát giáo Tưởng Lượng Nguyệt, Địa Cương môn Phương Ngọc Quý, Hợp Hoan Tông Mã Cư Huyền, Côn Sơn môn Trang Đại Quân cùng Trang Nhị Quân, năm người này đều là vũ xuất cửu trọng. Lục Lâm Thiên nhìn năm người phía trước, năm người đều là vũ xuất cửu trọng, thực lực này đích thực cực kỳ cường hãn. Với thực lực trước mắt của Phi Linh Môn mà xem, có thể đối kháng cũng chỉ có Lão Độc Vật, Bạch Linh, Lộc Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hỏa Lão Quỷ mà thôi. Mà thực lực của Lộc Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hỏa Lão Quỷ dù liên thủ cũng chưa chắc đối kháng được một vũ xuất cửu trọng, sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nếu chỉ có một mình hắn đánh không lại có thể bỏ chạy, nhưng hắn có Phi Linh Môn, đánh không lại cũng không chạy được. Những người khác không đáng để lo, chỉ là năm vũ xuất cửu trọng là phiền toái lớn. Lục Lâm Thiên trầm trọng nói, cho dù Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Lộc Sơn Lão Nhân liên thủ đối phó một người,
còn lại hai người lại không ai đối kháng, cao thủ phi linh môn còn chưa tới đẳng cấp này. Nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng. Đông Vô Mệnh nói, ta dựa vào độc công có thể kéo hai người một lát, nhưng muốn đối phó thật không khả năng, chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng e rằng không được bao lâu, làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Ha ha, không biết ta có tới chậm hay không, chuyện náo nhiệt như thế tính thêm ta thế nào. Ở phía sau, một thân ảnh nháy mắt bay tới, chỉ vài lần lắc mình đã đi ra giữa không trung. Người kia dáng người hơi mập, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, chân khí mênh mông, không kém gì năm người bên Hắc Sát giáo, khi Lục Lâm Thiên vừa nhìn thấy hắn ánh mắt chợt co rụt lại, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Lôi! Lục trưởng môn, tạm thời đừng bộc lộ ra thân phận của ta, ta có thể ngăn cản một người, mà cường giả trong tông phỏng chừng sắp tới rồi, chuyện kế tiếp phải xem chính ngươi. Một thanh âm truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhất thời thở ra một hơi, lúc này có Lôi trưởng lão của Vân Dương Tông chạy tới, nếu lão độc vật có thể kéo hai vũ xuất cửu trọng, hiện tại phi linh môn cũng có sức liều mạng, chỉ cần mấy cường giả vũ xuất cửu trọng bị dây dưa, những người khác sẽ dễ làm. Vũ xuất cửu trọng. Đông Vô Mệnh cảm nhận được khí tức trên người Lôi trưởng lão, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, không biết Lục Lâm Thiên làm sao kết giao được với cường giả này. Không nghĩ tới thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng gia nhập phi linh môn, điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi trưởng lão nhìn qua Đông Vô Mệnh, ánh mắt co rụt lại. Đông Vô Mệnh nhìn Lôi trưởng lão, cũng không nhận ra, tựa hồ chưa từng gặp qua, vì vậy càng thêm nghi hoặc. Đông Vô Mệnh, không nghĩ tới người gia nhập phi linh môn, dám động tới Hợp Hoan Tông chúng ta, nhưng người khác sợ ngươi, ta không sợ, hôm nay ta phải đem phi linh môn san thành bình địa, chó gà không tha. Bên trong đám người, một thân ảnh áo bào trắng lăng không đứng thẳng, ánh mắt lộ vẻ tà khí. Mã Cư Huyền, lão dâm trùng, người đủ tư cách sao? Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Siêu siêu. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc đều nhảy xuống đứng sau lưng Đông Vô Mệnh cùng Lục Lâm Thiên. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Kiệt Kiệt, nguyên lai các ngươi đều gia nhập phi linh môn. Khó trách chỉ một phi linh môn nho nhỏ dám động tới Côn Sơn môn, hôm nay ta dùng đầu của các ngươi tế điện người đã chết. Hai đại hán 50 tuổi, một người mặc áo dài, một người mặc ngắn tay, dáng người thô lỗ, đặc biệt hai người hoàn toàn giống nhau như đúc, chính là huynh đệ song sinh. Trang đại quân, Trang đại nhị, chỉ sợ thêm các ngươi còn chưa đủ. Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Tiểu tử, chính là ngươi giết trưởng môn địa cương môn chúng ta. Một người lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, người này mặc áo bào cho, quanh thân tán phát sát khí. Là bổn công tử giết thì thế nào? Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn hắn, phong dực triển khai vẫy mạnh, thân hình lăng không mà đứng, một cỗ khí chàng lạnh lẽo quay chung quanh. Nhìn Lục Lâm Thiên đứng giữa không trung, tinh thần toàn bộ đệ tử phi linh môn nhất thời rung lên, đặc biệt đối với một ít đệ tử cũ mà nói trưởng môn chẳng khác gì vị thần. Từ khi trưởng môn tới phi linh môn mới có hôm nay, trưởng môn xuất chiến chưa từng bại trận, hôm nay mặc dù đối phương thanh thế lớn, nhưng đối với họ mà nói chẳng có bao nhiêu lo lắng, bởi vì họ tin tưởng trưởng môn của mình, tin tưởng hắn sẽ không thua. Chỉ là tiểu vũ tướng, mặc dù không biết ngươi làm sao đánh chết mấy cường giả, nhưng chỉ dùng ngoại lực mà thôi, hôm nay phải đầu tiên đánh chết ngươi, sau đó diệt phi linh môn của ngươi, nói cho người của cổ vực biết địa cương môn không thể trêu chọc. Ánh mắt lão giả áo cho trầm xuống, một cỗ sát khí lan tràn tới trên người Lục Lâm Thiên. Địa cương môn sao, ta còn chưa xem vào trong mắt. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, giờ phút này đối diện với vũ xuất cửu trọng, hắn cũng không chút sợ hãi, nói. Diệt phi linh môn của ta, vậy cần trả giá đắt, thi thể trên mặt đất chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, sắc mặt mọi người hoàn toàn trầm xuống. Lúc này trong khe núi có tới 2.000 thi thể cùng xương trắng. Tuy nói thực lực họ thấp, nhưng đều từng trải qua chọn lựa, thực lực của 2.000 người ở trong các sơn môn cũng không xem là hổ thẹn. Còn chưa đi tới phi linh môn đã bị đánh chết 2.000 người, lúc này sắc mặt nhóm cường giả đều cực kỳ nhục nhã, dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, lão giả áo cho âm lệ nhìn qua, thanh âm vang vọng trong không trung. Chúng đệ tử địa cương môn nghe lệnh, hôm nay huyết tẩy phi linh môn. Đệ tử Hợp Hoan Tông nghe lệnh, huyết tẩy phi linh môn, không buông tha một tên nào. Đệ tử Côn Sơn môn nghe lệnh,
huyết tẩy Phi Linh Môn. Đệ tử Hắc Sát giáo nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Môn. Huyết tẩy Phi Linh Môn. Giữa không trung, âm thanh của hơn vạn người hưởng ứng hô to, từng đạo chân khí tràn ra, khí thế tràn tới muốn chấn vỡ không gian. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhìn khí thế trước mắt mí mắt nhảy lên, thực lực những sơn môn kia quả nhiên cực kỳ khủng bố, nếu chỉ luận thực lực công khai của Phi Linh Môn, căn bản không thể đối kháng, chỉ nói khí thế đã không gì có thể so sánh. Lúc này sắc mặt đệ tử Phi Linh Môn cùng dòng binh đoàn đều biến hóa. Một nhóm trưởng lão hộ pháp Phi Linh Môn đã chuẩn bị liều mạng, chỉ nói khí thế đã kém ba phần. Phi Linh Môn còn có chỗ dựa sao? Xa xa trong núi, không ít người hít vào một hơi, Hắc Sát giáo tạo thành thanh thế như vậy, chỉ là một Phi Linh Môn nho nhỏ có thể đối kháng sao? Phi Linh Môn nhỏ bé, hôm nay phải xóa tên các ngươi ra khỏi cổ vực. Giữa không trung, một tiếng quát lạnh truyền tới. So nhiều người sao? Lục Lâm Thiên hiện tia cười lạnh. Hắn thu liễm nụ cười, ánh mắt đảo qua Thiên Sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh trên bầu trời. Hống! Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng như sấm sét, chấn khai không gian, sóng âm thổi quét tràn ra. Không ít người vẻ mặt sửng sốt, tiếp theo đột nhiên có tiếng xé gió từ sau lưng vang lên, đồng thời mặt đất rung động lên. Chung quanh đều là đỉnh núi, tầm mắt đều bị cách trở, nhưng không bao lâu bỗng dưng giữa không trung ngay trên một đỉnh núi nháy mắt có ước chừng 300-400 đầu yêu thú phi hành vỗ cánh dựng lên, từ xa xa nhìn lại như tầng mây áp xuống, không khó nhìn ra trên lưng mỗi yêu thú phi hành đều đứng hơn 10 thân ảnh. Phía trước đám yêu thú phi hành đều có 7-8 thân ảnh lăng không bay tới, không hề nghi ngờ đều có thực lực đẳng cấp vũ xuất. Sau khi yêu thú phi hành xuất hiện, đỉnh núi lập tức lay chuyển, đá vụn rơi xuống. Ngay sau đó từ sau lưng đỉnh núi rậm rạp xông lên hàng trăm hàng ngàn yêu thú, trên lưng yêu thú còn có bóng người. Ngao ngao, hống hống, ô ô, đủ loại thanh âm yêu thú rít gào hí vang, hội tụ chung một chỗ tựa như sấm sét thẳng chấn lòng người. Giờ phút này sắc mặt mọi người đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi, từng ánh mắt đều trở nên ngây dại. Bách thú vỗ cánh, ngàn thú chạy trồm, uy thế còn mạnh hơn vạn mã lao nhanh. Bởi vì những đầu yêu thú kia đều có thân hình khổng lồ cành càng. Ô ô, cảm giác được khí tức dũng mãnh, đàn ngựa của Hắc Sát giáo đều thất kinh, dù là chiến mã cũng không cách nào đánh đồng được với yêu thú. Không bao lâu sau, mấy trăm đầu yêu thú phi hành rậm rạp xoay quanh, hình thành một vòng cung đem cả khe sâu hỗn độn vây thành nửa vòng tròn. Trên lưng mấy trăm yêu thú phi hành tổng cộng có trên vạn người, mỗi người đều mặc thanh y, kình phong thổi lên, thanh y phất phới, tràn ngập sát khí. Đi đầu đều là cường giả linh xuất vũ xuất, mà trên lưng yêu thú phi hành là người có tu vi vũ tướng, đẳng cấp vũ phách cũng lên tới vài trăm. Ngao! Hàng trăm hàng ngàn yêu thú khổng lồ cấp tốc chạy trồm tới, đi đầu là một đầu yêu thú lớn chừng 500 thước, toàn thân phủ kín vảy đỏ, thân hình tựa như cự mãng, nhưng lại có 5 đầu, hình dạng dữ tợn, trong 10 con mắt đều lộ hung quang, đôi cánh xích hồng sắc mở rộng chấn khai tầng tầng không gian ba động. Đầu yêu thú này chính là tòa kỵ của Đông Vô Mệnh là cửu đầu yêu giao, cửu đầu yêu giao vốn đang ở Phi Linh Môn, lần này việc điều động yêu thú của Sơn Mạch Vụ Đô vẫn có yêu thú không phục, vì thế Đông Vô Mệnh để cửu đầu yêu giao tự mình đi xử lý, giờ phút này khí tức của cửu đầu yêu giao đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh, hẳn sắp đột phá lục giai. Bên dưới không trung, lúc này có hai yêu thú khổng lồ xuất hiện, một đầu là cự viên, thân hình không có da lông mà chỉ có một mảnh thịt giáp xanh trắng bao trùm. Nhìn qua như tảng đá, đứng sừng sững như ngọn núi nhỏ, chính là thạch yêu thú viên bị Lục Lâm Thiên thu phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi bên cạnh thạch viên là một đầu cự ngưu một sừng, toàn thân màu xanh, trên đầu có một sừng, ánh mắt hung ác, chính là độc giác yêu ngưu, ba đầu yêu thú hiện thân, ba cỗ chân khí khổng lồ áp xuống, vài đầu yêu thú phi hành của Hắc Sát giáo nhất thời run rẩy lên, toàn bộ bầy ngựa trực tiếp phủ phục. Điều này làm bốn sơn môn lập tức hiện vẻ bối rối. Tham kiến trưởng môn, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, thiết quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, phi đao Âu Dương Lãnh Tật, khí vương Úc Khánh, Khang Tử Vân cung kính hành lễ trên không trung. Tham kiến trưởng môn, tham kiến chủ nhân, trên lưng toàn bộ yêu thú phi hành có hơn vạn đệ tử vũ đường theo sự xuất lĩnh của Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều hành lễ, sóng âm hội tụ, tựa như sấm sét. Chân khí kinh người bắt đầu khởi động khiến cả không gian run rẩy lên. Trời ạ, đây cũng là người của Phi Linh Môn sao?
đây không phải cửu đầu yêu giao cùng thạch viên yêu vương trong sơn mạch vũ đô sao, vì sao cũng đi theo phi linh môn? Tại sao có nhiều yêu thú như vậy? Trong núi non xa xa, mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Bên trong phi linh môn, toàn bộ trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm, kích động run rẩy toàn thân, thanh thế kia cùng nhóm vũ giả đột nhiên xuất hiện, lại còn có yêu thú cùng hơn vạn thanh y nhân, không ngờ đều là người của trưởng môn, là tới giúp đỡ phi linh môn. Mỗi lần trưởng môn đều làm người kinh hãi lẫn vui mừng a. Đệ tử phi linh môn đưa mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra ý cười hưng phấn. Mà vào lúc này, bên phía bốn sơn môn, sắc mặt Tưởng Lượng Nguyệt, Phương Ngọc Quý, Mã Cư Huyền, Trang Đại Thân, Trang Nhị Thân nháy mắt trầm xuống, bọn hắn vốn đã cảm thấy có người ẩn nấp ở phía xa xa, nhưng không nghĩ tới là người của phi linh môn, thật không ngờ phi linh môn còn có đại quân yêu thú. Không ít đệ tử bốn sơn môn đều ngây dại. Cả không gian yên tĩnh không thanh âm, vô số người trợn tròn mắt nhìn yêu thú đại quân đột ngột xuất hiện, còn có trên vạn thanh y nhân. Loại thực lực này nếu có thêm Đông Vô Mệnh bọn hắn, thực lực phi linh môn đã không kém gì thực lực nhị lưu. Trong số những người vây xem xa xa, không ít người thầm hít sâu một hơi, trong đầu cảm thấy mê muội, thực lực của phi linh môn không nghĩ tới đã vượt bước này. Nhìn thấy đoàn người vừa xuất hiện, dòng binh đoàn đều kinh hãi, không ít người không dám tin, tới hiện tại bọn hắn mới biết được nguyên lai phi linh môn lại che giấu sâu như thế. Công tử, tất cả mọi người đã tới. Lục Tiểu Bạch xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, hắn đang đứng trên một đầu yêu thú phi hành tam giai. Lục trưởng môn, những người này đều là người của phi linh môn sao? Ánh mắt Lôi trưởng lão Vân Dương Tông đảo qua nhóm người Âu Dương Lãnh Tật, lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Không sai, đây đều là người của phi linh môn. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Hô! Lôi trưởng lão nhất thời thở sâu, hắn không tra xét được phi linh môn ẩn tàng nhiều thực lực như vậy. Khó trách trong tông luôn có người nhắc nhở, ngàn vạn lần không được xem thường phi linh môn, hắn vẫn luôn không để ý, thậm chí còn không xem trọng mối hôn nhân giữa Vân Dương Tông cùng phi linh môn. Về sau biết kết quả trong đại hội cùng thân phận của Lục Lâm Thiên, hắn mới nhìn Lục Lâm Thiên với cặp mắt khác xưa, nhưng chỉ với bản thân Lục Lâm Thiên mà thôi. Lúc này đối diện phi linh môn, Lôi trưởng lão phải thay đổi cách nhìn, có thể thần không biết quỷ không hay dùng thời gian vài năm đem phi linh môn phát triển như bây giờ. Người bình thường sao có thể làm được, thực lực cường giả cá nhân cùng thực lực của cả một sơn môn mặc dù có quan hệ nhưng không lớn lắm, muốn phát triển sơn môn không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ thì có thể làm được. Hừ, nguyên lai còn che giấu thực lực, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ, hôm nay nhất định phải huyết tẩy phi linh môn. Tưởng Lượng Nguyệt nhìn người của phi linh môn, nhưng trong mắt lại có chút biến hóa. Tuy rằng phi linh môn có yêu thú đại quân gia nhập, nhưng ở số lượng cường giả phi linh môn yếu hơn không ít. Muốn diệt phi linh môn, ta sẽ cho các ngươi nuốt không nổi. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, mắt lộ lãnh ý nói. Vậy thử xem sao. Tưởng Lượng Nguyệt quá to. Các đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy phi linh môn. Suy suy. Lời của hắn vừa dứt, đệ tử bốn sơn môn bộc phát ra chân khí cường hãn, dù sao đều là người nổi bật được lựa chọn trong các sơn môn, mặc dù bị yêu thú đại quân làm kinh sợ. Nhưng lúc này vẫn ngưng tụ ra khí thế, chân khí run lên mang theo sắc bén nháy mắt xông thẳng tới người của phi linh môn. Ngao! Vào thời khắc này, thanh âm tiểu long rít gào xuyên thấu không gian. Cạc cạc! Tê tê! Ngao ngao! Trong nháy mắt vài đạo lưu quang phóng lên cao, chân khí áp xuống, chỉ nháy mắt vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, trên mặt đất một cự mãng hai đầu cuộn tròn, mắt lộ ra hung quang huyết tinh. Một đầu cự hổ toàn thân sáng ngời như ngọc, hai mắt rực sáng lao tới, một đầu tích dịch đỏ như máu cũng xoay quanh trên mặt đất, chiếc đuôi quét ra một mảnh đá lớn, tràn ngập chân khí thô bạo. Giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư khuếch trương thân hình khổng lồ hơn 400 thước, đôi mắt mở lớn liên tục rít gào, khí thế vương giả tràn ngập không gian. Nghịch lân yêu bằng vỗ cánh dựng lên, thân thể lớn hơn 600 thước, không gian ba động bị xuyên phá không ngừng cuồn cuộn sôi trào. Còn có một đầu cự thỏ màu lam lăng không đứng thẳng, chân khí vô cùng cường hãn, không gian tựa như bị vặn vẹo bóp méo không ngừng. Vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, nhất thời làm đệ tử bốn sơn môn đang xung phong đều khựng lại thân hình, uy áp của mấy đầu yêu thú này còn hơn cả yêu thú đại quân không ít, đặc biệt con yêu thú màu đen cùng màu lam giữa không trung, chân khí làm người kinh hãi. Ô ô, giữa không trung,
đầu yêu thú ngũ giai sơ kỳ cùng vài yêu thú tứ giai của bốn sơn môn mang tới nhất thời thất kinh thân hình run rẩy lên, dưới uy áp của mấy đầu yêu thú nghịch lân yêu bằng, chúng nó tự nhiên không thể đối kháng. Là yêu thú lục giai, không ngờ có cả yêu thú lục giai. Không ít người có tri thức không ngờ trong phi linh môn còn có cả yêu thú lục giai. Ánh mắt đám người Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống, yêu thú lục giai xuất hiện đối với bọn hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Giết! Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, vang vọng cả thiên không. Ngao! Một đám yêu thú dẫn đầu xung phong lao tới, cả không gian run rẩy lên, đám yêu thú hội tụ cùng một chỗ làm không ít đệ tử bốn sơn môn đều kinh hồn táng đảm. Giết! Gần vạn đệ tử vũ đường lao thẳng xuống dưới, binh khí vung lên gào thét, bám theo chân khí sắc bén xung phong liều chết. Các đệ tử đều lên cho ta, hung hăng giết cho ta. Hoa Mãn Lâu hét lớn một tiếng, nhất thời đệ tử phi linh môn như tráng thêm can đảm, không còn chút sợ hãi lao thẳng tới trước. Tiếng la hét đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không gian, nháy mắt cả vùng trời sát khí tràn ngập. Trong mắt Tưởng Lượng Nguyệt càng thêm âm trầm. Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Ta giết ngươi trước. Dứt lời hắn kết xuất thủ ấn, thân ảnh lao thẳng nhanh như chớp, không gian vặn vẹo nứt vụn, hai đầu yêu thú phi hành tam giai che trước người trực tiếp hóa thành huyết vũ nổ tung trên không trung. Tưởng Lượng Nguyệt, để cho ta gặp ngươi đi. Thân ảnh lôi trưởng lão chợt lóe, quanh thân tràn ra cỗ chân khí nóng cháy, không gian ba động nhộn nhạo, tiếp theo sau hắn đã ngăn chặn trước người Tưởng Lượng Nguyệt. Giấu đầu lộ đuôi, các hạ là ai? Cảm giác được khí tức trên người lôi trưởng lão, ánh mắt Tương Lượng Nguyệt trầm xuống, hắn suy đoán người này hẳn không vô danh. Ta là người phương nào ngươi cần gì biết, để cho ta xem hắc sát giáo có chỗ nào bất phàm. Lôi trưởng lão nói một câu, chân bước hư không, lập tức bao phủ thẳng tới chỗ Tương Lượng Nguyệt, khu vực không gian của hai người đã hoàn toàn vặn vẹo. Hừ, để cho ta xem ngươi rốt cục là thần thánh phương nào. Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống, năng lượng áp không tràn tới, hai người nhất thời cuốn vào nhau. Đông Vô Mệnh, người khác sợ ngươi, ta không sợ. Mã Cư Phàm ngưng tụ quang cầu hỏa diễm nháy mắt lao thẳng về hướng Đông Vô Mệnh. Người này, giao cho ta đi. Một thanh âm quỷ mị truyền tới, một đạo bạch ảnh không biết từ nơi nào mà tới, nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung. Khi đạo bạch ảnh xuất hiện, không gian ba động chung quanh cấp tốc thối lui. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời đột nhiên lan tràn. Tiếp theo sau ngay trước mắt Mã Cư Huyền xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ, đầu yêu thú tựa như ngọn núi lớn, trắng tinh như tuyết, có 6 chiếc đuôi quỷ dị đang xuyên thấu không gian dựng thẳng lên cao, quanh thân cuồn cuộn quang mang màu trắng. Đây là cửu vĩ yêu hồ, lục giai hậu kỳ đỉnh. Mã Cư Huyền không phải kẻ yếu, giờ phút này nhìn thấy bản thể của Bạch Linh, sắc mặt kinh hãi. Cửu vĩ yêu hồ lục giai hậu kỳ tuyệt đối không dễ chọc. Ngao! Bạch Linh rít gào một tiếng, yêu khí cường hãn tràn ra, một cự vĩ xuyên thấu qua không gian mang theo cỗ lực lượng bàng bạc áp xuống. Cự vĩ xuyên thấu không gian, tựa như tia chớp, cả không trung run rẩy, bám theo uy thế tuyệt đối bao vây Mã Cư Huyền. Tại sao có yêu thú khủng bố như vậy? Sắc mặt Mã Cư Huyền vô cùng khó xem, lúc này công kích của Bạch Linh vừa tới, thân hình hắn chợt động. Một đạo tàn ảnh hiện lên tại chỗ, thế nhưng trách được chiêu công kích của Bạch Linh. Hiu hiu. Thân hình Mã Cư Huyền vừa ổn định, hai cự vĩ của Bạch Linh lại áp tới. Hừ. Mã Cư Huyền không kịp né tránh, quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, chân khí thổ hệ quanh thân ngưng tụ, nháy mắt hóa thành một chảo ấn thật lớn chộp thẳng vào cự vĩ của Bạch Linh. Hắn là vũ xuất cửu trọng thổ hệ cùng hỏa hệ, đối địch với Bạch Linh cũng không nhiều e ngại, lúc này chân khí tràn ra. Uy thế tuyệt đối kinh người, không gian xung quanh gần như bị phá nát. Trong mắt Bạch Linh lóe hàn quang, 6 cự vĩ bay vòng lại bắn ra. Hiu hiu. Một người một thú nhất thời va chạm trên không trung, dư ba kình khí đáng sợ từ không trung bao phủ xuống, núi non cùng đá tảng chung quanh liên tục nổ tung. Tiểu tử, người bảo vệ chính mình, chăm sóc tâm đồng. Đông Vô Mệnh dứt lời, hắc mang run lên, linh lực tràn ra, nháy mắt đánh về phía trước. Trang đại quân, Trang nhị quân, để cho ta xem thực lực hai người mạnh bao nhiêu. Đông Vô Mệnh lao thẳng tới chỗ hai vũ xuất cửu trọng quát to. Đông Vô Mệnh, cũng cho chúng ta nhìn xem độc công của ngươi rốt cục bất phàm tới cỡ nào. Phanh phanh. Trong khoảnh khắc Đông Vô Mệnh đã va chạm cùng Trang gia huynh đệ. Ba người vừa ra tay liền đánh ra công kích đáng sợ,
đôi bên đều biết thực lực của đối phương, tiếng nổ tung vang rền ầm ĩ, dư ba kình khí thổi quét đem đỉnh núi bên dưới trực tiếp đánh bay, không ít yêu thú cùng vũ giả đều bị lan tới. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, ta giải quyết trước hai người các ngươi đi. Phương Ngọc Quý liếc mắt nhìn bầu trời, một giây sau lao thẳng tới chỗ Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ. Hừ, Phương Ngọc Quý, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Thanh Hỏa lão quỷ âm trầm quát, hai người một bước hư không, lập tức lao thẳng tới trước, hỏa hệ cùng thổ hệ ngưng tụ, phút chốc giữa không trung vang lên tiếng va chạm. Giết! Tiếng chém giết đinh tai nhức óc vang vọng, giờ phút này Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Quỷ Ảnh La Sát đều tự lựa chọn đối thủ của mình, trong Hắc Sát giáo cũng không thiếu vũ xuất, linh xuất cường giả đều tham dự bên trong. So sánh tu vi vũ xuất, Phi Linh Môn tựa hồ rơi xuống hạ phong. Hoàng Hán Lương, nếm một trưởng của ta. Thân hình tháp sắt của Hoa Mãn Lâu vừa động, thổ hệ lực bàng bạc khuếch tán, một đạo trưởng ấn lao thẳng tới một vũ xuất ngũ trọng. Hoa Mãn Lâu, không nghĩ tới người gia nhập Phi Linh Môn, hừ. Hoàng Y Đại Hán quát lạnh, khí thế hiển lộ, gạt ra không gian ba động lao thẳng về hướng Hoa Mãn Lâu. Phanh phanh. Hai người giao thủ, chân khí khuếch tán, kinh khí thổi quét, nháy mắt không gian nổ tung. Lục Lâm Thiên nhìn lướt qua toàn trường, toàn bộ cao thủ Phi Linh Môn đều đã tìm được đối thủ, Khang Tử Vân cùng Úc Khánh đều tự tìm linh xuất, tựa hồ là người của Hợp Hoan Tông cùng Hắc Sát Giáo. Mà Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính, Tương Viễn Quan đều giao thủ với tu vi vũ xuất, theo đẳng cấp vũ xuất nhìn lại, tựa hồ trong phe đối phương còn có hai vũ xuất chưa tìm được đối thủ. Xa giữa không trung, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Thái Âm Yêu Thỏ đang giao thủ với hai vũ xuất nhị trọng, lực đạo bàng bạc áp xuống khiến núi non bên dưới liên tục tan vỡ. Huyết Ngọc Yêu Hổ, Cửu Đầu Yêu Giao, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao cùng Hổ Mãng Thú đều đang giao phong kịch liệt với một nhóm vũ tướng. Chết đi! Trong đám người vang lên tiếng quát thanh thúy, lúc này Lục Tâm Đồng như một tiểu ác ma xuyên qua trong đám người, thủ ấn kết xuất, khói độc tràn ngập quanh thân. Không biết là mười mấy đệ tử sơn môn nào đã bị nàng đánh chết. Khẽ nhíu mày, Lục Lâm Thiên cũng không quá lo lắng, lúc này Phi Thiên Ngô Công đang ở cạnh Lục Tâm Đồng, hẳn không xảy ra chuyện gì, xem như cho nha đầu kia tôi luyện một chút cũng tốt. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên cũng không lạc quan, theo thực lực chỉnh thể mà xem, Phi Linh Môn căn bản không bằng bốn sơn môn, may mắn có yêu thú đại quân hỗ trợ, như vậy xem như có thể kháng cự, không những thế có yêu khí áp chế, còn có thể chiếm chút thượng phong. Nhưng trận đại chiến thế này diệt địch 1.000 tự tổn 800 tuyệt đối không phải cách tốt nhất. Trưởng môn Phi Linh Môn phải không, hiện tại hãy xem còn có ai tới cứu ngươi. Hai thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, theo chân khí nhìn lại một là vũ xuất nhất trọng, một là nhị trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thực lực tu vi của hai người này đối với hắn hiện tại mà nói hẳn áp lực không lớn, nhưng có hai người thì đối với hắn lại có vẻ khó khăn. T. Một tiếng rít gào trầm thấp, thân hình tiểu long nháy mắt khuếch trương hơn 500 thước, chẳng khác gì ngọn núi nhỏ, một cỗ chân khí thô bạo ngập trời khuếch tán. Lão đại, giao cho đệ một tên. Trong mắt tiểu long hiện lên hàn quang, cự vĩ hung hăng quất thẳng vào vũ xuất nhất trọng. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không còn gánh nặng, chỉ nói lực phòng ngự vũ xuất nhất trọng kia cũng không gây thương tổn được tiểu long. Đây là yêu thú gì? Tên vũ xuất thần sắc kinh ngạc. Nháy mắt tránh né, thân ảnh cấp tốc thối lui. Ta đánh chết tiểu tử này trước, báo thù cho trưởng môn. Ánh mắt vũ xuất nhị trọng còn lại lướt qua tiểu long, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sát ý, thủy hệ năng lượng lưu chuyển, mạnh mẽ hư không một bước đánh thẳng tới trước, chân khí cường hãn thổi quét khiến chung quanh không ngừng nổi lên không gian ba văn. Vũ xuất nhị trọng, Lục Lâm Thiên nhíu mày, khí xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh cấp tốc thối lui. Chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Tốc độ cũng không chậm. Vũ xuất nhị trọng nhìn thấy thân hình Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ, hơi có chút sửng sốt, thủ ấn kết xuất, chân khí quanh thân khuếch tán, thân ảnh tiếp tục lao tới, đồng thời trên bàn tay hiện ra chảo ấn như muốn xé rách không gian. Tốc chiến tốc thắng đi. Vừa rồi hắn cũng không phải muốn chạy trốn, mà chỉ muốn rời xa chiến trường, giờ khắc này hắn đã sớm hiểu biết thực lực của mình. Ban đầu ở Sơn Mạch Vụ Hải mình còn có thể đánh chết vũ xuất nhất trọng, huống chi bây giờ đã có tu vi vũ tướng cửu trọng, hoàn toàn có thể chính diện đối chiến với vũ xuất nhị trọng kia. Nhìn thấy chảo ấn của người kia vỗ xuống, phong dực sau lưng hắn chấn động, thủ ấn vô thanh vô tức ngưng tụ.
Suy, chảo ấn nháy mắt đã tới, mang theo một mảnh hơi nước nồng đậm, chung quanh giống như nổi lên mưa phùn, kinh khí cường hãn khuếch tán, sóng gợn chung quanh lắc lư kịch liệt. Hàn băng ấn, chỉ nháy mắt tiếng quát trầm thấp vang vọng không gian, thủ ấn lớn hơn trăm thước đột nhiên hiện lên, nhiệt độ không gian cấp tốc giảm xuống, hàn băng khí khuếch tán, không gian ba văn bị đông lại, hàn khí bao phủ khắp thiên không. Hiu, tốc độ cực nhanh, hàn băng ấn không chút dừng lại va chạm thẳng vào chảo ấn của người kia. Những nơi trưởng ấn đi qua, cả không gian giống như bị đóng băng, chảo ấn quỷ dị hóa thành băng chảo lóe lên hàn quang kỳ quái. Hai đạo năng lượng cực lớn nháy mắt va chạm vào nhau, cả không gian đều run lên. Phanh phanh, hàn băng khí thấu xương khuếch tán, năng lượng khủng bố ầm ầm nứt toác trong không gian. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng trong không gian. Một cỗ kình khí cuồng bạo ầm ầm khuếch tán, chảo ấn nháy mắt nứt toác hóa thành vụn băng, ngay lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Đồng thời một cỗ hàn băng khí tựa như cuộn sóng bay thẳng tới trước mắt Vũ Xuất Nhị Trọng kia. Suy, người kia đẩy mạnh một đạo lam mang, hung hăng va chạm vào hàn băng khí, hai cỗ chân khí đụng chạm tựa như hoa lửa lóe sáng liền diệt, sau đó hàn băng khí mới tiêu tán giữa không trung. Vũ kỹ huyền cấp, Vũ Xuất Nhị Trọng kinh hãi. Cảm giác Lục Lâm Thiên thi triển ra vũ khí uy thế thật sự không kém. Sao lại mạnh như vậy? Nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ, đối phương rõ ràng chỉ có chân khí vũ tướng cửu trọng, nhưng lực công kích vừa rồi cường hãn như thế, bản thân mình đã khinh thường, không nghĩ tới phải dùng hai lần công kích mới triệt tiêu được lực đạo của đối phương. Lại là song hệ vũ giả, người này có chút quỷ dị. Trong lòng Vũ Xuất Nhị Trọng nhất thời thầm lưu ý, không dám tiếp tục khinh thường, sắc mặt trầm xuống, thủ ấn nháy mắt ngưng tụ, chân khí sắc bén tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành trưởng ấn trong lòng bàn tay, xung quanh trưởng ấn không gian như muốn nổ tung, mơ hồ tạo ra khe không gian chợt ẩn chợt hiện. Chỉ là vũ khí hoàng cấp cao giai mà thôi. Lục Lâm Thiên nhủ thầm, người kia thi triển vũ khí rõ ràng bất phàm, cơ hồ đã tới gần vũ khí huyền cấp sơ giai, chung quy vẫn chưa phải, nhưng dùng thực lực Vũ Xuất Nhị Trọng thúc dục, khí thế còn không yếu hơn vũ khí huyền cấp sơ giai của mình. Cần tốc chiến tốc thắng. Đánh giá chiến trường xa xa, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, mình phải nhanh chóng giải quyết người này mới được. Tâm niệm vừa động, ngay lúc đối phương đang ngưng kết thủ ấn, Lục Lâm Thiên cũng lập tức đánh ra thủ ấn. Giờ phút này trong cơ thể hắn, một cỗ chân khí hỏa hệ bàng bạc cấp tốc lưu động, làm kinh mạch của hắn cũng có cảm giác bị nóng cháy. Vũ Xuất Nhị Trọng cảm giác được chân khí quanh thân nóng rực, trong lòng trầm xuống, thủ ấn biến hóa, trường ấn quanh quẩn lam sắc quang mang, màu sắc càng thêm thâm thúy, không gian chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh ướt át, mưa phùn mênh mông không ngừng bay xuống. Thủ ấn quỷ dị ngưng kết, một cỗ chân khí hỏa hệ xuất hiện, một tầng xích hồng sắc hỏa diễm lập tức tràn ngập. Trong thiên địa, năng lượng hỏa hệ nhanh chóng hội tụ, khiến không gian biến thành xích hồng sắc. Hoàn toàn trái ngược với năng lượng thủy hệ của Vũ Xuất Nhị Trọng kia. Đi! Giờ phút này Vũ Xuất Nhị Trọng đã ngưng tụ thành đạo trưởng ấn, khẽ quát một tiếng, thân thể bay tới, đồng thời chân khí màu lam nhanh chóng lan tràn trên trưởng ấn. Trưởng ấn nháy mắt hóa thành khổng lồ lớn hơn ngàn thước, thân ảnh của người kia đều bao phủ trong trưởng ấn, không gian vặn vẹo khắp bốn phía tầng tầng khuếch tán. Ở xa xa không ít người vây xem đều nhìn về bên này, thấp giọng kêu khẽ. Lực công kích của Vũ Xuất Nhị Trọng kia thật sự rất mạnh. Trường ấn đẩy ra, kinh khí gào thét, đá vụn cho bụi trong sơn mạch cũng mãnh liệt khởi động, cuối cùng thổi quét bốn phương tám hướng, lực khủng bố hung hăng trấn áp về hướng Lục Lâm Thiên. Tới đi! Lục Lâm Thiên quát, quyền ấn chờ động, ngọn lửa quanh quẩn trên quyền ấn bộc phát ra quang mang chói mắt, mang theo khí tức nóng rực. Liệt Viêm Quyền, đi! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm bắn vọt ra như tia chớp. Ban đầu quyền ấn chỉ cỡ nắm tay, nháy mắt đón gió mà chướng, cơ hồ chỉ tích tắc đã hóa thành hơn ngàn thước, năng lượng cuồng bạo đỏ đậm đáng sợ tựa như thiêu đốt không gian, toàn bộ hơi nước đều bị trực tiếp bốc hơi. Không ít Vũ Xuất đang kích chiến đều cảm nhận được cỗ khí tức này, không khỏi đưa mắt nhìn qua, nhất thời trong mắt kinh ngạc, uy lực vũ khí quyền ấn thật sự làm họ cảm thấy e ngại. Quyền ấn mang theo ngọn lửa bay qua phía chân trời, cuối cùng như vẫn thạch ầm ầm va chạm vào trường ấn màu lam đang đi tới. Hai đạo năng lượng thuộc tính bất đồng nháy mắt va chạm trên không trung, cả không trung như dừng lại, ngay lập tức không gian rung chuyển, một cỗ quang mang chói mắt lóe sáng.
ngay sau đó là thanh âm nổ vang như sấm sét, dựng lên ầm ĩ cuối chân trời. Phanh! Quyền ấn trưởng ấn nổ tung, một cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét khắp chung quanh, bao phủ phạm vi ít nhất là 2.000 thước. Kinh khí tàn sát bừa bãi, giữa không trung giống như sơn băng địa liệt, một đỉnh núi bị thổi quét bên trong, trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ tung, không ít người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Giờ phút này một thân ảnh bao phủ trong bộ khải giáp lân phiến màu vàng cùng với quang mang màu vàng quanh quẩn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Mà người còn lại chính là Vũ Xuất Nhị Trọng, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hãi, hơn phân nửa trường bào bị thiêu hủy, toàn thân mặt xám mày cho, trên người còn bao phủ vết máu, chân khí đã hao hụt hơn không ít. Rơi xuống hạ phong. Một màn này làm không ít người trợn mắt há hốc mồm, một kích vừa rồi Vũ Xuất Nhị Trọng rơi xuống hạ phong. Thật sự làm người ta quá khó tin, một vũ tướng cửu trọng không ngờ có thể ngăn chặn Vũ Xuất Nhị Trọng. Vũ kỹ phòng ngự, tam hệ vũ giả, vũ kỹ huyền cấp trung giai sao? Thần sắc Vũ Xuất Nhị Trọng kinh hãi, hắn thật không ngờ mình rơi vào nông nỗi này, đối phương vừa thi triển vũ kỹ hỏa hệ tựa hồ còn mạnh mẽ hơn vũ kỹ huyền cấp sơ giai, hơn nữa lại thêm hỏa thuộc tính, rõ ràng là tam hệ vũ giả. Lại có thể thúc giục vũ kỹ huyền cấp trung giai. Vũ Xuất Nhị Trọng chật vật nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập oán hận cùng sát ý, tiếp theo chợt cắn răng bắt đầu xuất ra thủ ấn. Ngươi không còn cơ hội đâu, đi chết đi. Lục Lâm Thiên âm lệ quát một tiếng, vừa trì hoãn thời gian thủ ấn đã đẩy ra, một cỗ phong hệ năng lượng hội tụ tới, trên không đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày, một cỗ lực lượng vô hình cực đoan khuếch tán, làm cho người ta cảm thấy hết hồn. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Đạo thủ ấn cuối cùng kết xuất, tầng mây nổi lên gợn sóng kỳ dị, vô số thủ ấn khuếch tán, không gian chung quanh nổ tung thành từng mảnh. Tụ bào vung lên, một cỗ chân khí bắn ra, không gian run rẩy, vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn xuống, ngay lập tức hội tụ cùng nhau. Ngay tích tắc thủ ấn hội tụ, một cỗ năng lượng cường hãn tuyệt đối bắt đầu lan tràn, trường ấn khổng lồ trống rỗng xuất hiện, tầng mây thật dày nháy mắt bị trường ấn cắn nuốt. Tiếp theo sau trường ấn thổi quét, hung hăng áp về hướng Vũ Xuất Nhị Trọng, không gian vặn vẹo liên tục, đè nén thiên không gần như bị phá nát. Cẩn thận! Xa xa giữa không trung, Phương Ngọc Quý quát lớn, Vũ Xuất Nhị Trọng kia chính là đệ tử Địa Cương Môn. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất ra Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Phương Ngọc Quý sầm mặt, thân ảnh cấp tốc lao tới. Phương Ngọc Quý, lưu lại cho ta! Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ luôn lưu ý toàn trường, nhìn thấy thực lực của trưởng môn. Trong lòng hít sâu một hơi lạnh, nhưng lại thấy Phương Ngọc Quý muốn nhúng tay vào, hai người dùng toàn lực cuốn lấy Phương Ngọc Quý, lực công kích khủng bố vặn vẹo thiên không, dù Phương Ngọc Quý là vũ xuất cửu trọng nhất thời còn chưa thể thoát thân, tuyệt đối là không dễ dàng. Lại là vũ kỹ huyền cấp trung giai. Vũ Xuất Nhị Trọng nhìn thấy trường ấn vỡ áp xuống, trong lòng phát lạnh, lực công kích của chiêu thức kia tựa hồ còn cường hãn hơn quyền ấn vừa rồi mấy phần. Đi! Trường ấn áp xuống. Vũ Xuất Nhị Trọng chỉ có thể hoảng sợ nghênh địch. Tiếp theo sau, hai đạo năng lượng cực lớn va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Phanh phanh, tiếng nổ vang như sấm sét, vang vọng phía chân trời, kinh khí năng lượng phong hệ cuồng bạo thổi quét thiên địa, mặt đất như nổ tung ra, khe nứt lan tràn cực nhanh như sơn băng địa liệt, không gian ba văn trực tiếp phá nát tựa như có cơn bão vừa thổi qua hỗn loạn. Năng lượng phong hệ bao trùm trời đất, thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Kinh khí khủng bố thổi quét, ngay tiếp theo chiến trường xa xa đều bị lan tới, người của hai bên đều bị liên lụy đánh trúng. Người bị đánh trúng nếu thực lực thấp sẽ chết ngay tại chỗ, mà thực lực mạnh hơn một chút đều bị thương, ai cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là vũ khí huyền cấp trung giai, không nghĩ tới trưởng môn Phi Linh Môn lại có hai bộ vũ khí huyền cấp trung giai, uy lực này quá kinh khủng. Đẳng cấp vũ tướng đã có thể tu luyện thành vũ khí huyền cấp trung giai, vậy mới đáng sợ a. Không ít người vây xem có ánh mắt bất phàm thần sắc kinh ngạc thấp giọng nghị luận xa xa. Không bao lâu, khi kình khí tiêu tán, hai thân ảnh hiển lộ trên không trung, Lục Lâm Thiên vẫn mặc thanh linh khải giáp, sắc mặt tái nhợt, huyết khí sôi trào, nhưng dựa vào thanh linh khải giáp cùng thể chất cường hãn cũng không trở ngại, nhưng thân thể vẫn khó chịu, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tươi. Phốc! Nhưng Vũ Xuất Nhị Trọng lại phun ra ngụm máu, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nguyên bản chân khí hùng hồn biến thành uể oải, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, muốn nói gì đó.
Phốc. Nhưng lời của hắn còn chưa nói ra, lại phun thêm một ngụm máu, máu tươi rơi xuống mang theo nội tạng bị phá nát, thân hình nặng nề nện thẳng xuống đất. Ngao! Huyết Ngọc Yêu Hổ vừa lúc lướt qua, há mồm to như chậu máu trực tiếp nuốt thi thể hắn vào bụng, lại cùng một vũ tướng bát trọng tiếp tục giao đấu. Phi Linh Môn chết tiệt, Lộc Sơn, Thanh Hỏa, ta sẽ không bỏ qua cho hai ngươi. Trơ mắt nhìn thấy một đệ tử bị đánh chết, hai mắt Phương Ngọc Quý đỏ đậm, nhất thời điên cuồng công kích. Phanh phanh phanh, thân ảnh Phương Ngọc Quý lóe ra như quỷ mị, mỗi lần công kích đều bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên, từng luồng năng lượng phong bạo không ngừng khuếch tán, tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy khiến người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ đều bị công kích mãnh liệt của Phương Ngọc Quý làm rơi xuống hạ phong, dù hai người liên thủ nhưng vẫn không thể vượt cấp khiêu chiến như Lục Lâm Thiên, vì vậy chỉ một lát sau đã không chịu nổi. Đông Vô Mệnh, ta xem ngươi làm sao chống đỡ, ngươi còn có thể đối kháng bao lâu? Ở một nơi khác, lúc này quanh thân Đông Vô Mệnh bao trùm hắc phụ, bị hai vũ xuất cửu trọng liên thủ luôn gặp hạ phong, hai người này phối hợp vô cùng ăn ý. Điều này càng làm hắn khó chịu nổi, nếu không dựa vào độc công còn có linh hồn công kích, chỉ sợ đã sớm bại trận. Kiệt kiệt, đừng quản ta chống được bao lâu, chỉ nói hiện giờ các ngươi chưa làm khó dễ được ta. Đông Vô Mệnh ngoài miệng không buông tha người, âm lệ quát từng quầng hắc phụ tràn ra liều mạng ngăn cản hai người công kích. Ở xa xa, Lôi trưởng lão cùng Tưởng Lượng Nguyệt đang chiến đấu kịch liệt, lực lượng cuồng bạo tán loạn, không gian thỉnh thoảng run rẩy lên, uy thế cực kỳ kinh người. Giờ phút này trong nhóm cường giả đang giao phong, Bạch Linh cùng Mã Cư Huyền tạm thời khó phân thắng bại, nếu đối phó vũ xuất cửu trọng bình thường, Bạch Linh tự nhiên dễ dàng áp chế, nhưng Mã Cư Huyền cũng là song hệ vũ xuất cửu trọng, thực lực cao hơn cửu trọng đơn hệ không ít, điều này làm Bạch Linh tạm thời chưa chiếm được thượng phong. Hiện tại phạm vi 10 dặm trong khe sâu nơi nơi đều là thanh âm chém giết ầm ĩ, đệ tử bốn sơn môn chậm rãi tụ tập cùng nhau. Mà đệ tử Phi Linh Môn cùng đệ tử Vũ Đường nhờ có yêu thú phụ trợ chậm rãi vây quanh, trận chiến vẫn tiếp tục, trên mặt đất máu chảy thành sông. Giờ này khắc này ngoài ngàn dặm, Phi Linh Môn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn vài đệ tử trấn thủ, mà ở sau núi, trong mơ hồ tràn ngập cỗ năng lượng ba động làm người sợ hãi. Hô hô! Năng lượng ba động đáng sợ, chẳng biết từ lúc nào đã có thiên địa năng lượng bao trùm trời đất tràn ra, chấn khai không gian ba văn. Chân khí cường hãn mà khủng bố bao phủ cả vùng trời, hội tụ vào trong một mật thất sau núi, nơi đó lúc này tựa như động không đáy, đang liên tục cắn nuốt thiên địa năng lượng không ngừng. Phanh phanh! Trên chiến trường, một thanh âm nổ bạo vang lên, một thân hình xinh đẹp bị đánh bay, thân hình uyển chuyển rơi xuống đất phun ra ngụm máu tươi. Chết đi! Một thân ảnh hạ xuống, một đạo kiếm quang xé mở không gian bắn tới, thực lực người kia đã tới vũ xuất nhị trọng. Thân ảnh xinh đẹp cả kinh, mặt hoa thất sắc, nàng chính là quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, bị một vũ xuất nhị trọng cuốn lấy nàng căn bản không thể làm gì thì bản thân đã bị trọng thương. Cẩn thận một chút, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào tai nàng, nhất thời Diệp Phi cảm giác mình bị người ôm lấy, thân hình dựa vào ngực người đó. Đại địa cương thuẫn, Lục Lâm Thiên như quỷ mị, vừa ôm lấy Diệp Phi lập tức đánh ra đại địa cương thuẫn, thổ hoàng sắc hộ thuẫn đột nhiên thổi quét. Kiếm quang nháy mắt bị ngăn cản. Hưu, đại địa cương thuẫn bị bổ thành hai nửa, năng lượng tiêu tán trong không trung, mà Lục Lâm Thiên đã mang theo Diệp Phi bay ra ngoài ngàn thước. Trưởng môn, tới lúc này Diệp Phi mới biết người cứu mình chính là trưởng môn. Ăn đan dược trước đi. Lục Lâm Thiên lấy ra một viên đan dược chữa thương lục phẩm sơ giai đưa cho Diệp Phi, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng của hắn. Sắc mặt trắng bệch của Diệp Phi hiện lên tia khác thường, vội vàng nuốt đan dược. Giờ phút này vũ xuất nhị trọng kia đã bổ ra đại địa cương thuẫn lao tới, đột nhiên nhìn thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt cả kinh, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy được Lục Lâm Thiên đánh chết một vũ xuất nhị trọng, vì vậy hắn thật không dám đối kháng. Siêu! Vũ xuất nhị trọng kia trực tiếp bỏ chạy, thân ảnh thật nhanh, một vũ xuất nhị trọng nhìn thấy vũ tướng cửu trọng lại bỏ trốn, loại chuyện này thật sự hiếm thấy. Muốn chạy trốn, người còn chưa đủ nhanh. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, phù quang lượt ảnh thi triển vô cùng thành thạo, phối hợp phong hệ tốc độ đã lên tới khủng bố, mà vũ xuất nhị trọng mặc dù nắm giữ một ít không gian lực, nhưng vẫn chưa nhanh bằng Lục Lâm Thiên, nhất thời bị Lục Lâm Thiên đuổi theo như hình với bóng. Kháo, nhìn xem, hình như là vũ xuất nhị trọng đồng thiên cân của Hợp Hoan Tông,
không ngờ lại bị trưởng môn Phi Linh Môn đuổi giết, Đồng Thiên Cân thật quá vô dụng chứ. Ngươi biết cái gì, vừa rồi vị trưởng môn kia đã đánh chết một vũ xuất nhị trọng, Đồng Thiên Cân tất nhiên phải chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Xa xa, nhìn thấy một màn này không ít người đều kinh hãi kêu lên. Siêu! Gió xoáy dưới chân Lục Lâm Thiên bốc lên, uyển như quỷ mị lướt qua chân trời. Đáng chết! Vũ xuất nhị trọng cảm giác bị một vũ tướng đuổi giết, vô cùng uất ức, nhưng vết xe đổ vừa rồi làm cho hắn thật không dám đối kháng, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Muốn chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Lục Lâm Thiên trầm xuống, muốn đuổi kịp một vũ xuất nhị trọng thật không dễ dàng, vì vậy hắn lập tức kết ấn, chân khí bàng bạc chạy trồm, lục quang đại thịnh, khí tức hắn đột ngột tăng lên. Ngay tiếp theo hắn nhấc tay phải, một đạo trưởng ấn thành hình, lục quang sáng ngời, trưởng ấn trong suốt như thúy ngọc hiện lên bàn tay hắn. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, trưởng ấn vừa ra, không gian ba văn chung quanh nổi lên gợn sóng, tràn ngập chân khí uy áp, trưởng ấn bay ra đón gió mà chướng, bay thẳng về phía trước. Cảm giác được chân khí cường hãn phía sau, sắc mặt vũ xuất nhị trọng đại biến, thân ảnh bao trùm hộ thân cương khí, không dám chậm trễ cấp tốc bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp phạm vi trưởng ấn lan tới, bởi vì trưởng ấn phá rách không gian, trực tiếp nổ bạo giữa không trung, thanh âm như sấm sét vang vọng chân trời. Phanh! Tiếng nổ kinh thiên, một cỗ năng lượng kinh khủng cực hạn đồng thời nổ tung chẳng khác gì quả bom. Vô số kình phong tán loạn, mỗi đạo kình phong liên miên trùng điệp, tiếp theo giống như thiên la địa vũng bao phủ phạm vi không gian 1.500 thước, khiến vũ xuất nhị trọng trực tiếp bị che chắn bên trong. Khí tức thật quỷ dị. Bị quang mang bao phủ, trong lòng người kia cả kinh. Quang mang áp xuống, bình tĩnh bao trùm không gian, trong khoảnh khắc này phạm vi 1.500 thước giống như bị bóp méo, một cỗ chân khí cuộn sóng vô hình nháy mắt khuếch tán. Chân khí khuếch tán, trong vô thanh vô tức mặt đất nứt nẻ, đá lớn phá nát, cả mảnh núi mon nhất thời bị san thành bình địa, vô số khe hở lan tràn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Mà giữa không trung, vũ xuất nhị trọng tựa hồ không bị lan tới, cũng không có thương thế, sắc mặt thoáng tái nhợt, chỉ có hắn biết quang mang quỷ dị kia đã tiêu hao không ít chân khí của hắn, hộ thân cương khí thậm chí không ngăn cản được lực lượng quỷ dị kia. Vũ giả ngũ hệ, trưởng môn Phi Linh Môn là vũ giả ngũ hệ. Giữa không trung xa xa, có không ít người vẫn nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, giờ phút này nhìn thấy hắn thi triển vũ kỹ, trợn mắt há hốc mồm. Trưởng môn Phi Linh Môn là vũ giả ngũ hệ, hắn đã thi triển ra 5 loại vũ kỹ thuộc tính khác nhau, thật sự có vũ giả ngũ hệ tồn tại, nhanh chóng thông chi trong tông. Mau thông chi trong bổn môn, trưởng môn Phi Linh Môn là vũ giả toàn hệ, thực lực có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Xa xa, mọi người kinh hãi, một trận tin tức lập tức truyền ra ngoài. Trưởng môn thật sự là vũ giả toàn hệ A. Lúc này đã rời xa chiến trường, sắc mặt Diệp Phi tuyệt đối kinh ngạc. Suy, Lục Lâm Thiên cũng không dừng lại, thân hình như điện lao thẳng tới vũ xuất nhị trọng. Đáng chết, thật sự nghĩ ta sợ ngươi hay sao? Người kia vô cùng uất ức, nói thế nào hắn cũng có chút ngạo khí, cảm giác mình không thể chạy thoát, nhất thời ánh mắt trầm xuống. Kiếm quang tăng vọt. Hiu hiu. Trường kiếm bắn ra vô số kiếm ảnh, chỉ vài lần hô hấp đã phủ kín trước người hắn, cực kỳ cuồng bạo, thổ hệ năng lượng lập tức hội tụ tràn tới. Đây hình như là vũ kỹ huyền cấp sơ giai địa kiếm quyết của Hợp Hoan Tông, Đồng Thiên Cân muốn liều mạng. Không biết vị trưởng môn kia có chống lại hay không, dù sao Đồng Thiên Cân cũng là vũ xuất nhị trọng, mà vị trưởng môn kia đã tiêu hao không nhỏ đi. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai sao? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm, biết người kia muốn liều mạng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bản thân hắn đã tiêu hao kinh người, liên tục thi triển vũ kỹ thật sự làm hắn tiêu hao rất lớn, nếu không phải khí hải đan điền của hắn cường đại biến thái, vũ tướng cửu trọng bình thường đừng mong chống đỡ nổi. Tới đi, mượn ngươi tế đao. Khóe môi Lục Lâm Thiên lộ nụ cười quỷ dị. Địa kiếm quyết, đi. Vũ xuất nhị trọng hét lớn một tiếng, kiếm ảnh bao phủ toàn bộ thân hình. Kiếm ảnh trực tiếp xuyên phá hư không đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Huyết Lục, hôm nay tới lượt ngươi. Nháy mắt một đạo huyết quang hiện lên trong tay Lục Lâm Thiên. Ngao. Huyết quang thu liếm, một thanh âm như long ngâm vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, những yêu thú ở gần run rẩy lên, tiếng long ngâm uy áp tới cực hạn. Trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra một thanh huyết đao, chuôi đao như du long xoay quanh,
cả thân đao màu đỏ đậm, băng xương mà thần thánh, lộ ra cỗ tử tịch, mơ hồ còn tràn ngập sát khí. Chỉ nháy mắt cơ hồ toàn trường đều chú ý tới Lục Lâm Thiên, xa xa không ít người trực tiếp lăng không nhìn chằm chằm về phía hắn, tất cả ánh mắt đều kinh ngạc nhìn huyết đao. Một ít vũ giả thân thủ bất phàm vừa nhìn thấy huyết đao chợt sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến, không ít người nhìn chằm chằm vào thanh đao với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Đây là vũ linh khí, trời ạ, đây là vũ linh khí. Không biết là ai kêu lên, nhìn uy thế huyết đao không có thanh binh khí nào có thể sánh bằng. Là vũ linh khí. Xa xa giữa không trung, Úc Khánh đang giao thủ với một linh xuất tứ trọng, lúc này bị chân khí huyết đao hấp dẫn, khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng lẫn khiếp sợ, chăm chú nhìn chằm chằm huyết đao trong tay Lục Lâm Thiên. Hắn biết hắn luyện chế ra thứ phẩm hồn linh khí so sánh với huyết đao quả thật vô cùng chênh lệch, bởi vì huyết đao mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này kiếm ảnh đã đi tới trước người Lục Lâm Thiên, kiếm khí xé rách không gian, một cảm giác cuồng bạo khác thường áp bách bao vây lấy hắn, nhưng cỗ sát khí quanh thân hắn như sóng nước mênh mông dựng lên, nhiệt độ không gian đều hạ thấp xuống dưới. Vũ xuất nhị trọng mà thôi, bổn công tử hiện tại đã không để vào trong mắt, hôm nay mượn ngươi tế huyết lục thần đao của ta. Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân thể Lục Lâm Thiên biến mất, sát khí cùng lãnh ý quanh quẩn làm trong lòng mọi người rùng mình. Lục Lâm Thiên bước lên một bước, chân khí truyền vào, bí văn trên thân đao chớp động, nhất thời long đầu trên chuôi đao như sống lại, lại một tiếng long ngâm khuếch tán. Chân khí truyền vào, đao mang lướt ra, đao mang huyết sắc nhất thời làm thiên địa năng lượng sôi trào lên, giờ khắc này sắc mặt mọi người đại biến. Suy suy, giữa không trung. Kiếm ảnh khổng lồ đã toái không mà đến, khí thế cuồng bạo làm cả không gian run rẩy, thời gian trôi qua chỉ nháy mắt. Huyết lục, phá cho ta. Một tiếng quát lạnh, Lục Lâm Thiên cũng không thi triển đao pháp vũ kỹ, chân khí lan tràn, đao mang lớn hơn ngàn thước bắn vọt ra. Suy, đao mang phá không chém ra, hiện lên một quỹ tích huyết sắc, lực đạo chém vỡ hư không, khí thế bàng bạc như vạn mã chạy trồm. Đao mang mang theo tiếng long ngâm hổ gầm nháy mắt bổ lên kiếm ảnh, nhất thời hai đạo lực lượng va chạm tiếp xúc, giữa không trung đột nhiên run rẩy lên, ngay lập tức tản ra cường quang chói mắt, một cỗ kình phong cực kỳ khủng bố bắn ra. Giữa không trung hết thảy như cô động lại, chiến trường giống như trở nên tĩnh mịch. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, huyết sắc đao mang quỷ dị dừng lại trên kiếm ảnh, cường quang chói mắt đồng thời lại không nhìn thấy có biến hóa nào khác. Tại sao vậy? Tại sao lại thế này? Không ít người kinh ngạc, hai đạo công kích mạnh như vậy không ngờ lại không nứt toác, cũng không tiêu tán, tựa như thời gian đã dừng lại. Hô! Nhưng lúc này có không ít người không nhịn được hít sâu một hơi, không gian va chạm giữa hai lực đạo đã hoàn toàn vặn vẹo, gần như nứt vụn, một cỗ lực lượng khủng bố đang xúc tích, lực lượng làm người ta cảm thấy bất an. Đúng ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên dao động quỷ dị. Ngay lập tức hào quang tăng lên khiến người không thể mở mắt, tiếp theo sau thanh âm tiếng nứt vỡ thật nhỏ tràn ngập, cũng không xuất hiện nổ tung kinh thiên mà mọi người chờ mong. Ca ca, một mảnh thanh âm vỡ nát vang lên, kiếm ảnh trực tiếp phá vỡ, không gian như bị bổ ra, nguyên lai huyết sắc đao mang đã trực tiếp phá hủy hết thảy ảnh kiếm. Không tạo ra âm bạo thật lớn, nhưng năng lượng chung quanh đã hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét giữa không trung, gió lốc lướt qua, không gian chấn động. Không gian kình khí nháy mắt biến mất, tiếp theo lại thấy thân ảnh xuất hiện. Hiu hiu, mảnh vụn thanh kiếm bay tung đầy trời, rơi trên mặt đất hóa thành năng lượng, khe nứt lan tràn, một mảnh ánh lửa bay lên, thân hình Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đẩy lui trên không trung. Đồng thời một đạo huyết sắc đao mang từ trên không đánh xuống, mục tiêu chính là Vũ Xuất Nhị Trọng. Ca ca, Vũ Xuất Nhị Trọng cấp tốc bỏ chạy, cánh tay phải bị chém nứt từ bả vai, máu tươi tuôn xuống. Thân hình như diều đứt dây trực tiếp đánh bay. Chết đi. Thân hình Lục Lâm Thiên lại bay lên, huyết lục đánh xuống, một đạo huyết sắc đao mang bắn ra, một giây sau đã chém vào cơ thể Vũ Xuất Nhị Trọng, hộ thân cương khí của hắn đã sớm bị vỡ nát. Phốc. Vũ Xuất Nhị Trọng phun ra ngụm máu, thân hình bị bổ thành hai nửa, đao mang quá nhanh, nhanh tới mức khi thân hình bị chém làm hai cũng không thấy máu tươi chảy ra. Đã chết. Không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi, cả dãy núi trở nên xôn xao, lại một Vũ Xuất Nhị Trọng bị đánh chết, tới bây giờ đã có hai Vũ Xuất Nhị Trọng bị Vũ Tướng Cửu Trọng hạ thủ, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn phi linh môn thi cốt vô tồn.
xa xa không trung, Mã Cư Huyền giận dữ, trong Hợp Hoan Tông cũng không có nhiều vũ suất, mà lần trước Lục Lâm Thiên đã đánh chết tông chủ Đỗ Nguyệt Nga, lần này còn giết thêm một người, hắn càng thêm phẫn nộ. Lão cẩu, người có bổn sự này sao? Lục Lâm Thiên quát một tiếng, lúc này Mã Cư Huyền đã rơi xuống hạ phong, cho dù là vũ giả song hệ cũng không thể so sánh với Bạch Linh. Lục Lâm Thiên nhét đan dược vào miệng, thanh linh khải giáp ảm đạm, có thêm không ít dấu vết, đều do vũ suất nhị trọng vừa rồi lưu lại. Hảo đao! Nhìn huyết lục, Lục Lâm Thiên lộ ra ý cười, bản thân huyết lục đẳng cấp vũ linh khí hoàng cấp đỉnh phong, nhưng trải qua đan điền tẩm bổ, đã tới gần huyền cấp vô hạn, không dùng vũ kỹ chỉ dùng chân khí, không ngờ có thể một đao trọng thương vũ suất nhị trọng, hai đao đánh chết, loại uy lực này tuyệt đối là khủng bố, vũ linh khí thật sự vượt xa binh khí bình thường. Phía sau núi tại Phi Linh Môn, phong vân biến sắc, năng lượng khủng bố áp xuống bầu trời Phi Linh Môn, vài đệ tử lưu thủ trong môn đã hoảng sợ run rẩy lên, thân hình mềm nhũn không thể nhúc nhích. Từng luồng thiên địa năng lượng bắn vào sau núi, hết thảy trở nên cực kỳ quỷ dị, nhóm đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cảnh tượng luôn phong vân cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Phanh phanh, đại chiến vẫn còn tiếp tục, sát khí đầy trời, huyết tinh bao phủ thiên địa. Đều đi chết đi. Không biết từ khi nào Lục Tâm Đồng đã đi tới trên lưng Phi Thiên Ngô Công, thủ ấn không ngừng kết xuất, hắc mang bao phủ, hóa thành vô số hắc ti khuếch tán trong không gian, bên trong còn có linh hồn công kích thật quỷ dị. A, à, người bị độc vụ bao phủ đều kêu lên thảm thiết, ban đầu không ai xem tiểu A đầu này vào trong mắt, nhưng không nghĩ tới nàng chẳng khác gì một tiểu ác ma. Có vài vũ tướng muốn vây công Lục Tâm Đồng, nhưng ngược lại bị Phi Thiên Ngô Công đuổi giết. Nhìn Lục Tâm Đồng chiến đấu xa xa, Lục Lâm Thiên hiện lên ý cười, có lẽ nàng tu luyện độc công từ nhỏ, vì vậy tâm trí mạnh hơn những tiểu A đầu khác rất nhiều, chỉ sợ thực lực của nàng đều vượt xa những người cùng lứa tuổi. Phốc! Một đạo thân ảnh nện xuống, miệng phun máu tươi, người kia lập tức uể oải. Lục Lâm Thiên nhướng mày, người này chính là hộ pháp Phi Linh Môn Hậu Bách Long, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, ánh mắt hắn lướt quanh, không khó phát hiện đệ tử Phi Linh Môn đã vẫn lạc không ít. Thậm chí Vũ Phách cùng Vũ Tướng đều tử vong, Lý Chỉ Chính, Tương Viễn Quan đều bị thương, đệ tử của họ thương vong càng nhiều. Sắc mặt hắn ngưng trọng, Lục Lâm Thiên nhìn ra được tuy Phi Linh Môn không đến nỗi có hại nhưng cũng đã dốc hết lực lượng, tiêu hao như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho sự phát triển ngày sau của Phi Linh Môn. Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Lâm Thiên hô một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thiên Sĩ Tuyết Sư xa xa. Hống. Thiên Sĩ Tuyết Sư đang kích chiến. Nghe được chủ nhân gọi về nhất thời bay tới. Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, quanh thân tràn đầy sát khí, Thiên Sĩ Tuyết Sư lao thẳng về hướng đệ tử bốn sơn môn đang tụ tập. Đi chết đi! Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, huyết lục chém ra, một đao chém thẳng xuống dưới. Hiu hiu! Đao mang bay xuống, nhất thời hơn 10 đệ tử bốn sơn môn trực tiếp hóa thành huyết vụ. Dưới một đao này những đệ tử Vũ Phách cùng Vũ Sư bình thường căn bản không thể đối kháng, thậm chí Vũ Tướng cũng không biện pháp nào. Chết đi! Ngao! Thêm một tiếng quát, long ngâm quanh quẩn, đao mang tiếp tục đánh xuống, trong hư không sơn băng địa liệt, một nhóm đệ tử bốn sơn môn lại hóa thành huyết vụ, mấy Vũ Tướng liều chết đối kháng cũng bị đao mang chấn áp thành máu tươi phiêu tán. Hiu hiu! Lục Lâm Thiên không hề dừng lại. Bản thân hắn đánh chết được bao nhiêu người thì thực lực Phi Linh Môn có thể bảo tồn được bao nhiêu, vì thế Thiên Sĩ Tuyết Sư không ngừng xuyên qua, mỗi lần dừng lại đao mang lại bay xuống, mỗi đao xuất ra đều có hơn 10 đệ tử bốn sơn môn bị đánh chết. Một người một thú hoàn mỹ phối hợp, nhất thời như cỗ máy giết chóc sát khí tận trời, Lục Lâm Thiên đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, huyết đao trong tay tràn ra tử tịch, giờ khắc này sát khí tăng lên tới cực hạn, nhiệt độ chung quanh đều nhanh chóng sút giảm. Sát khí như vậy làm vũ suất ở gần bên đều biến đổi, sát khí quá mức nồng đậm. Chết đi! Lại một đao chém ra, chân khí run lên, hàn ý thấu xương, huyết sắc đao mang bay tới. Ở giữa không trung, hai mươi mấy người tựa hồ là đệ tử Côn Sơn Môn ngẩng đầu nhìn lên thanh niên trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, đao mang chưa tới nhưng lòng đã rét lạnh, mọi người đều cảm giác máu của mình ngừng lại, môi run run, đều bị sát khí kinh thiên chấn nhiếp quên cả bỏ trốn. Hiu hiu. Một đao lướt qua, sơn băng địa liệt, mặt đất nứt vỡ, hai mươi mấy đệ tử Côn Sơn Môn có cả vũ tướng bên trong không ai đào thoát, hóa thành huyết vụ. Sát khí thật khủng khiếp. Không ít người run rẩy lên,
giờ phút này nam tử trên lưng thiên sĩ tuyết sư chẳng khác gì sát thần, không ai ngăn chặn được, một đường đi tới như vào chỗ không người, những nơi đi qua tràn đầy huyết tinh. Hỗn đản, mau giết tiểu tử đó cho ta, toàn lực đánh chết. Hai vũ xuất cửu trọng đang giao chiến với Đông Vô Mệnh nhất thời phẫn nộ, người vừa bị giết chết đều là đệ tử Côn Sơn Môn. Phanh phanh, một bên Lục Lâm Thiên vang lên tiếng nổ bạo, không gian chấn động như muốn phá nát, một đỉnh núi đã sớm bị san thành bình địa. Phốc, trong kình khí cuồng bạo, thân ảnh Hoàng Phủ Kỳ Tùng lộ ra, lập tức phun ra ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Thiết Quyền, người không sao chứ? Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện, chính là Âu Dương Lãnh Tật. Ta không sao, còn chưa chết được. Hoàng Phủ Kỳ Tùng dùng góc áo lau máu, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời trước mặt hai người xuất hiện một thân ảnh, chân khí người này vượt xa Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên đều nhìn thấy, Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng vốn đang liên thủ đối kháng một cường giả vũ xuất, mà Hoàng Phủ Kỳ Tùng thi triển vũ kỹ huyền cấp sơ giai mới luyện thành nhưng vẫn bị trọng thương. Tiểu tử, giết đã ghiền phải hay không, để mạng lại. Một thanh âm quát lạnh từ bên cạnh truyền tới, ngay lập tức một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, thân hình hắn gầy gò, chừng 40 tuổi, mặc áo lam, chính là vũ xuất mới đánh Hoàng Phủ Kỳ Tùng bị thương. Trưởng môn, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhất thời lao tới bên người thiên sĩ tuyết sư. Hoàng Phủ Đường Chủ, người không sao chứ? Lục Lâm Thiên hỏi, đồng thời ánh mắt rơi lên người đại hán áo lam kia. Trưởng môn, ta không sao. Hoàng Phủ Kỳ Tùng đáp, vừa rồi hắn đã nhìn thấy thực lực của trưởng môn, thái độ đã không giống như lúc trước. Tiểu tử, giết nhiều đệ tử của Côn Sơn Môn như vậy, người phải đền mạng. Đại hán áo lam lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt dữ tợn lộ ra sát ý, trực tiếp đánh thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Trình tự vũ xuất tứ trọng đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đại hán áo lam này đã tới tứ trọng vũ xuất đỉnh, chân khí còn cao hơn Hoa Mãn Lâu, thực lực cao hơn hai vũ xuất nhị trọng bị mình đánh chết khi nãy không ít. Lý Hậu Đạt, muốn động tới trưởng môn chúng ta, người trước tiên phải qua cửa ải này. Âu Dương Lãnh Tật dứt lời, không gian quanh thân vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, vài đạo thanh sắc lưu quang cấp tốc xuyên thấu không gian bắn ra. Hiu hiu. Thanh âm xé gió, vài đạo thanh mang lướt qua bầu trời nháy mắt ngăn cản trước mặt vũ xuất tứ trọng kia. Phi đao Âu Dương Lãnh Tật, người còn chưa đủ cản ta. Ánh mắt đại hán trầm xuống, vung đại đao trong tay, lưu quang quanh quẩn, vài đạo đao mang như sao băng bổ ra, nhất thời chấn khai hư không. Sắc mặt Lục Lâm Thiên nặng nề, lúc này Âu Dương Lãnh Tật tiêu hao không nhẹ, chỉ sợ không thể đối kháng. Mà Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã không còn bao nhiêu lực tái chiến. Giờ phút này trong phi linh môn ai cũng có đối thủ, thậm chí còn không tự bảo hộ được chính mình. Ánh mắt lạnh lùng, Lục Lâm Thiên thúc dục phong dực, thân hình lăng không đứng thẳng, huyết lục bắt đầu run lên. Đinh đương! Thanh âm tiếng vang giòn vọng khắp không gian, vài đạo thanh sắc lưu quang nhất thời bị đao mang ngăn cản, không gian vặn vẹo, lập tức nứt toác. Phanh! Một cỗ kình khí áp xuống, Âu Dương Lãnh Tật bị đẩy lui, thân hình bị đánh bay mấy chục thước. Lưu quang bị đánh xuyên vào trong lòng đất. Các ngươi lui ra. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng Âu Dương Lãnh Tật, huyết lục vung lên, một cỗ sát khí huyết tinh khuếch tán. Võ linh khí. Nhìn chằm chằm vào huyết lục, ánh mắt vũ xuất tứ trọng trầm xuống, hắn đã sớm nhìn thấy vật này, lúc này đối diện chân khí của nó, làm trong lòng hắn không nhịn được run lên. Tiểu tử. Nguyên lai là dựa vào ngoại lực mới có được thực lực như thế, có võ linh khí, nhưng với thực lực của ngươi cũng không xuất ra được bao nhiêu uy lực, giết ngươi, võ linh khí là của ta. Ánh mắt tham lam nhìn võ linh khí, vũ xuất tứ trọng động tâm, chỉ cần đánh chết tiểu tử trước mắt, võ linh khí tự nhiên là của hắn. Hừ, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, chân khí chạy trồm, hắn tự biết muốn đối chiến với vũ xuất tứ trọng đỉnh sẽ không đơn giản chút nào. Bởi vì loại thực lực kia hiện giờ hắn khó thể đối kháng. Vậy thử xem đi, một chiêu, hôm nay bổn soái muốn đánh chết ngươi dưới đao, ta sẽ cho ngươi biết dù ngươi giết được vũ xuất nhị trọng, nhưng ở trước mặt ta vẫn kém xa. Đại hán lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy sát ý. Bổn công tử tiếp ngươi một chiêu. Lục Thiếu Quang lạnh lẽo đáp. Kiệt kiệt, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, cũng bội phục thiên phú của ngươi, võ giả ngũ hệ.
có võ linh khí, nhưng hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta, lẽ ra ngươi đừng nên trêu chọc Côn Sơn Môn. Đại hán vung đao, một cỗ hàn mang chỉ thẳng vào Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí, giờ này khắc này hắn biết mình đã bị đối phương hoàn toàn tập trung, vũ xuất tứ trọng tuyệt đối là cường giả, mà trong Phi Linh Môn không có cường giả khác bảo vệ mình, ai cũng có đối thủ không thể thoát thân, mình chỉ có thể toàn lực liều mạng. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tia lãnh ý, hắn còn hai lá bài tẩy, bây giờ nhất định phải dùng một lần. Trưởng môn Phi Linh Môn muốn đối kháng Lý Hậu Đạt, cũng quá lớn mật đi. Lý Hậu Đạt chính là sư huynh của Tần Minh Ba, sau khi người kia chết hắn trở thành trưởng môn Côn Sơn Môn, thực lực đã tới vũ xuất tứ trọng đỉnh. Cho dù thực lực trưởng môn Phi Linh Môn có mạnh hơn nữa, nhưng chỉ là vũ tướng mà thôi, đối chiến với vũ xuất tứ trọng, hơn kém nhau quá lớn, ta cũng không tin trưởng môn Phi Linh Môn có khả năng chống đỡ. Vừa rồi trưởng môn Phi Linh Môn cũng không phí nhiều sức lực đã đánh chết hai vũ xuất nhị trọng, chỉ sợ vẫn còn lá bài tẩy trong người đâu. Còn lưu lá bài tẩy, làm sao có thể, võ giả ngũ hệ, trong tay có võ linh khí, còn có vũ kỹ huyền cấp trung giai, nếu hắn vẫn còn lá bài tẩy, chẳng khác gì yêu nghiệt, còn cho người khác sống hay không đây. Ngươi biết cái gì, trưởng môn Phi Linh Môn tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, nếu không còn lá bài tẩy, vì sao dám đối kháng Lý Hậu Đạt. Ta xem bối cảnh của hắn tuyệt đối lớn, bằng không sao có nhiều chỗ dựa như thế. Giữa không trung xa xa, không ít người nghị luận, giờ phút này ánh mắt họ hoàn toàn tập trung vào Lục Lâm Thiên, thậm chí cuộc chiến kịch liệt của vũ xuất cửu trọng cũng không hấp dẫn ánh mắt bọn hắn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên nhắm mắt, tay cầm huyết lục, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang bao phủ chung quanh. Theo Lục Lâm Thiên biến hóa, nhất thời một cỗ thiên địa năng lượng như bị kéo tới. Không ít người cảm giác được khí tức, mí mắt nhảy lên. Chẳng lẽ hắn thật sự còn lá bài tẩy sao? Không ít người cảm nhận được khí tức trên thân Lục Lâm Thiên, trong lòng nhủ thầm. Không bao lâu, một cỗ năng lượng thổ hệ cuồng bạo bắt đầu trống rỗng xuất hiện, cuối cùng xoay tròn quanh người Lục Lâm Thiên, cả không gian nổi lên gợn sóng vô cùng quỷ dị. Vũ xuất tứ trọng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, nụ cười biến mất, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Hắn không khó nhìn ra bộ dáng của Lục Lâm Thiên tựa hồ đang xúc tích một loại vũ kỹ cường hãn, một khi thi triển uy lực tuyệt đối không yếu. Hắn đương nhiên sẽ không cấp cho đối phương đủ thời gian, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền phóng lên cao, cây đao trong tay vung ra. Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã thối lui ra phía sau, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mặc dù lo lắng nhưng trưởng môn đã hạ lệnh lui ra, họ cũng không dám nhúng tay. Trong lòng hai người không biết từ khi nào đã xuất hiện tín ngưỡng đối với trưởng môn, có lẽ vị này có thể đối kháng được Lý Hậu Đạt, dù sao hắn đánh chết hai vũ xuất nhị trọng, đã sáng tạo ra kỳ tích. Ở giữa không trung, Lý Hậu Đạt phung đao, đao mang bay ra, quanh thân tràn ngập một cỗ hoàng mang, chân khí sắc bén cuồn cuộn dựng lên. Đao mang tràn ngập, chân khí điên cuồng tràn vào trong đao, nháy mắt không gian chung quanh run rẩy lên. Ngay tiếp theo trên thân đao tràn ngập quang mang quỷ dị, một cỗ chân khí làm tim đập nhanh khiến những đệ tử có thực lực thấp chung quanh vô hình chung đều bị áp chế. Lý Hậu Đạt hình như muốn thi triển đại địa tuyệt đao, đây chính là tuyệt kỹ Côn Sơn Môn, nghe nói chỉ có Trang Nhị Quân tu luyện thành công, không nghĩ tới Lý Hậu Đạt cũng thành công. Từng tiếng nghị luận truyền ra, vũ xuất tứ trọng ngưng tụ vũ kỹ tuyệt đối là khủng bố, đặc biệt dùng tu vi của hắn thúc dục uy lực càng tăng thêm không nghi ngờ. Tiểu tử. Chết đi. Lý Hậu Đạt hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt đại đao, ngay lập tức cánh tay chấn động mạnh, đại đao trực tiếp chém xuống, không vân biến sắc, mơ hồ có thiên địa năng lượng dung nhập vào trong đại đao, một đạo đao mang bắn ra, chung quanh nhất thời vang lên tiếng xé gió, một đao mang theo xu thế phách thiên hung hăng chém xuống. Đại địa tuyệt đao. Lý Hậu Đạt hét lớn, đao mang vỡ áp xuống, một cỗ kình khí cực kỳ đáng sợ theo đao mang lướt qua, không gian ba văn bị chém vỡ. Trực tiếp hóa thành bột phấn biến mất trong thiên địa. Xa giữa không trung, Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ cùng nhóm người Hoa Mãn lâu mặc dù muốn lao qua nhưng căn bản không thể thoát thân. Trong đoàn người giờ phút này chỉ có Bạch Linh chiếm thượng phong, Bạch Linh có chút sửng sốt nhưng không có ý tứ đi qua hỗ trợ, nàng luôn đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên, hiểu rõ thực lực của hắn, cảm giác được khí tức trên thân hắn, vì vậy vẫn tiếp tục công kích Mã Cư Huyền. Đao mang bay tới, chân khí áp lực tràn xuống, làm không ít người hít sâu một hơi. Đúng ngay lúc này, Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang,
chân khí sắc bén trực tiếp chấn khai không gian ba động tản mất không còn nhìn thấy. Huyết lục phung lên, giữa không trung hiện lên một cỗ chân khí bàng bạc tràn ngập khắp thiên địa. Khí tức tuy kém hơn vũ xuất tứ trọng, nhưng vô cùng nồng hậu, giống như đang đứng trước một ngọn núi lớn cao vê upsilon t trong mây, tạo cho người ta cảm giác không cách nào lay động. Năng lượng thuộc tính thật mạnh. Giờ khắc này không ít người kinh hãi, khí tức uy áp làm họ kinh ngạc, loại uy áp này không phải tới từ chân khí bản thân, mà là uy áp tới từ thiên địa. Hiện tại Lục Lâm Thiên dự định đánh ra liệt không cửu kích, dựa theo suy đoán của hắn, tuyệt đối đã tới trình tự huyền cấp trung giai đỉnh gần tới vô hạn, vũ kỹ của Nam Thúc đương nhiên không phải là vật phàm. Giờ phút này Lục Lâm Thiên chậm rãi chuyển động, làm cho người ta có cảm giác cực độ thong thả. Nhưng người có thực lực tới trình độ nhất định cũng có thể nhìn ra tốc độ của hắn không chậm, mà là nhanh tới cực hạn, cho nên cho người ta ảo giác như vô cùng chậm rãi. Mà huyết lục chẳng khác gì động không đáy, ngay lúc hắn bổ ra một đao, huyết lục tựa như đầu mãnh thú tham lam, không ngừng cắn nuốt năng lượng thổ hệ bàng bạc trên không trung. Liệt không cửu kích, một thanh âm quát lạnh vang lên, ngay lập tức đao mang trên huyết lục chợt bùng nổ. Trong tích tắc, đao mang bén nhọn mang theo thanh âm tiếng rít chói tai như tia chớp cắt qua không gian, đao mang vừa ra, cả không gian trực tiếp run rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy được giờ phút này đao mang liên tục bổ ra 6 đao, 6 đạo đao mang lớn hơn ngàn thước mang theo lực lượng phách không nháy mắt phá không bay ra, tiếp theo 6 đạo đao mang nháy mắt hợp lại chung một chỗ, phát ra thanh âm tiếng rít làm tim đập nhanh, những nơi đao mang đi qua, không gian sóng gợn trực tiếp hóa thành cho tàn, như sơn băng địa liệt. Đủ cho thấy chiêu thức này sắc bén khủng bố ra sao. Không ít người trợn mắt cứng lưỡi, cả người vắng lặng, một kích này mang theo thanh thế khủng bố, trọng yếu hơn chính là ẩn chứa uy áp thuộc tính vô cùng sắc bén. Hai đạo đao mang dùng xu thế trẻ che khủng bố va chạm lẫn nhau, loại va chạm này làm cho người ta không tự chủ được dùng mình. Một giây sau, ánh mắt mọi người không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy huyết sắc đao mang bổ lên thổ hoàng sắc đao mang như bị rút lui. Nháy mắt bị ngăn cản ngược lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tới mức quỷ dị, chính là vì loại yên tĩnh này làm trong lòng mọi người biến thành vô cùng áp lực. Ca ca. Ngay sau đó mọi người còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, nháy mắt đã nghe được thanh âm phá nát truyền tới. Chỉ thấy huyết sắc đao mang áp xuống thổ hoàng sắc đao mang, ngay lập tức vỡ áp xuống dưới, thổ hoàng sắc đao mang co rút lại cực hạn, không gian vặn vẹo tới cực điểm, sau đó đột nhiên phá nát. Một giây sau, thế công huyết sắc đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống, giống như muốn bổ ra không gian, chân khí ngập trời nháy mắt phóng thích đi ra. Phanh! Không gian vặn vẹo tới mức tận cùng, tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển, kình khí khủng bố trộn vỡ hư không. Lực lượng kia vô cùng bá đạo, làm người ta kinh hồn táng đảm. Một ít yêu thú cùng võ giả đứng gần lập tức thối lui. Kinh khí khủng bố kia nếu bị liên lụy tới chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ khí thật bá đạo. Xa xa, không ít người hít sâu một hơi, vũ khí bá đạo vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Hô hô! Ở ngọn núi phía sau Phi Linh Môn, phong vân biến sắc, cả không gian áp lực gần muốn phá nát. Đột phá! Ở sau núi vang lên tiếng hô khẽ, một đạo bạch sắc quang mang bay thẳng chân trời, nháy mắt va chạm cùng năng lượng thiên địa bàng bạc. Năng lượng hóa thành quang hồ khủng bố tiêu tán trong không trung, bầu trời nhất thời lại khôi phục thành nguyên dạng. Thời khắc này những đệ tử còn lưu lại trong Phi Linh Môn run rẩy nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, uy áp đối với họ mà nói đã là cực hạn. Phi Linh Môn xuất hiện biến cố gì? Giữa không trung, một thân ảnh xinh đẹp lăng không đứng thẳng, không gian ba văn chung quanh cuồn cuộn tản ra. Hồi Bạch Cung Phụng, Hắc Sát Giáo, Cương Môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn Môn tới vây công Phi Linh Môn chúng ta, trưởng môn đã mang theo. Hừ, lời của đệ tử kia còn chưa dứt, thân ảnh xinh đẹp đã quát lạnh một tiếng, ngay lập tức biến mất không còn bóng dáng, chỉ lưu lại nhóm đệ tử đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi. Trong khe sâu một mảnh hỗn loạn, kinh khí đáng sợ tán phát khắp chung quanh, cả mảnh núi non đã bị san thành bình địa, trên mặt đất tràn ngập vô số khe hở. Đại đao trong tay Lý Hậu Đạt Dạn vỡ phá nát. Một cỗ cự lực chút lên trên người của hắn, đương nhiên cũng chuyển lên người Lục Lâm Thiên. Phốc! Trong miệng hai người đồng thời phun ra máu tươi, thân hình bật lui ra sau. Phanh phanh! Hai người rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn làm mặt đất chao đảo. Giờ phút này khí huyết trong cơ thể Lục Lâm Thiên sôi trào lên,
thanh linh khải giáp có chút phá nát, ngũ tạng lục phủ chấn động, một kích của vũ xuất tứ trọng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phốc, Lục Lâm Thiên lại phun ra ngụm máu, sắc mặt biến thành dữ tợn, không chút do dự nhét vài viên đan dược vào miệng, thanh linh khải giáp tỏa ra hào quang ảm đạm. Trưởng môn, người thế nào? Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng lao tới bên người Lục Lâm Thiên vội vàng hỏi. Ca ca, Lục Tâm Đồng cũng cưỡi phi thiên ngô công rơi xuống, khuôn mặt đầy lo lắng nhảy tới trước người Lục Lâm Thiên. Ta không sao. Lục Lâm Thiên đem huyết lục cắm xuống đất, lập tức đứng dậy, lập tức vận dụng năng lượng trong đan dược cấp tốc khôi phục. Thật đáng giận, muội phải giết hắn. Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào vũ xuất tứ trọng đang giãy giụa muốn đứng lên, ánh mắt băng xương sát ý. Tiểu nha đầu, muội còn chưa phải là đối thủ của hắn. Lục Lâm Thiên nói, nhìn chằm chằm vào Lý Hậu Đạt, hắn hiểu rất rõ ràng, thương thế của đối phương tuyệt đối không nhẹ hơn mình, hẳn còn nghiêm trọng hơn, mình có thanh linh khải giáp, còn có thân thể cường hãn, đây chính là chỗ dựa của mình. Công kích vừa rồi mặc dù có chút vừa lòng, nhưng Lục Lâm Thiên cũng không hài lòng hoàn toàn. Đó chính là vì liệt không cửu kích chỉ thi triển được 6 kích, nếu hắn có thể hoàn toàn dùng 9 kích, phỏng chừng đã có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Chỉ tiếc liệt không cửu kích còn khó tu luyện hơn cả tam thiên lưu vân thủ cùng liệt viêm quyền, đã sắp tới vũ kỹ cao giai huyền cấp vô hạn, uy lực lớn cho nên khó khăn cũng lớn. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng của ngươi. Lục Lâm Thiên cười dữ tợn, không quan tâm thương thế trên người mình, dưới chân chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Suy, thân ảnh Lục Lâm Thiên như tia chớp lao tới chỗ vũ xuất tứ trọng. Mặc dù có thương thế trong người nhưng vẫn có thể giữ nguyên tốc độ. Sắc mặt vũ xuất tứ trọng vô cùng trắng bệch, giãy giụa mấy lần mới đứng lên, giờ phút này hắn mới biết được thực lực của đối phương khủng bố như vậy. Tu vi đối phương chỉ là vũ tướng cửu trọng, nhưng thực lực cường hãn làm người kinh hãi, cho dù là võ giả thiên tài cũng không biến thái thành như thế, chẳng khác gì là yêu nghiệt. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại đánh tới, giờ phút này vũ xuất tứ trọng không còn lực đối kháng, mắt lộ kinh hãi. Nhất thời lớn tiếng nói. Sư phụ, cứu đệ tử. Không ai có thể cứu ngươi. Lục Lâm Thiên giữ tợn cười lạnh một tiếng, bạch ngọc tinh ti xuất hiện, ngũ chảo gấp khúc, một chảo ấn hung hăng áp tới. Cẩn thận. Hai vũ xuất cửu trọng đang chiến đấu cùng Đông Vô Mệnh chợt hét lớn một tiếng, bởi vì Lý Hậu Đạt là người của Côn Sơn Môn. Nhị đệ, để lão thất phu Đông Vô Mệnh này giao cho ta đối phó, không thể lưu tiểu tử đó, ngươi nhanh đi giết hắn. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, thủ ấn kết xuất, sắc mặt càng tái nhợt, một mảnh hắc mang bao phủ khắp hư không. Đông Vô Mệnh, người đã nỏ mạnh hết đà, còn ngăn trở được chúng ta hay sao? Lão đại thai song sinh hét lớn một tiếng, năng lượng nhanh chóng tụ tập, không gian run rẩy lên. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, nháy mắt hóa thành quyền ấn cực lớn, vặn vẹo không gian đập thẳng lên hắc phụ của Đông Vô Mệnh. Phanh phanh. Tiếng nổ tung vang vọng chân trời, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, hắc phụ bị sốc lên, thân ảnh Đông Vô Mệnh lảo đảo lui về phía sau. Suy, một đạo thân ảnh lập tức xuyên qua không gian, sắc mặt Đông Vô Mệnh nhất thời đại biến, quát lớn. Tiểu tử, ngươi cẩn thận. Tiểu tử, ngươi dám. Vào thời khắc này, sau lưng Lục Lâm Thiên vang lên tiếng hét lớn giận dữ, một vũ xuất cửu trọng lao xuống. Lục Lâm Thiên cau mày. Ánh mắt trầm xuống, cắn răng, chảo ấn trực tiếp đánh xuống. Vũ xuất tứ trọng liều mạng chạy trốn, nhưng đã trọng thương cực hạn, tốc độ cùng thực lực đều suy giảm nặng nề, làm sao so sánh được với tốc độ của Lục Lâm Thiên. Chảo ấn lập tức rơi lên vai vũ xuất tứ trọng, bạch ngọc tinh ti bén nhọn trực tiếp xuyên vào trong da thịt của hắn. Ngươi tiến thêm một bước ta sẽ giết hắn. Lục Lâm Thiên nháy mắt quay đầu lại, mang theo vũ xuất tứ trọng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Giờ phút này ngoài vài trăm thước có một thân ảnh mang theo chân khí cường hãn áp không mà tới. Tiểu tử, người dám uy hiếp ta, đáng tiếc vô dụng, đi chết đi. Vẻ mặt người kia giận dữ, thủ ấn kết xuất, nhất thời cả không gian trầm xuống, áp bách chân khí trong người Lục Lâm Thiên cơ hồ dừng lại, áp lực trầm trọng bao phủ quanh thân. Phốc, trong lòng Lục Lâm Thiên tựa như bị đòn nghiêm trọng, phun ra ngụm máu tươi. Siêu, dưới cỗ hấp lực thật lớn. Vũ xuất tứ trọng liền bị hút đi. Hừ, muốn giết ta, lão tử chết cũng phải tìm đệm lưng. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên dữ tợn, phun ra ngụm máu tươi, đem hết toàn lực,
chảo ấn đột nhiên kéo dài trực tiếp rơi lên đầu Vũ Xuất Tứ Trọng. Ca ca! Vũ Xuất Tứ Trọng vận không xui xẻo chậm trễ một bước, nhất thời vỡ đầu, máu tươi phun tung tóe. Tiểu tử, bổn soái muốn mạng của ngươi. Vũ Xuất Cửu Trọng âm lệ quát, trợn mắt nhìn người mình sắp cứu được bị đánh chết, tức giận ngập trời, sát khí dâng lên tới cực hạn, hung hăng vỗ thẳng một trường về hướng Lục Lâm Thiên. Một trường kia cả không gian hoàn toàn vặn vẹo, biến thành lốc xoáy, Lục Lâm Thiên cảm giác một cỗ lực lượng ngập trời áp xuống, chính mình hoàn toàn không còn lực đối kháng, lực lượng Vũ Xuất Cửu Trọng hắn căn bản không thể đối kháng. Trang Nhị Quân, lão tạp mao, trưởng môn Phi Linh Môn chúng ta, ngươi làm sao có thể động? Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, giữa không trung truyền tới một thanh âm yêu kiều băng xương. Lời vừa dứt, giữa không trung một cỗ lực lượng cường hãn quỷ dị trực tiếp áp xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt Vũ Xuất Cửu Trọng đại biến, bởi vì hắn phát hiện không gian chung quanh hoàn toàn bị vặn vẹo, chân khí bị ngăn trở, mà giờ khắc này trưởng ấn của mình hoàn toàn vô lực, nháy mắt hóa thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Vũ Xuất Cửu Trọng lập tức xoay người nhìn chằm chằm phía sau, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ lăng không đứng thẳng, quanh người lấp lánh bạch quang, nhìn qua như trích tiên, toàn thân bao phủ hương vị không nhiễm khói lửa nhân gian, mái tóc bới cao, một loại chân khí băng xương uy nghiêm tràn ra trong đôi mắt đẹp. Lui ra cho ta. Môi son khẽ mở, nữ tử vung tay, một đạo trưởng ấn áp xuống, trưởng ấn trực tiếp vặn vẹo không gian, chỉ một giây sau đã bao phủ trên đầu Vũ Xuất Cửu Trọng. Là Vũ Vương. Sắc mặt Vũ Xuất Cửu Trọng kinh hãi tới cực hạn, hoảng sợ đánh ra một trường, thân hình cấp tốc thối lui. Phanh! Hai đạo trưởng ấn va chạm, không gian bình tĩnh như nổ tung, nhất thời không gian ba văn bị tạc mở, không ngừng trao đảo lắc lư kịch liệt. Suy! Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đẩy lui Vũ Xuất Cửu Trọng, mà giờ khắc này thân hình bạch oánh không hề nhúc nhích, quanh thân có một cỗ lực lượng quỷ dị chấn khai không gian ba văn. Phốc! Thân hình vừa bật lui. Vũ Xuất Cửu Trọng phun ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Vũ Xuất Cửu Trọng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử kia, ánh mắt co rụt lại, thất thanh nói. Ngươi là quỷ tiên tử, ngươi đột phá Vũ Vương sao? Nhìn chằm chằm vào nữ tử, Vũ Xuất Cửu Trọng rốt cục nhận ra nàng, mà chân khí cùng thực lực nàng vừa bộc lộ làm cho hắn biết được nàng đã đột phá Vũ Vương, thực lực đã vượt xa hắn. Ranh giới giữa Vũ Xuất cùng Vũ Vương còn lớn hơn cả ranh giới giữa Vũ Xuất cùng Vũ Tướng rất nhiều. Oánh tỷ, người rốt cục đã tới. Lục Lâm Thiên đào thoát công kích, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên không trung, sắc mặt lộ tia vui mừng. Chân khí của quỷ tiên tử giờ phút này rõ ràng đã tới Vũ Vương, Lục Lâm Thiên biết người của bốn sơn môn sẽ xui xẻo. Ân, giao lão tạp mao này cho ta đi, người nghỉ ngơi một chút. Bạch Oánh thản nhiên nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, lúc này hắn cũng không còn bao nhiêu lực tái chiến, nhét thêm vài viên đan dược vào miệng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết ra tốc luyện hóa, vừa rồi thương thế tăng thêm, giờ phút này đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thoáng lướt mắt nhìn lên trên không, Lục Lâm Thiên liền lui ra, trận chiến nơi này hắn đã không thể nhúng tay. Quỷ tiên tử, làm sao ngươi cũng gia nhập Phi Linh Môn? Ánh mắt Vũ Xuất Cửu Trọng rơi lên người Bạch Oánh, không ngừng lóe ra. Trang Nhị Quân, việc này không quan hệ gì với ngươi, lão tạp mao ngươi dám trêu tới cửa Phi Linh Môn, vậy đi chết đi. Dứt lời, trong mắt Bạch Oánh tràn ra sát khí. Sắc mặt Trang Nhị Quân biến thành âm lãnh, nhìn thấy Bạch Oánh lại muốn ra tay, nháy mắt bỏ chạy, đối mặt Vũ Vương hắn không có can đảm ở lại đối kháng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Bạch Oánh vừa nói, tay ngọc vươn lên, một cỗ năng lượng phong hệ áp tới, chân khí tràn ra trực tiếp vặn vẹo không gian. Một đạo phong nhận lớn chừng vài trăm thước ngưng tụ hình thành. Nháy mắt phong nhận hiện lên, một cỗ uy áp nhanh chóng khuếch tán, bổ thẳng về hướng Trang Nhị Quân, những nơi phong nhận đi qua, thiên địa run rẩy chao đảo. Quỷ tiên tử, ta liều mạng với ngươi. Không còn đường trốn, tốc độ lại không nhanh bằng Bạch Oánh, sắc mặt Trang Nhị Quân nhất thời xanh mét, nghiến răng nghiến lợi quát, thủ ấn hoảng sợ kết xuất, chân khí trước người bạo tuôn. Một cỗ hoàng mang ngưng tụ hóa thành vô số thủ ấn xuyên thấu không gian, giống như có vạn mũi tên cùng phi, vặn vẹo không gian ba văn trực tiếp bạo lướt bay ra. Chút tài mọn, trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa Vũ Vương cùng Vũ Xuất là thế nào. Đôi mắt Bạch Oánh không biến hóa, sát ý hiện lên, bàn tay quỷ dị uốn éo, thủ ấn biến hóa. Hô hô! Vào thời khắc này, trong không gian xuất hiện một quầng sáng vô hình,
quầng sáng hình vòng cung, chỉ mang rậm rạp bén nhọn ngăn trở bên dưới quầng sáng, căn bản không cách nào tiến được nửa phần. Phá! Bạch Oánh quát một tiếng, quầng sáng co rút lại, lập tức thu liễm. Không gian vặn vẹo, lập tức bành trướng, tiếp theo trực tiếp nổ tung. Phanh phanh! Trong tiếng nổ vang, năng lượng cũng không phát tiết ra ngoài quá nhiều, hoàn toàn nổ bạo trong quầng sáng kia, thủ ấn rậm rạp bén nhọn giờ phút này trực tiếp tiêu tán trong không gian. Chết đi! Bạch Oánh lại quát một tiếng, thủ ấn đẩy ra, phong nhận thật lớn trên không trung bỗng dưng run lên dữ dội, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người vô số phong nhận bạo lướt ra. Phong nhận bay đầy trời, không gian ba văn sôi trào cuồn cuộn, vừa nhìn thấy cảnh tượng này Trang Nhị Quân dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ, nhanh chóng biến hóa thủ ấn, trước người hình thành một đạo cương quyển thổ hoàng sắc cực lớn. Hiu hiu! Phong nhận đánh lên cương quyển, cự lực ngập trời khuếch tán. Như cuồng phong tàn sát bừa bãi bám theo cỗ phong bạo làm cả không gian như nứt vụn, khí thế cường hãn tràn vào trong lòng mọi người. Ca ca! Cương quyển chỉ kiên trì được trong nháy mắt, lập tức nứt nẻ, Trang Nhị Quân vừa phun ra ngụm máu tươi, vô số phong nhận trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Phanh! Ngay sau đó hai mắt Trang Nhị Quân biến thành kinh hãi, lập tức biến thành cho tàn, tiếp theo sau thân hình đột nhiên vỡ ra. Phong nhận vô tận phá hủy đan điền khí hải cùng lục phủ ngũ tạng của hắn, hóa thành huyết vũ rơi xuống. Một màn này rơi vào trong mắt toàn bộ cường giả, mọi người hít sâu một hơi, vũ xuất cửu trọng cứ thế bị đánh chết. Nhị đệ, Trang Đại Quân bi thanh hét lớn, lúc này hắn đơn độc đối chiến với Đông Vô Mệnh nên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đó là Vũ Vương cường giả, là quỷ tiên tử Bạch Oánh, trong truyền thuyết nàng lánh đời đã lâu, không nghĩ tới gia nhập Phi Linh Môn. Còn đột phá tới Vũ Vương. Trong ngoài chiến trường, không ít người đã nhận ra quỷ tiên tử Bạch Oánh, nhất thời từng tiếng hô kinh hãi truyền ra. Phi Linh Môn có Vũ Vương. Nếu Phi Linh Môn có Vũ Vương thì khác hẳn, Vũ Vương chấn thủ, loại thực lực này không kém thế lực nhị lưu đỉnh cấp, thế lực nhị lưu bình thường căn bản không thể đánh đồng. Phi Linh Môn, rốt cục ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Xa trên không trung, Lôi trưởng lão cực kỳ kinh ngạc. Quỷ tiên tử đột phá Vũ Vương, còn ở trong Phi Linh Môn, việc này hắn hoàn toàn không biết. Đã lâu không lộ mặt, đám lão gia hỏa các ngươi còn chưa quên ta đi. Bạch Oánh giết chết một vũ xuất cửu trọng, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, ánh mắt lướt qua những người đang có mặt. Mau lui lại, mọi người mau lui lại. Phương Ngọc Quý nhìn thấy không ổn, nhất thời hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, hai quyền nháy mắt oanh ra. Phanh phanh! Lực lượng bàng bạc chấn động không gian, Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ vốn đã chật vật lại bị đẩy lui, sắc mặt hai người tái nhợt, khóe môi chảy máu, hai người có thể dây dưa Phương Ngọc Quý tới bây giờ cũng đã không sai. Đệ tử Hợp Hoan Tông, mau lui lại. Mã Cư Huyền đang chiến đấu kịch liệt cùng Bạch Linh, âm tà hét lớn, sắc mặt vô cùng khó xem. Phanh phanh, cơ hồ đồng thời mọi người càng thêm liều mạng, chỉ muốn chạy trốn. Ngao. Bạch Linh rít gào, sáu chiếc đuôi như cự mãng bốc lên, trực tiếp xuyên qua không gian hoàn toàn phong tỏa đường đi của Mã Cư Huyền. Phá cho ta! Mã Cư Huyền đánh ra thủ ấn, chân khí quanh thân tăng lên tới cực hạn, trong mắt lộ ra hận ý, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, chỉ một thoáng chân khí quanh thân trướng lớn, biến thành hỏa cầu rậm rạp bao phủ chung quanh, chân khí càng tiêu hao mạnh mẽ hơn trước. Oanh oanh oanh! Hỏa cầu nổ tung, không gian bị tạc mở. Uy áp khủng bố nóng cháy như rời non lấp bể khuếch tán, chấn động không gian nổi lên ba đào kịch liệt, nhiệt độ đáng sợ thậm chí biến không gian thành xích hồng sắc. Sóng lửa thổi quét, Bạch Linh thu lại sáu chiếc đuôi, chân khí cuồng bạo nóng cháy kia làm cho nàng cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Đông Vô Mệnh, món nợ này ngày sau chúng ta tiếp tục tính. Trang Đại Quân lạnh quát một tiếng, liều mạng oanh ra công kích, chấn khai không gian trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Chỉ sợ các ngươi không dễ dàng như vậy đi. Thân ảnh Bạch Oánh vặn vẹo không gian, nháy mắt xuất hiện ở không trung xa xa. Siêu siêu siêu. Vài vũ xuất cửu trọng vừa tách khỏi sự dây dưa của đối thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ tiên tử, nhất thời sắc mặt càng thêm khó xem. Quỷ tiên tử, ngươi đừng quá đáng. Ánh mắt Phương Ngọc Quý lóe ra, quát lớn. Ta quá đáng, bốn sơn môn các ngươi liên thủ đối phó Phi Linh Môn chúng ta. Chẳng lẽ còn nói ta quá đáng sao, hiện tại đánh không lại thì muốn chạy, các ngươi nghĩ Phi Linh Môn dễ khi dễ chứ gì? Quỷ tiên tử lạnh nhạt nói. Kiệt kiệt, hôm nay nếu đã tới đây,
vậy đều lưu lại đi. Thân ảnh Đông Vô Mệnh rơi xuống bên cạnh Bạch Oánh, ánh mắt nhìn chằm chằm nhóm người Phương Ngọc Quý, sát ý tràn ngập. Siêu siêu, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân cũng rơi xuống bên cạnh Bạch Oánh, ánh mắt Lộc Sơn lão nhân trở nên si ngốc, nói. Bạch Oánh, người rốt cục xuất quan. Bạch Oánh trừng mắt nhìn hắn, nhất thời Lộc Sơn lão nhân giống như hài đồng thẻ lưỡi, không dám nói thêm lời nào. Phanh, giữa không trung, Tưởng Lượng Nguyệt cùng Lôi trưởng lão hoàn toàn tách ra xa, chỉ một lần lắc mình Tưởng Lượng Nguyệt đã đi tới bên người Phương Ngọc Quý. Lôi trưởng lão cũng không có ý muốn tiếp tục truy theo, hắn không cần liều mạng, huống chi không phải lúc, thực lực hai người sai biệt không bao nhiêu, ngăn chặn đối thủ còn không sao, nhưng muốn giết người thì không khả năng. Hiện tại bởi vì họ đã dừng tay, khắp chung quanh người của bốn sơn môn đều thối lui hội tụ, chỉ còn lại vài vũ suất cùng linh suất của bốn sơn môn tụ tập gần Tưởng Lượng Nguyệt bọn hắn. Siêu siêu, Lý Chỉ Chính, Khang Tử Vân, Úc Khánh, Tương Viễn Quan cũng đi tới. Mỗi người đều bị thương, sắc mặt trắng bệch, cuộc chiến vừa rồi kịch liệt thế nào đều có thể nghĩ. Giờ phút này nhân mã song phương đứng đối diện lẫn nhau. Hống hống. Giữa không trung, Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ tập hợp xuất hiện. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu Long Thu nhỏ lại đi lên vai Lục Lâm Thiên, thân thiết hỏi, vừa rồi lão đại rơi vào nguy cơ, hắn muốn lao tới nhưng nhìn thấy Bạch Oánh đã tới kịp lúc, vì vậy mới tiếp tục đối chiến cùng địch thủ. Ta không sao, ngươi thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long hỏi, nhìn thấy chân khí của Tiểu Long cũng không giống như đang bị thương. Ta không sao, nếu không phải tên kia biết bay, ta nhất định phải đánh chết hắn, thật đáng giận. Tiểu Long oán hận nói. Lục Lâm Thiên cười khổ, địch thủ của Tiểu Long là vũ suất nhất trọng có thể phi hành, mà Tiểu Long còn chưa làm được, nhưng phỏng chừng người kia cũng không được dễ chịu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, ngươi muốn thế nào? Người không trêu chọc nổi Hắc Sát giáo. Tưởng Lượng Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Oánh, ánh mắt bất định, nhưng thần sắc vẫn không che giấu được hoảng hốt. Tưởng Lượng Nguyệt, không phải Hắc Sát giáo muốn tiêu diệt Phi Linh Môn sao, chẳng lẽ còn chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa, các ngươi đã muốn tiêu diệt Phi Linh Môn, ta cũng không cần tiếp tục bận tâm Hắc Sát giáo các ngươi. Bạch Oánh lạnh lùng nói, tuy nàng là nữ tử, nhưng chân khí còn âm trầm hơn cả Đông Vô Mệnh. Có lẽ trước kia nàng còn có điều cố kỵ với Hắc Sát giáo, nhưng hiện giờ đã không còn băn khoăn, người ta đã đánh tới cửa, bất kỳ băn khoăn gì cũng phải gạt qua một bên, huống chi lúc này Bạch Oánh đã có ý tưởng khác. Hắc Sát giáo là cành càng, nhưng Phi Linh Môn đã kết minh với Vân Dương Tông, hơn nữa với quan hệ giữa Lục Lâm Thiên cùng Vân Dương Tông, quan hệ kết minh hẳn sẽ vững chắc, có Vân Dương Tông thầm giúp đỡ, uy hiếp của Hắc Sát giáo đều có thể có chút hòa dịu. Nghe vậy sắc mặt Tưởng Lượng Nguyệt run rẩy lên. Hắn đã muốn tiêu diệt Phi Linh Môn, đích thật không còn điều kiện gì uy hiếp được bọn họ. Nhiều vũ suất cùng tới tiêu diệt Phi Linh Môn, các ngươi thật đúng là tôn trọng chúng ta, hôm nay không cho các ngươi giáo huấn, sau này Phi Linh Môn làm sao sống yên trong cổ vực, chỉ sợ sẽ mặc cho người khi nhục đi. Nhìn chăm chú vào một nhóm vũ suất, ánh mắt Bạch Oánh híp lại, sát ý dựng lên, vừa dứt lời trên tay đã xuất hiện một cây đàn cổ. Thất Huyền Cầm. Lục Lâm Thiên híp mắt. Lúc này Bạch Oánh lấy ra Thất Huyền Cầm cũng không phải cây đàn do hắn cải tạo lúc trước, rõ ràng đã được luyện chế thêm một lần, lúc trước Bạch Oánh chỉ dùng Ngũ Huyền Cầm. Cây đàn này vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, độ cong tuyệt đẹp thiên thành, lưu quang quanh quẩn, tràn ngập một cỗ tĩnh mật. Cần thi triển thiên âm chấn hồn khúc sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, lúc này Bạch Oánh lấy ra Thất Huyền Cầm, tự nhiên không phải do nhã hứng mà là dùng thi triển vũ kỹ. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên còn đang suy đoán, không ít người vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ánh mắt ngẩn ra, chỉ thấy Bạch Oánh lăng không khoanh chân ngồi, đặt cây đàn trên chân. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn đều phong lại thính giác. Giờ phút này người của Phi Linh Môn đều nghe được truyền âm. Nhất thời chân khí mọi người vận chuyển, đóng lại thính giác của mình, chỉ nháy mắt thanh âm du dương liền truyền tới. Đông! Tiếng đàn vang lên giữa không trung, uyển chuyển lại cương nghị. Chậm rãi mà đến, giống như chi âm chi kỷ, mang theo cố ý nhị, chỉ thấy Bạch Oánh hơi nghiêng người, quần áo trắng muốt theo gió vũ động tựa như trích tiên, tay ngọc gảy đàn, sắc mặt trầm lặng theo từng đạo tiếng đàn du dương truyền ra. Đinh đương, tiếng đàn uyển chuyển, chợt cao chợt thấp, chợt nhẹ chợt vang, tựa như âm thanh thiên nhiên, làm cho người ta nghe được trong lòng cực kỳ thoải mái, như muốn mê muội đi vào. Nhất thời người của bốn sơn môn đều say sưa.
người thực lực thấp đôi mắt đã nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng, vẻ mặt tươi cười tựa hồ như nhớ ra điều gì đó thật tốt đẹp. Thực lực mạnh cũng đang lảo đảo, tựa hồ đang đắm chìm trong một loại trạng thái không minh, không thể thoát thân chạy ra. Xa xa trong núi non, lúc này tập hợp không ít người vây xem, nghe được thanh âm tiếng đàn thần trí cũng gần như mơ hồ. Mặc dù Lục Lâm Thiên dùng chân khí phong trụ thính giác của mình, nhưng vẫn có tiếng đàn vô hình quanh quẩn trong đầu hắn, không cách nào che chắn triệt để. Nghe được tiếng đàn, Lục Lâm Thiên vì biết sớm hậu quả, biết bên trong ẩn giấu sát khí, nhất thời không nhịn được dùng mình. Lúc này ánh mắt của mọi người trong Phi Linh Môn đều kinh ngạc nhìn Quỷ Tiên Tử. Sau một lát, Bạch Oánh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện sát khí, nhất thời tiếng đàn vừa chuyển, đột nhiên kéo lên không chút khó khăn nào. Nhất thời tiếng đàn như sóng thần, cuồn cuộn dựng lên, hung hăng va chạm tới trước. Lúc này tiếng đàn vang vọng như tiếng sấm sét, thanh thế cuồn cuộn như thiên quân vạn mã, nháy mắt chấn nhiếp cả thiên địa. Đinh đông! Tiếng đàn rơi vào trong tai mọi người, nhất thời tựa như tiếng sấm, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào đại não bọn họ. A! À, nhất thời đệ tử bốn sơn môn kêu lên thảm thiết, một đám người thất khiếu chảy máu, chỉ nháy mắt ước chừng có thêm 5-6 ngàn đệ tử trực tiếp tử vong, chỉ có số ít thất khiếu chảy máu vẫn giãy giụa dưới đất vẫn chưa chết. Đừng nghe tiếng đàn, mau phong tỏa thính giác. Bốn vũ xuất cửu trọng nhất thời phục hồi lại tinh thần, nhưng vẻ mặt vẫn đần độn, tựa hồ vừa rồi đã thừa nhận không ít thương tổn. A! À, sau lưng bốn vũ xuất cửu trọng từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Mấy vũ xuất cùng linh xuất sau tiếng kêu thảm nháy mắt thất khiếu chảy máu, thân hình rơi thẳng xuống đất. Chết đi! Chỉ nháy mắt, Đông Vô Mệnh đã xuất hiện trước mặt Trang Đại Quân, từ mi tâm bắn ra đạo hào quang vô hình chói mắt, tiếp theo sau hung hăng xuyên vào ấn đường của Trang Đại Quân. Trang Đại Quân căn bản không kịp phản ứng, hai mắt dại ra không thể tránh thoát, tràn ngập vẻ kinh hãi. Chết đi! 6 chiếc đuôi khổng lồ của Bạch Linh phóng lên cao. Ngay lúc Mã Cư Huyền đang ngây dại hung hăng va chạm tới. 6 chiếc đuôi đánh vỡ hư không, tiếp theo hung hăng va chạm, trực tiếp vặn vẹo không gian, một cỗ cự lực ngập trời nhất thời bao phủ trên người Mã Cư Huyền. Phanh phanh phanh. Không gian nổ tung, khi Mã Cư Huyền kịp phản ứng thì đã bị 6 chiếc đuôi khổng lồ đánh tới, giống như 6 cột trụ trời hung hăng áp xuống, thân hình Mã Cư Huyền trực tiếp bị nện xuống đất. Phốc. Trong miệng phun ra máu tươi lẫn chất dịch trắng hồng. Thân hình Mã Cư Huyền vừa nện xuống đất một chiếc đuôi trắng xóa trực tiếp xuyên thấu qua bụng hắn, vũ xuất cửu trọng nháy mắt bỏ mình. Chết đi! Lúc tiếng quát của Đông Vô Mệnh truyền tới, thủ ấn biến hóa, một đạo trưởng ấn tối đen nhẹ nhàng rơi lên người Trang Đại Quân. Suy! Trang Đại Quân vẫn bất động, cũng không cách nào nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, tiếp theo sau thân thể một mảnh tối đen, cả người trực tiếp thối giữa. Chỉ nháy mắt thân hình hắn đã biến thành một khối xương trắng bị nhiễm hắc ti. Đông! Tiếng đàn hoàn toàn dừng lại, đạo âm phù cuối cùng hạ xuống, cả thiên địa trở lại yên tĩnh. Giữa không trung, người của bốn sơn môn chỉ còn bốn thân ảnh, Tưởng Lượng Nguyệt, Phương Ngọc Quý, còn có Hoàng Hán Lương, cùng Tiền Trường Vận, ngoại trừ Phương Ngọc Quý ba người còn lại đều là người hắc sát giáo. Bốn người si ngốc hoàn hồn, nhưng thất khiếu đều chảy máu, thần sắc dữ tợn. Chân khí không bằng lúc trước. Phương Ngọc Quý, người có thể chết đi. Vừa thu lại thất huyền cầm, ánh mắt Bạch Oánh rơi lên người Phương Ngọc Quý, thân ảnh xinh đẹp lao thẳng tới. Phán quan cứu mạng, mau cứu ta. Giờ phút này, Phương Ngọc Quý nháy mắt bỏ chạy, trong miệng lớn tiếng cầu cứu. Bạch Oánh đang lao thẳng tới chỗ Phương Ngọc Quý, thân hình nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm xuống nói. Nếu đã tới đây, thì xuất hiện đi, cần gì lén lút. Kiệt kiệt, đồ vô dụng, ngay cả Phi Linh Môn nho nhỏ đều không đối phó được. Giữa không trung phía sau, xa xa vang lên tiếng quát âm lệ, lời vừa dứt một đoàn hồng mang quỷ dị mang theo âm khí xuất hiện giữa không trung. Hồng mang quỷ dị vừa xuất hiện, áp lực tăng vọt, có thể nhìn thấy không gian ba văn chung quanh hồng mang quỷ dị đang không ngừng tán khai. Suy, khi hồng mang thu liễm, ba thân ảnh hiển lộ, ba người xuất hiện, lại làm không ít người chợt ngẩn ra. Hắc Bạch Vô Thường. Xa giữa không trung, Lục Lâm Thiên híp mắt, trong đó có hai người chính là Hắc Bạch Vô Thường, người đứng ở giữa chừng 50 tuổi, ánh mắt âm lệ, mũi ưng, quần áo màu vàng nhạt mang theo chân khí nóng cháy quanh quẩn. Vũ Vương cường giả. Khí tức trên thân người kia làm Lục Lâm Thiên nghĩ tới Vũ Vương, chân khí của người kia còn mạnh hơn khí tức của Bạch Oánh không ít.
là Hắc Bạch Vô Thường. Ba người xuất hiện, mọi người lập tức kinh động. Nhóm người Tưởng Lượng Nguyệt sắc mặt đều biến hóa. Phán quan, cứu ta. Phương Ngọc Quý nhìn thấy người này, nhất thời giống như gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức lao tới bên người hắn. Thôi mệnh phán quan, người còn chưa chết. Cảm giác được chân khí của đối phương, khuôn mặt Bạch Oánh nhất thời ngưng trọng lên. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đã lâu không gặp, 20 năm trước thực lực của chúng ta tựa hồ không sai biệt lắm, hiện tại các ngươi thật làm cho ta thất vọng, một người chỉ mới đột phá vũ vương, một người mới đạt tới vũ xuất cửu trọng, kiệt kiệt. Lão giả áo vàng âm lệ cười lạnh, ánh mắt đảo qua trên người đông vô mệnh cùng Bạch Oánh. Phán quan, giúp ta giết bọn hắn, giúp ta tiêu diệt Phi Linh Môn, nếu không khó tiêu nỗi hận trong lòng ta. Phương Ngọc Quý lạnh lẽo nhìn người của Phi Linh Môn, nghiến răng nghiến lợi nói, thần sắc đầy máu tươi thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Phương Ngọc Quý, ta làm việc còn cần ngươi dạy sao, đồ vô dụng, một ít chuyện cũng làm không xong, cần ngươi có tác dụng gì? Lão giả áo vàng quát lạnh một tiếng, không gian quanh thân Phương Ngọc Quý nháy mắt vặn vẹo. Phán quan đại nhân tha mạng, ta. Sắc mặt Phương Ngọc Quý nhất thời đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng lời còn chưa dứt một đạo chảo ấn đã chụp lên thiên linh cái của hắn. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình Phương Ngọc Quý run rẩy, ngay lập tức mất đi sinh cơ, mơ hồ có thể thấy được thi thể hắn đã biến nhỏ hơn một ít. Một màn này làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Phương Ngọc Quý thật dễ dàng bị đánh chết, mà cái chết của hắn thật quá ly kỳ, tựa hồ là bị người cắn nuốt gì đó, tóm lại cảm giác làm trong lòng mọi người chợt hoảng hốt. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lúc này người kinh ngạc nhất chính là Lục Lâm Thiên, nhìn thấy một màn trên không trung trong lòng hắn thật sự kinh ngạc, lão giả áo vàng thi triển chính là Âm Dương Linh Vũ Quyết, nhưng hắn có cảm giác có chút ít khác biệt, cũng không phải hoàn toàn là Âm Dương Linh Vũ Quyết. Chỉ là tiểu vũ xuất cũng dám kêu gào trước mặt ta, muốn chết. Thi thể trong tay lão giả áo vàng biến thành một đoàn hỏa diễm nóng cháy, chỉ tích tắc đã thiêu đốt thành cho tàn. Tiểu tử, là võ giả toàn hệ sao, thật đúng là hiếm thấy, phỏng chừng mặt trên sẽ thật cảm thấy hứng thú đối với ngươi. Ánh mắt lão giả nhìn chằm chằm về hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thôi mệnh phán quan rõ ràng cũng là người của linh vũ giới. Không nghĩ tới sau lưng sự tình lần này lại có thân ảnh của bọn hắn, linh vũ giới đúng là nơi nào cũng nhúng tay vào. Người của linh vũ giới các ngươi, thật sự chỗ nào cũng nhúng tay vào a? Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Gì, thế nhưng lại biết linh vũ giới chúng ta, tiểu tử, người rốt cục là ai, ra vẻ thật không đơn giản thôi. Ánh mắt thôi mệnh phán quan trầm xuống nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tối tăm, ra vẻ linh vũ giới còn chưa biết thân phận của hắn. Có lẽ thôi mệnh phán quan không biết việc của Lục gia, Hắc Quỷ Thiên Vương vẫn chưa tới, chỉ sợ có một số việc chính thôi mệnh phán quan cũng không biết. Trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng suy tư, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lục trưởng môn, lần này phiền toái, không nghĩ tới còn có người của linh vũ rơi đến. Lôi trưởng lão nói, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đúng là có chút phiền phức. Lục Lâm Thiên nói, thực lực thôi mệnh phán quan tuyệt đối mạnh hơn Bạch Oánh. Ở đây căn bản không ai có thể kháng cự. Tiểu tử, cùng ta rời đi, ngươi còn có giá trị hơn cả Hoa gia huynh muội. Ngay khi lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt, thôi mệnh phán quan liền nói, thân hình lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Thôi mệnh phán quan, trước qua cửa ải của ta. Ánh mắt Bạch Oánh trầm xuống, kiều quát một tiếng, thân hình xinh đẹp lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời trong tay vặn vẹo không gian. Hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu thật lớn mang theo cuồng phong gào thét đánh thẳng về hướng thôi mệnh phán quan. Quỷ thiên tử, người vừa đột phá vũ vương mà thôi, không ngăn cản được ta, còn kém xa lắm. Ánh mắt thôi mệnh phán quan trầm xuống, thân ảnh không lùi mà càng tăng nhanh hơn, không gian trước người trao đảo, chân khí tràn ra, trong hai tay một quả cầu lửa xoay tròn uy thế thật lớn, chỉ hơn bạch sắc quang cầu của Bạch Oánh chứ không kém. Mắt thường có thể thấy được hai quang cầu cực lớn nháy mắt va chạm vào nhau, chấn động không gian run rẩy lên, vũ vương đối chiến, uy thế động tĩnh hoàn toàn vượt hẳn vũ xuất. Phanh phanh, hai đạo công kích va chạm vào nhau, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bộc phát tạo thành tiếng nổ kinh thiên. Hỏa diễm nóng bỏng và một cơn lốc bằng năng lượng cường hãn bắt đầu va chạm. Kinh khí kinh khủng giống như một bão tố bắt đầu khuếch tán. Phanh phanh phanh. Toàn bộ không gian núi non chung quanh đột nhiên xuất hiện tiếng răng rắc, ầm ầm nổ tung,
giống như là sơn băng địa liệt, bầu trời vặn vẹo. Một ít đệ tử phi linh môn gần đó, còn có yêu thú, cùng với những đệ tử tàn dư của hắc sát giao chung quanh cũng bị năng lượng kinh khủng này lan tới. Tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang lên không dứt, không ít người thân thể trực tiếp giống như diều đứt dây bắn ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất. Có người trực tiếp bị chấn thành đống thịt nát. Mau lui lại, nhanh. Hoa Mãn Ngọc khẽ kêu lêu một tiếng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng cũng hét lớn ra lệnh cho đệ tử phi linh môn và yêu thú, còn có đệ tử vũ đường nhanh chóng thối lui. May mà vừa rồi đệ tử phi linh môn đều cách đó khá xa. Thế nhưng cũng có chừng trăm người không kịp tránh đi. Mà đám đệ tử hắc sát giáo vốn ở ngay gần đó lúc này đã bị thiên âm chấn hồn khúc của quỷ tiên tử Bạch Oánh đánh chết mấy nghìn người, những người còn lại cũng bị thương nặng. Năng lượng rung động khuếch tán, sắc mặt những người có mặt trong nháy mắt đại biến. Loại đối kháng cấp bậc này bọn họ không thể chống lại. Khục khục. Trong kình khí cuồng bạo, thân ảnh xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh trực tiếp bị đẩy lùi. Trong miệng xuất hiện tia máu, sắc mặt tái nhợt. Khặc khặc, tiểu tử, đi theo ta thôi. Đẩy lùi quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp lao thẳng về phía trước. Ngao. Thân thể khổng lồ của Bạch Linh trực tiếp run lên. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân. Sắc mặt ba người lúc này đại biến, cắn răng lao lên. Hừ, ánh mắt Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống, không gian trước người vặn vẹo. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn nóng bỏng. Lập tức hung hăng đánh về phía Bạch Linh cùng với đám người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Phanh phanh, lúc này mấy người Bạch Linh căn bản không kịp lui về phía sau, đạo trưởng ấn nóng bỏng này đang đánh tới. Lập tức bốn đạo trưởng ấn nhanh chóng va chạm với trưởng ấn nóng bỏng kia. Tiếng nổ vang lên, tức thì một cỗ lực lượng cuồng bạo chút xuống. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được lực công kích đám người Bạch Linh, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, trong nháy mắt bị phá hủy, rồi một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống thân thể bọn họ. Phanh! Bị đòn nghiêm trọng như vậy khiến cho khí tức quanh thân Bạch Linh lập tức uể oải. Thân hình bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Ba người một thú liên thủ không ngờ không thể ngăn cả Thôi Mệnh Phán Quan này. Bọ ngựa đòi đấu với voi, không biết lượng sức. Thôi Mệnh Phán Quan cười lạnh một tiếng, một kích hung hãn của hắn trực tiếp đẩy lui ba người một thú, ánh mắt lộ ra hung quang nói. Cửu vĩ yêu hồ, thu ngươi làm tọa kỵ không tồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, các ngươi chết hết đi. Nói xong, Thôi Mệnh Phán Quan âm lệ cười lên một tiếng, tiếp tục đánh về đám người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Thủ ấn biến hóa, bàn tay nắm chặt, một đạo chảo ấn phá không bay tới. Kinh khí nóng bỏng khiến cho cả không gian chuyển thành màu đỏ, lập tức đánh về phía đám người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Phanh phanh, một thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện, trong tay có một đạo phong nhận bàng bạc hung hăng đánh về phía trước. Trực tiếp nghênh tiếng chảo ấn trên bầu trời. Hừ, quỷ tiên tử Bạch Oánh ngươi muốn chết. Thôi Mệnh Phán Quan lạnh lùng quát lên một tiếng, chảo ấn lập tức đánh xuống. Phanh phanh, năng lượng đan xen, chân khí bạo phát, năng lượng bàng bạc trong bầu trời lần thứ hai nổ tung. Dưới công kích hung hãn như vậy, không gian trực tiếp nổ tung, quỷ tiên tử Bạch Oánh phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay về phía sau. Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, trực tiếp phi về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Giờ phút này, sắc mặt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đại biến. Phanh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lảo đảo rơi xuống mặt đất, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Nàng không sao chứ, nhanh mau ăn đan dược và. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh vội vã móc ra mấy viên đan dược. Ta không sao, hóa ra ngươi cũng quan tâm tới ta. Nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ mỉm cười yếu ớt. Đã là lúc nào rồi còn nói những lời này, mau ăn đan dược vào. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Hừ. Lúc này còn tình trạng ý thiếp, tất cả chết đi. Dưới một tiếng quát lạnh lẽo, Thôi Mệnh Phán Quan tiếp tục lao thẳng về phía trước, chân khí trên người tuôn ra, không gian run rẩy, lúc này căn bản không có ai có thể ngăn cản được hắn. Thế nhưng lúc này Thôi Mệnh Phán Quan đột nhiên dừng lại rồi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía xa. Ánh mắt khẽ đảo qua rồi đột nhiên biến đổi. Hừ, Thôi Mệnh Phán Quan, Vũ Vương nhị trọng mà cũng dám làm càn như vậy. Một tiếng quát lớn vang lên, khí tức ngập trời bỗng nhiên từ trên bầu trời đánh xuống.
ngay sau đó nhanh chóng đánh về phía Thôi Mệnh phán quan. Khí tức ngập trời này xuất hiện, giữa không trung đột nhiên có mấy đạo khí tức cuồng bạo vọt tới. Trong ánh mắt kinh hãi lúc này có 5 đạo thân ảnh xuất hiện. Mấy đạo khí tức này không hề giữ lại mà bộc phát, toàn bộ không gian run rẩy không ngừng. Phanh phanh. Trong bầu trời, đạo năng lượng bàng bạc kia trong nháy mắt đánh tới trước mặt Thôi Mệnh phán quan. Một đạo trưởng ấn trực tiếp chụp xuống, toàn bộ không gian đột nhiên co lại, dưới lực lượng bàng bạc, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo. Thôi Mệnh phán quan cảm nhận mấy khí tức này, sắc mặt lập tức đen lại. Chân khí cuồng bạo từ trong người tuôn ra, dẫn dắt năng lượng thuộc tính hỏa trong không gian, ngưng tụ thành một hỏa cầu đánh về phía trước. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trong bầu trời lúc này trưởng ấn trực tiếp đánh xuống hỏa cầu. Hỏa cầu dưới trưởng ấn khổng lồ khẽ chấn động rồi tan vỡ. Trưởng ấn trực tiếp đánh vào trên người Thôi Mệnh phán quan. Phanh phanh! Cự lực đánh xuống, cỗ thanh thế này trực tiếp khiến cho khe sâu đã thành phế tích đất đá chung quanh bay tán loạn. Uy áp cường hãn từ trên bầu trời tràn ngập xuống khiến cho mọi người phía dưới không khỏi run rẩy. Khục khục. Trong không gian hỗn loạn, lúc kinh khí tiêu tán thì thân ảnh Thôi Mệnh phán quan bị đẩy lui, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về mấy người tới. Trong bầu trời, 5 người tới đều đeo khăn che mặt màu đen, căn bản không nhìn thấy rõ dáng dấp. Thế nhưng khí tức trên người 5 người tuyệt đối vô cùng cường hãn. Đặc biệt là người vừa mới xuất thủ, khí tức không thể nghi ngờ chính là Vũ Vương, không phải là Vũ Vương bình thường. 4 người còn lại đều là Vũ Xuất, khí tức đã đạt tới Vũ Xuất bát trọng. Khí tức 5 người bạo phát ra, cỗ uy áp này khiến cho trong lòng mỗi người run lên. Rốt cuộc cũng tới rồi. Lục Lâm Thiên nở nụ cười, tuy rằng 5 người đều mang khăn che mặt. Thế nhưng từ khí tức trên người 5 người, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra 5 người này là ai. Tới thời khắc cuối cùng, cường giả Vân Dương Tông rốt cuộc cũng chạy tới kịp. Các hạ là ai? Sắc mặt Thôi Mệnh phán quan trắng bệch nhìn vào 5 người trước mặt. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào người đứng đầu, ánh mắt lóe lên bất định. Hừ, ta là ai ngươi không cần phải biết. Ngươi là ai thì ta lại biết. Không cho các ngươi một chút giáo huấn thì linh vũ giới các ngươi còn tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch. Người đứng đầu nói xong, lập tức nói với mấy người phía sau. Mấy vị trưởng lão, động thủ đi. Ha ha, giết. Mấy tiếng cười to từ trong bầu trời vang lên. Lập tức mấy đạo khí tức bàng bạc từ trên bầu trời đánh xuống. Sát khí nổi lên, 5 người hầu như cùng một lúc đánh về phía Thôi Mệnh phán quan. Đương nhiên chỉ có một người phía trước là lao thẳng về phía Thôi Mệnh phán quan mà thôi. 4 người còn lại trực tiếp đánh về phía Hắc Bạch Vô Thường kia.